vị khách nhân này, cũng không phải không pháp cốc sứ giả Thôi Đông Du, hắn không có nhanh như vậy trở về, khách nhân là Nhậm Thiên Nữ, nàng là tới thu hồi thần Chu Thiên Kiếm. Tinh không thần chỉ cái khác cái đỉnh nhỏ bên trong, Diệp thần cùng trời nữ tướng đối với mà ngồi, hắn lấy ra thần Chu Thiên Kiếm, trả lại cho nàng, nói, thiên nữ, đa tạ mượn kiếm, ngươi thanh kiếm này, giúp ta không ít. Thiên nữ thu hồi thần Chu Thiên Kiếm, thản nhiên nói, không sao, không cần khách khí như thế, thần sắc đẹp mở miệng, ta cũng chỉ là phụng mệnh hành sự. Diệp thần cười nói, thay ta hướng thần sắc đẹp cùng Nguyên Thiên Đế vấn an. Thiên nữ ừ một tiếng, đột nhiên hỏi, ngươi có rảnh không? Diệp thần kỳ nói, thế nào, chẳng lẽ là đã xảy ra chuyện gì? Thiên nữ thở dài một tiếng, nói, thần sắc đẹp bảo ta mời ngươi đi Mỹ Thần Cung, bây giờ Nguyên Thiên Đế cùng Hồn Thiên Đế tranh đấu đến kịch liệt, Mỹ Thần Cung, chân lý sẽ, cùng tổ rồng hồn tộc đánh túi bụi, song phương đều là tử thương thảm trọng, trước đó vài ngày tạm thời lắng lại thôi đấu, chỉ là vì lần kế chiến tranh làm chuẩn bị. Tổ rồng hồn tộc, là Hồn Thiên Đế dưới trướng 9 đại hồn tộc bên trong, xếp hạng thứ nhất, tồn tại cường hãn nhất, truyền thuyết thống ngự vạn long, vẫn luôn là chân lý biết đối thủ một mất một còn. Diệp thần a một tiếng, song phương tranh đấu, cũng là có thể đoán trước. Thiên nữ nói, bây giờ thần sắc đẹp cùng Nguyên Thiên Đế, muốn tạo một môn kỳ quan, gọi sinh tử phong thần bi, chỉ cần có thể chế tạo ra tới, trấn áp tổ rồng hồn tộc, thậm chí diệt sát Hồn Thiên Đế, cũng là nhiều trông cậy vào sự tình. Diệp thần nói, sinh tử phong thần bi. Thiên nữ nói, ân, cái kia sinh tử phong thần bi, kỳ thực là Nguyên Thiên Đế cùng Hồn Thiên Đế trước kia, còn không có quyết liệt thời điểm. Liên thủ tư tưởng ra vĩ đại kỳ quan, nắm giữ chúa tể sinh tử hết sức uy năng, bây giờ chân lý sẽ nhớ chế tạo môn này kỳ quan, tổ rồng hồn tộc bên kia cũng nghĩ chế tạo. Nếu ai có thể cướp tạo ra, người đó liền có thể tại hạ một hồi trong chiến tranh, chiếm tiên cơ. Diệp thần nói, Nguyên Thiên Đế cùng Hồn Thiên Đế, còn có không có đối địch, không cắt đứt thời điểm. Thiên nữ nói, ngô, nói đúng ra, hẳn là bọn hắn tiền thân. Diệp thần nói, tiền thân. Thiên nữ nói, đúng vậy, Nguyên Thiên Đế kỳ thực là Thủy Long Vương hóa thân, Hồn Thiên Đế nhưng là Ma Quân La Hầu hóa thân, Thủy Long Vương cùng Ma Quân La Hầu, cũng là 72 trụ thần một trong, một cái chấp trưởng sinh mệnh nguồn gốc pháp tắc, một cái chấp trưởng hắc ám tử vong chi đạo, là sống cùng chết, lẫn nhau giao dung lại hoàn toàn đối lập tồn tại. Diệp thần nói, Nguyên Thiên Đế cùng Hồn Thiên Đế, bọn hắn là trụ thần người đại diện, vật chứa. Thiên nữ lắc lắc đầu nói, không phải. Bọn hắn chính là trụ thần bản thân, là trụ thần hóa thân. Diệp thần có chút ngạc nhiên, nói, a, bọn hắn chính là trụ thần bản thân sao? Thiên nữ nói đúng ra là một đạo hóa thân, nhân quả có chút phức tạp, ta cũng nói không rõ ràng, tóm lại tuyệt đối không phải cái gì người đại diện, bọn hắn không cần cái gì người đại diện, chính mình là chính mình đại ngôn. Diệp thần nói, tốt a, ta có chừng chút hiểu rồi. Thiên nữ nói, ngươi có rảnh đi Mỹ Thần Cung sao? Thần sắc đẹp muốn gọi ngươi hỗ trợ chế tạo kỳ quan. Diệp thần nói, bảo ta hỗ trợ chế tạo cái kia sinh tử phong thần bi. Thiên nữ nói, đúng vậy, nàng nói cần ngươi trợ lực. Diệp thần nhíu nhíu mày, nói, ta không rảnh a, bây giờ không tiện thoát thân. Hắn còn chuẩn bị đi sụp đổ di tích cổ, cứu ra vũ tổ, cần tất cả tâm thần ứng đối, thực sự không có cách nào lại phân tâm giúp thần sắc đẹp. Thiên nữ nói, phải không, ngô. Ngươi muốn đi sụp đổ di tích cổ cứu vũ tổ. Diệp thần cứu người ý chí quá nồng nặc, thiên nữ cũng là bắt được một chút ba động. Diệp thần nói, đúng vậy. Thiên nữ có chút bất đắc dĩ nói, tốt ha, vậy xem ra ngươi là không rảnh giúp thần sắc đẹp, ta sẽ cùng nàng nói rõ ràng. Diệp thần nói, xin lỗi. Thiên nữ nói, không cần, ta biết ngươi khó xử, ngô, lần này ngươi muốn cứu vũ tổ, ta chắc cũng sẽ hỗ trợ. Diệp thần nhãn tình sáng lên. Nói, thiên nữ, ngươi muốn cùng ta cùng một chỗ. Thiên nữ tiếng nói lại như cũ lạnh nhạt, duy trì một cỗ khắc chế khoảng cách, nói, không phải, sụp đổ di tích cổ vô cùng nguy hiểm, ta muốn trước trở về Mỹ Thần Cung một chuyến, cùng thần sắc đẹp thương lượng một chút, tiếp đó ta có thể sẽ trong bóng tối giúp ngươi. Diệp thần nói, vậy cũng tốt vô cùng, chờ cứu ra vũ tổ sư tôn, nếu thời gian tới kịp, ta sẽ đi Mỹ Thần Cung, giúp các ngươi chế tạo sinh tử phong thần bi. Thiên nữ nói, hảo, quyết định như vậy đi, ta cáo từ trước. Nàng đứng dậy từ biệt rời đi, Diệp thần tự mình tiễn đưa nàng ra ngoài. Chờ đưa đi thiên nữ, Diệp thần nghĩ thầm, nếu có thiên nữ cùng thần sắc đẹp hỗ trợ, ta muốn cứu vũ tổ sư tôn,
vậy thì nhẹ nhõm nhiều. 3 ngày sau, không pháp cốc vị sứ giả kia Thôi Đông Du, cuối cùng lại tới bái phỏng. Diệp thần, Nhậm Phi Phàm, vẫn là tại tinh không thần chỉ cái khác cái đỉnh nhỏ tiếp kiến hắn. Chủ khách một phen khách sáo hàn huyên đi qua, Thôi Đông Du trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, nói. Mặc cho Pháp Vương, Luân Hồi Chi Chủ, tại hạ đã bẩm báo Minh Không Thiên Tôn Đại Nhân, hắn nói tất nhiên Luân Hồi Chi Chủ không chịu giao quyền, vậy hắn cũng không cưỡng bách, chúng ta đều tôn kính Thiên Tổ, ngàn vạn không thể tổn thương hòa khí. Nhậm Phi Phàm gật đầu nói, quý phái lãnh chúa có này lòng dạ, vậy dĩ nhiên rất tốt. Thôi Đông Du mỉm cười, nói, mặc cho Pháp Vương thần thông cái thế, nhân phẩm đoan chính, Minh Không Thiên Tôn Đại Nhân cũng cực kỳ tôn sùng, hắn nói có cơ hội, nhất định muốn cùng mặc cho Pháp Vương thật tốt uống một chén. Nhậm Phi Phàm cười nói, nếu là nghĩ kết giao bằng hữu, ta cũng sẽ không cự tuyệt, ta cũng có sự tình muốn cùng quý phái thương lượng. Thôi Đông Du nói, là cứu vớt phú tổ sự tình. Diệp thần cùng Nhậm Phi Phàm cứu người ý chí, đều 10 phần nồng đậm, hắn tự nhiên cũng là có thể cảm nhận được. Nhậm Phi Phàm thản nhiên liếc mắt nhìn, nói, chính là. Phú tổ lâm nguy sụp đổ di tích cổ, ta Luân Hồi trận doanh có ý định cứu giúp, nếu quý phái chịu làm giúp đỡ, tại hạ không dám cảm kích, sau khi chuyện thành công, tất có hậu báo. Các ngươi thiếu chủ cổ đoạn trần, chấp trưởng bóng tối chi chủ quyền hành, theo ta được biết, bóng tối chi chủ quyền hành, tràn ngập các loại hắc ám âm sát hỗn loạn chi niệm, muốn dung hợp chấp trưởng, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, rất dễ dàng gặp hỗn loạn ăn mòn. Chỉ cần quý phái có thể làm giúp đỡ, ta có thể gọi Diệp thần mở ra thần giáp mệnh tinh, thay các ngươi thiếu chủ chiếu rọi chúc phúc, hóa giải hắn bóng tối quyền hành phản phệ. Ánh mắt của hắn như đuốc, coi như chưa thấy qua vị kia cổ đoạn trần, cũng có thể suy tính đến đối phương gặp đau đớn cùng gặp trắc trở. Mà cỗ này bóng tối hỗn loạn quấn thân đau đớn, cũng chỉ có Diệp thần thần giáp mệnh tinh có thể giải. Thần giáp mệnh tinh cường đại chúc phúc thủ hộ chi lực, thậm chí có thể cho Nhậm Phi Phàm cái này siêu phẩm thiên đế chúc phúc, chớ nói chi là cổ đoạn trần. Thôi Đông Du sắc mặt đột biến, hắn tựa hồ không nghĩ tới, Nhậm Phi Phàm ánh mắt thế mà cay độc như thế, có thể nhìn ra không pháp cốc nhược điểm, chính là cổ đoạn trần gặp bóng tối ăn mòn, trước mắt không pháp cốc cũng là đau đầu vô cùng. Diệp thần cùng Nhậm Phi Phàm muốn cứu vũ tổ, là có việc cầu người, Thôi Đông Du vốn định dùng cái này nắm, nhưng bị Nhậm Phi Phàm khám phá tâm tư, hắn liền không thật nhiều nói gì, dù sao không pháp cốc cũng có muốn cầu người chỗ. Cái này, can hệ trọng đại. Mặc cho Pháp Vương, Luân Hồi Chi Chủ, không bằng các ngươi tự mình đi không pháp cốc một chuyến, cùng Minh Không Thiên Tôn Đại Nhân gặp mặt tường trò chuyện, bằng không rất nhiều đại sự, tại hạ nhưng không làm chủ được. Thôi Đông Du do dự một chút, chính là phát ra mời. Nhậm Phi Phàm nói, muốn chúng ta đi không pháp cốc sao? Thôi Đông Du nói, chính là, không biết mặc cho Pháp Vương ý như thế nào. Nhậm Phi Phàm cùng Diệp Thần nhìn nhau, Diệp Thần vốn là muốn cứu vũ tổ. Hắn sớm muộn là muốn đi sụp đổ di tích cổ, bây giờ đi trước không pháp cốc thăm dò đường một chút, tự nhiên cũng là chuyện tốt. Nhưng, Diệp thần lại lo lắng, Nhậm Phi Phàm không tiện rời đi, hỏi, Nhậm tiền bối, ngươi không tiện đi thôi. Nhậm Phi Phàm suy nghĩ một chút, nói, không sao, ta có thể đi chung với ngươi, đến nỗi trông coi luân hồi tinh giới, có thể tạm thời ủy thác vị kia quỷ sai đô thống. Diệp thần nói, nếu tường vi. Nhậm Phi Phàm nói, đúng vậy. Nàng chính là ngày xưa thiên tổ dưới trướng một trong tứ đại quỷ sai, chấp trưởng siêu độ pháp tắc, coi như công phạt không đủ, nhưng tự thủ dư xài, phòng thủ nhà là đầy đủ. Diệp thần nhãn tình sáng lên, hắn đã rất lâu không cùng Nhậm Phi Phàm từng đi ra ngoài, nếu là có Nhậm Phi Phàm bồi tiếp hắn đi không pháp cốc, vậy coi như phát sinh nguy hiểm gì, cũng không sợ, nhân tiện nói, tốt lắm vô cùng, gọi tường vi cô nương lưu lại phòng thủ nhà, chúng ta đi không pháp cốc. Thôi Đông Du vui vẻ nói. Mặc cho Pháp Vương, Luân Hồi Chi Chủ, các ngươi chịu hạ mình đi ta không pháp cốc, kia thật là không thể tốt hơn nữa, không biết lúc nào xuất phát. Nhậm Phi Phàm nói, thôi sứ giả lại chờ một lát, ta an bài trước dễ phòng thủ sự tình. Nói đi, Nhậm Phi Phàm thân ảnh, liền từ biến mất tại chỗ, chỉ chốc lát sau, trên bầu trời, rung động ầm ầm, xuất hiện một bức tranh, càng là Nhậm Phi Phàm vĩ đại kỳ quan, sát sinh kiếm trận đồ. Hắn tại trong Luân Hồi Tinh Giới. Bố trí xuống sát sinh kiếm trận đồ phòng thủ, lại gọi Phật Tổ, Diệp Tà Thần, nếu tưởng vi bọn người, cẩn thận đề phòng, lại bố trí xuống trọng trọng phòng ngự đại trận, qua đi tới sau nửa canh giờ, mới về đến trong đình. Tốt, có thể xuất phát. Bố trí xong phòng thủ sự nghi Nhậm Phi Phàm, gương mặt có chút trắng bệch,
hiển nhiên là tốn lực không thiếu. Hắn tuy là siêu phẩm thiên đế đỉnh phong cường giả, nhưng khi đó chứng đạo, là sát sinh chứng đạo, chém giết tương lai của mình, hắn chỉ còn lại 3 năm mệnh, cho nên hắn thực lực tuy mạnh, nhưng nội tình không đủ, khí tức không đủ thâm hậu kéo dài, rất dễ dàng liền sẽ kịch liệt tiêu hao. Kỳ thực, Diệp Thần thần giáp mệnh tinh đã bổ tu, nếu như chúc phúc xuống mà nói, Nhậm Phi Phàm có thể khôi phục, nhưng hắn không chịu tiếp nhận thôi. Hắn mong muốn, là tìm đường sống trong chỗ chết, muốn tại sau 3 năm, hắn tuổi thọ gần như khô kiệt trong nháy mắt, lại muốn Diệp Thần chúc phúc, đã như thế, sắp chết phục sinh, phá rồi lại lập, hắn liền có cơ hội nhất cử trùng kích đạo quân cảnh, cũng chính là trong truyền thuyết, không thể nói cường giả cảnh giới. Thôi Đông Du nói, mặc cho Pháp Vương, Luân Hồi Chi Chủ, mời. Chỉ thấy Thôi Đông Du hai tay bấm quyết, mở ra một đầu không gian đường hầm. Diệp Thần hỏi, đầu này không gian đường hầm, là thông hướng không pháp cốc. Thôi Đông Du lắc đầu nói, không phải, ta không pháp cốc tại sụp đổ di tích cổ chỗ sâu, bốn phía sụp đổ mê vụ bao phủ, pháp tắc hỗn loạn, không cách nào dùng không gian truyền tống thủ đoạn đến, đầu này không gian đường hầm, là thông hướng sụp đổ di tích cổ ranh giới. Chờ đi đến sụp đổ di tích cổ sau, chúng ta còn phải lại đi bộ đi tới không pháp cốc, vận khí tốt, có thể một ngày đã đến. Diệp Thần nói, nếu như vận khí không tốt đâu. Thôi Đông Du cười khổ một tiếng, nói, nếu là vận khí không tốt, cái kia chỉ sợ phải mất đi tính mạng. Sụp đổ di tích cổ bên trong, mê vụ bao phủ, sụp đổ khí tức tàn phá bừa bãi, có rất nhiều han cai bis ngang ngược, thậm chí còn có một chút cường đại đến thái quá sụp đổ thể. Nói đến sụp đổ thể thời điểm, Thôi Đông Du trên mặt cũng là lộ ra một vòng e ngại, nói, những cái kia sụp đổ thể, mang theo trụ thần tâm ma khí tức, phi thường khủng bố, đủ để bóp chết thượng phẩm thiên đế. Diệp Thần cùng Nhậm Phi Phàm tương vọng một mắt, trong lòng đều là run lên. Nếu như Thôi Đông Du nói là sự thật mà nói, cái kia sụp đổ thể, đích thật là vô cùng kinh khủng, lại có bóp chết thượng phẩm thiên đế thực lực, khó có thể tưởng tượng thế gian sẽ có đáng sợ như vậy tồn tại. Thôi Đông Du móc ra hai tấm linh phù, phân biệt giao cho Diệp Thần cùng Nhậm Phi Phàm, nói, đây là cấm linh phù, có thể tạm thời giam cầm áp chế linh khí, tránh sóng linh khí, bị Han Kai Bis cùng sụp đổ thể phát hiện. Luân Hồi Chi Chủ, mặc cho Pháp Vương, vì để tránh cho phát sinh ngoài ý muốn, các ngươi vẫn là sớm dán hảo cấm linh phù, bằng không thế sự khó liệu. Diệp Thần tiếp nhận cấm linh phù, dán tại trên người mình, nhất thời cảm thấy đan điền cùng trong kinh mạch linh khí, lập tức bị áp chế lại, may mắn nhục thân cũng không bị hạn chế, hắn có thể tiện tay đem cấm linh phù bóc tới. Bóc cấm linh phù sau, hắn linh khí liền khôi phục lưu động. Thôi Đông Du vội nói, Luân Hồi Chi Chủ, người vẫn là cẩn thận gián hảo, chờ đi đến không pháp cốc sau, lại bóc cũng không muộn, ta không pháp cốc tôn kính thiên tổ, đường đường chính chính, tuyệt sẽ không có cái gì làm hại cử động của ngươi. Diệp Thần gật gật đầu, có Nhậm Phi Phàm làm bạn, hắn tự nhiên không lo lắng không pháp cốc đùa nghịch âm mưu gì, lúc này đem cấm linh phù dán tại trên thân. Nhậm Phi Phàm cầm cấm linh phù, nói, ta cũng không cần dán a. Thôi Đông Du hoảng hốt vội nói, muốn. Sụp đổ di tích cổ rất là nguy hiểm, nếu là sóng linh khí, dẫn tới sụp đổ thể công kích, vậy thì chết chắc, ta không pháp cốc tiền nhiệm cốc chủ, đỉnh cấp thiên đế, đều chết ở sụp đổ thể trong tay. Nhậm Phi Phàm nói, đỉnh cấp thiên đế, đều đánh không lại sụp đổ thể, cái kia sụp đổ thể lai lịch gì? Thôi Đông Du cười khổ nói, chờ đi đến không pháp cốc rồi nói sau. Nhậm Phi Phàm cũng chỉ đành gật đầu, lúc này cũng dán lên cấm linh phù. Mời. Khi nhìn đến Diệp Thần cùng Nhậm Phi Phàm, đều dán hảo cấm linh phù sau, Thôi Đông Du thoáng yên tâm, chính mình cũng dán lên cấm linh phù, trước tiên đi vào không gian trong đường hầm. Diệp Thần cùng Nhậm Phi Phàm đi theo vào, một hồi dòng chảy không gian xoay tròn sau đó, hai người liền xuất hiện tại một cái thế giới xa lạ. Đó là một cái bát ngát đất đông cứng quỷ dị thế giới. Hết thảy đều lộ ra mênh mông bát ngát. Cái kia như long xà phập phồng thung lũng cùng hạt hoàng dòng sông dung hợp lại cùng nhau, tràn ngập vĩ ngạn. Hai bên bờ sông tràn đầy huyền thiết xác, còn có mấy không rõ cực lớn đao gãy kiếm gãy, một đường kéo dài đến chân trời. Trên trời cao tràn ngập mê loạn gió cùng lăn lộn hắc ám loạn lưu, đại địa bên trên tràn ngập trắng xóa mê vụ, cỗ này mê vụ cho người cảm giác, cũng không phải mê mang sền sệt cái gì, mà là giống từng khỏa sắt thép hạt tròn, chỉ cần hút vào. Liền sẽ bị vô số hạt tròn một dạng mê vụ hạt đem thân thể no bạo, nghiền nát. Nơi này chính là, sụp đổ di tích cổ sao. Diệp Thần ngẩn ngơ,
trước mắt hắn nhìn thấy tranh vanh hoang vu hỗn loạn cảnh tượng, rõ ràng chỉ là thế giới một góc, ở đó trắng xóa mê vụ chỗ sâu, không biết còn cất giấu bao nhiêu kinh khủng cùng nguy hiểm. Bây giờ, hắn cùng Nhậm Phi Phàm, còn có Thôi Đông Du, liền đứng tại mê vụ biên giới thế giới, còn không có chính thức bước vào, những cái kia hạt tròn một dạng mê vụ, tựa hồ chịu đến một loại pháp tắc nào đó hạn chế, ngay tại bên trong vùng thế giới kia quanh quẩn, lại sẽ không tràn đầy đến thế giới bên ngoài. Thôi Đông Du trên mặt mang tuyên cổ kính sợ, nói, đúng vậy, luân hồi chi chủ, nơi này chính là sụp đổ di tích cổ danh giới, là băng phôi đế quốc phá toái sau đó lưu lại phế tích, ta không pháp cốc, tinh hằng thiên, áo nghĩa giới ba cái thế giới, là trong phế tích còn sót lại ba đạo quang. Mà mảnh này sụp đổ di tích cổ, chỗ tinh nguyên hạo thổ biên thùy, tinh nguyên hạo thổ là cổ tinh môn lãnh thổ, cho nên sụp đổ di tích cổ cũng coi như trên danh nghĩa của bọn hắn địa bàn, đương nhiên trên thực tế là độc lập, tay của bọn hắn, còn không phải đến nơi đây. Cổ tinh môn có bốn đầu hộ sơn thần thú, cái kia bốn đầu thần thú núp tại đông nam tây bắc tứ phương, mục đích của bọn nó chỉ có một cái, chính là chờ vũ tổ đi ra, liền đem vũ tổ nuốt, đương nhiên vũ tổ thì sẽ không như vậy ngu xuẩn chạy đến, hơn nữa vũ tổ cũng không ra được. Diệp thần nói, vì cái gì? Thôi Đông Du nói, sụp đổ di tích cổ quanh năm bao phủ sụp đổ mê vụ, vũ tổ độc thân ở đây sinh hoạt, nhục thể của hắn, tính mệnh, khí huyết, mệnh mạch, đã sớm cùng thế giới này địa mạch hòa làm một thể, hắn là không thể nào đi ra, nếu là rời đi sụp đổ di tích cổ, hắn sẽ lập tức sụp đổ chết đi, liền như là con cá trong nước, lên bờ cũng chỉ có chết. Diệp thần lấy làm kinh hãi, nhìn về phía Nhậm Phi Phàm, nói, Nhậm tiền bối, nếu là vũ tổ ra không được, chúng ta còn thế nào cứu người? Nhậm Phi Phàm nói, thiên vô tuyệt lộ, luôn có biện pháp. Thôi Đông Du nói, chính là, luân hồi chi chủ, mặc cho pháp vương, ta mang các ngươi đi không pháp cốc, các ngươi có chuyện gì, có thể cùng Minh Không Thiên Tôn đại nhân thương lượng. Diệp thần cùng Nhậm Phi Phàm gật gật đầu, hai người đều biết, muốn cứu ra vũ tổ, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, không pháp cốc là sụp đổ trong cổ tích thế lực, nếu như có thể nhận được bọn hắn hiệp trợ mà nói, sự tình có lẽ sẽ có chuyển cơ. Lập tức, hai người ngay tại Thôi Đông Du dẫn dắt phía dưới, chính thức bước vào sụp đổ di tích cổ. Sụp đổ di tích cổ, khắp nơi tràn ngập mê vụ, những thứ này mê vụ giống kim loại hạt tròn ngưng kết mà thành, vô cùng trầm trọng, nhân thể hút vào, thì tương đương với hút vào một đống hỗn loạn vẩn đục sụp đổ khí tức, nếu như là võ giả bình thường, chỉ là hút vào những thứ này sụp đổ mê vụ, liền sẽ thân thể bạo liệt mà chết. Diệp thần tu luyện sụp đổ chi chương, có thâm hậu sụp đổ pháp nội tình, những thứ này sụp đổ mê vụ, tự nhiên không thể thương tổn đến hắn, nhưng mê vụ hỗn loạn lại vẩn đục, tinh thuần linh khí vô cùng thiếu, đại bộ phận cũng là hỗn tạp chọc khí, hắn hô hấp lấy cũng rất khó chịu, bất quá còn tại trong giới hạn chịu đựng. Nhậm Phi Phàm ngược lại là khí định thần nhàn, chung quanh sụp đổ mê vụ còn ăn mòn không đến hắn, chỉ là hắn lông mi khóa chặt, biểu lộ tương đối ngưng trọng. Những thứ này sụp đổ mê vụ, trong thời gian ngắn, đương nhiên không có khả năng ăn mòn đến hắn, nhưng nếu như quanh năm suốt tháng, mấy ngàn năm mấy vạn năm, thậm chí vô tận kỷ nguyên đều ở đây, làm bằng sắt người đều muốn bị ăn mòn. Có thể tưởng tượng, vũ tổ chính là thời gian dài kẹt ở sụp đổ di tích cổ, cho nên bị sụp đổ mê vụ ăn mòn, hắn không cách nào thoát ly sụp đổ di tích cổ ở bên ngoài sinh tồn, giống như trong nước cá không thể ở trên bờ sống sót. Ba người tại trong sụp đổ di tích cổ tiến lên, không ngừng xâm nhập. Ven đường tùy thời có thể thấy nhiều sắt thép xác, còn có rất nhiều sắt thép khôi lỗi xác. Là năm đó ta đưa cho sụp đổ chi chủ chiến binh khôi lỗi, xem ra theo đế quốc của hắn phá toái, những thứ này chiến binh khôi lỗi cũng toàn bộ hủy diệt. Luân hồi mộ địa bên trong, chín thương cổ hoàng nhìn xem dọc đường rất nhiều sắt thép xác, cũng là có chút điểm cảm xúc thở dài một tiếng. Tiền bối, những thứ này sắt thép xác, nguyên lai là ngươi năm đó chế tạo khôi lỗi sao? Diệp thần hỏi. Chín thương cổ hoàng nói, đúng vậy, ta tư tưởng nhân hoàng đế quốc, người người an cư lạc nghiệp, không có tranh đấu cùng sát lục, thường ngày quản lý toàn bộ giao cho chiến binh khôi lỗi phụ trách. Ta đối nhân tâm không ôm bất cứ hy vọng nào, chỉ cần là người nắm giữ quyền hạn, liền tất nhiên sẽ dẫn đến bất công cùng ức hiếp, chỉ có dùng máy móc khôi lỗi quản lý, mới có thể làm được tuyệt đối công bằng. Mộ chủ, người cảm thấy thế nào? Diệp thần suy nghĩ một hồi, lắc lắc đầu nói, ta không biết. Cái gì là chân chính hoàn mỹ trật tự, cái gì là thế giới trung cực, những thứ này hùng vĩ khái niệm, ta còn không có đáp án, cũng không dám nghĩ lại. Chín thương cổ hoàng cười nói, người rất thông minh, đạo tâm không có bị những thứ này hùng vĩ lại hư vô mờ mịt khái niệm mê hoặc,
bất quá cuối cùng cũng có một ngày, ngươi cũng gặp phải những vấn đề này. Diệp Thần nói, vậy chờ sau này lại nói, ta bây giờ chỉ là một cái thượng vị thần A, ngay cả thiên đế đều không phải là. Chín thương cổ hoàng ha ha cười nói, đó cũng là, hiện nay đối với ngươi mà nói, còn là tu luyện trọng yếu nhất, dùng máy móc khôi lỗi đi thay thế người, đi quản lý tất cả mọi chuyện vụ, đây là năm đó ta tư tưởng, sụp đổ chi chủ cũng 10 phần tán đồng, tương lai ngươi có thể tham khảo một chút. Diệp Thần như có điều suy nghĩ, nói, hảo. Tại trong sụp đổ di tích cổ, đi tiếp hơn một canh giờ, Thôi Đông Du liền có chút không chịu nổi, thở hồng hộc, nói, luân hồi chi chủ, mặc cho Pháp Phương, chúng ta hay là trước nghỉ ngơi phút chốc. Không chỗ nào không có mặt sụp đổ mê vụ, để cho người ta hô hấp đều vô cùng khó chịu, Diệp Thần cùng Nhậm Phi Phàm còn tốt, nhưng Thôi Đông Du liền không chống nổi, thật sự nếu không nghỉ ngơi, chỉ là sụp đổ mê vụ ăn mòn, cũng đủ để đem thân thể của hắn vỡ vụn nghiền nát đi. Diệp Thần cùng Nhậm Phi Phàm gật gật đầu, liền cùng Thôi Đông Du cùng một chỗ, ở dưới một cây đại thụ nghỉ ngơi. Cây đại thụ này, toàn thân vặn vẹo quái đản, thân cây mang theo điểm ánh sáng kim loại, lại khắp nơi nứt ra, bốn phía sinh trưởng thực vật, cũng là hiện ra một loại vặn vẹo tư thái, tựa như là cái gì lúc nào cũng có thể sẽ sống lại quái vật. Tại trong sụp đổ di tích cổ, khắp nơi đều là loại hỗn loạn này vặn vẹo nhìn bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ điên cuồng cảnh tượng. Nghỉ ngơi lúc, Diệp Thần hỏi, không phải nói có cái gì Hankai Bis cùng sụp đổ thể sao? Chúng ta con đường đi tới này, cũng không đụng tới a. Thôi Đông Du cười khổ nói, đó là bởi vì có cấm linh phù, áp chế sóng linh khí. Nhậm Phi Phàm ánh mắt như nước tẩy một dạng thanh lãnh, nói, Hankai Bis cùng sụp đổ thể đều có, ta có thể cảm giác được, bất quá hẳn là uy hiếp không được ta. Cái này cấm linh phù ta liền không dán, linh khí bị giam cầm cảm giác rất khó chịu. Nói xong, Nhậm Phi Phàm liền đem dán tại trên người cấm linh phù, trực tiếp xé xuống, trong tay thiêu đốt thành cho tàn. Mặc cho Pháp Phương, ngươi. Thôi Đông Du thấy cảnh này, trực tiếp liền dọa đến nhảy dựng lên, trợn mắt hốc mồm. Nhậm Phi Phàm một mặt bình tĩnh, nói, nếu như những cái kia Hankai Bis cùng sụp đổ thể đủ thông minh, bọn chúng hẳn sẽ không đi tìm cái chết. Thôi Đông Du kinh hãi nói, Hankai Bis cùng sụp đổ thể cũng không có đầu óc a, bọn chúng chỉ có hỗn loạn phá hư bản năng, chỉ có đem hết thảy có trật tự đồ vật, toàn bộ vỡ vụn hủy diệt bản năng. Mặc cho Pháp Phương, người mau đem cấm linh phù dán lên, chớ chọc tới bọn chúng. Hắn nhìn thấy Nhậm Phi Phàm xé toang cấm linh phù sau, chỉ dọa đến hồn phi phách tán, vội vàng lại móc ra một tấm cấm linh phù, muốn cho Nhậm Phi Phàm dán lên. Ầm ầm. Nhưng lúc này một hồi đất rung núi chuyển một dạng chấn động âm thanh, trực tiếp đem Thôi Đông Du động tác cắt đứt. Đại địa đều rung chuyển, phảng phất chấn động, đong đưa Thôi Đông Du thân hình bất ổn, suýt chút nữa thì té ngã. Sụp đổ trong sương mù, có từng đôi tròng mắt màu đỏ ngòm hiện lên, đó là hàng trăm hàng ngàn Hankai Bis. Những thứ này Hankai Bis hình thái khác nhau, có giống như sắt thép cự thú, có chút giống như vặn vẹo núi thịt, trên thân chảy xuôi hỗn loạn hắc ám sụp đổ khí tức. Trong đồng tử chỉ có hủy diệt cùng phá hư bản năng. Tới, là, sụp đổ thể, trời ạ. Thôi Đông Du sợ hãi e rằng lấy phục thêm, trước mắt Hankai Bis chiều, còn tại hắn lý trí có thể tiếp nhận phạm vi bên trong, nhưng Hankai Bis chiều sau lưng, một đầu cực lớn thân hình xuất hiện, liền triệt để cho hắn hỏng mất, trong cổ họng phát ra tuyệt vọng rên rỉ. Đó là một đầu khoảng chừng cao trăm trượng hình người quái vật, thân thể từ sắt thép thanh đồng xác, nham thạch, bùn đất. Huyết nhục thi khối cùng những thứ không biết phối hợp mà thành, sợ như kim cương, lại giống như một loại nào đó ma thần xóa giận pháp tướng, trên đầu thế mà mang theo hoàng đế mới có thể đeo bình thiên quan, trong tay xách theo một thanh từ hoàng kim chế tạo mà thành trọng kiếm, cả người vòng quanh từng sợi hắc ám sát khí, xem toàn thể đứng lên tràn đầy vặn vẹo, quái dị, không thể diễn tả khí tức khủng bố. Cùng đầu này cực lớn hình người quái vật so sánh, phía dưới Hankai Bis chiều, từng cái Hankai Bis đều lộ ra giống bé thỏ trắng khả ái như vậy. Đây chính là, sụp đổ thể, như thế nào có hắc hoàng đế khí tức. Diệp Thần nhìn xem đầu kia cực lớn quái đản hình người quái vật, lập tức lấy làm kinh hãi, bởi vì hắn từ quái vật hình người kia trên thân, thế mà bắt được hắc hoàng đế khí tức. Hắc hoàng đế, là 72 trụ thần một trong, tinh thông hắc huyên thôn thiên pháp, vô cùng cường hãn. Diệp Thần phía trước tại thiên tổ thất giới Nam Châu thiên thời điểm, đã từng tiếp xúc qua hắc hoàng đế nhân quả, hắc hoàng đế vật chứa tinh diên, còn cùng hắn từng có một đoạn ân oán triền miên. Cho nên, bây giờ Diệp Thần vừa nhìn thấy đầu này sụp đổ thể, liền nhận ra, sụp đổ trên hạ thể lại có hắc hoàng đế khí tức.
Thôi Đông Du âm thanh có chút phát khô, nói, mảnh thế giới này có 10 đầu sụp đổ thể, mỗi một đầu sụp đổ thể đều cùng trụ thần có liên quan, năng lượng của bọn nó đầu nguồn, chính là trụ thần tâm ma a. Diệp Thần ánh mắt chớp lên, nói, trụ thần tâm ma sao? Hắn biết, cái gọi là sụp đổ, kỳ thực chính là trụ thần tâm ma, lúc trước hắn tại Lăng Tiêu Uyên Thâm Uyên phía dưới, hấp thu đến sụp đổ chi nguyên, chính là thiên tổ tâm ma. Xem ra trước mắt đầu này sụp đổ thể, phải cùng Hắc Hoàng Đế tâm ma có liên quan. Chẳng lẽ, trước kia sụp đổ chi chủ, hấp thu tâm ma, không chỉ Hắc Ám Nữ Thần một người. Nguy rồi, đầu này sụp đổ Hắc Hoàng Đế, đủ để một kiếm chém chết đỉnh cấp thiên đế. Chúng ta không đánh lại, chạy mau a. Ta không pháp cốc tiền nhiệm cốc chủ, chính là chết ở trong sụp đổ Hắc Hoàng Đế tay a. Thôi Đông Du kinh hoàng vô cùng kêu lên, nhìn xem sụp đổ Hắc Hoàng Đế cao trăm trượng nguy nga thân hình, trong lòng của hắn chỉ có sợ hãi, quay đầu liền muốn chạy. Nhậm Phi Phàm nói, đừng hoảng hốt, chỉ là sụp đổ thể, cũng không phải trụ thần bản thân, ta có thể giải quyết. Cùng thất kinh Thôi Đông Du so sánh, Nhậm Phi Phàm liền bình tĩnh nhiều, hoàn toàn không sợ cái kia sụp đổ thể. Giống. Sụp đổ Hắc Hoàng Đế trong cổ họng phát ra thanh âm trầm thấp, một đôi tròng mắt màu đỏ ngòm nhìn chằm chằm Nhậm Phi Phàm, xem như sụp đổ thể nó, cũng không có bất kỳ linh trí, chỉ có phá hư cùng hủy diệt bản năng, muốn hủy diệt hết thảy trật tự. Nhân thể là thế gian hoàn mỹ nhất trật tự, tu vi mạnh nhất lớn người, trật tự vững chắc nhất, cho nên, Diệp Thần, Thôi Đông Du, Nhậm Phi Phàm ba người, liền lấy Nhậm Phi Phàm trật tự cường đại nhất kiên cố. Sụp đổ Hắc Hoàng Đế ánh mắt hoàn toàn tụ tập tại trên thân Nhậm Phi Phàm, Nhậm Phi Phàm cái kia cỗ siêu phẩm thiên đế cường đại trật tự, kích phát nó hung ác nhất phá hư chi niệm. Hô! Sụp đổ Hắc Hoàng Đế liền huy động vàng trong tay trọng kiếm, ngang tàng hướng về Nhậm Phi Phàm chém giết tới, trên thân kiếm nổ lên minh mông đế hoàng thần mang, còn có từng sợi hắc ám sụp đổ khí tức, hai cỗ khí tức hỗn hợp lại cùng nhau, mang theo một cỗ kinh khủng kiếm khí phong bạo. Tại này cổ kiếm khí phong bạo đe dọa phía dưới, Diệp Thần cùng Thôi Đông Du đều không thể đối mặt, vội vàng người nhẹ nhàng lui lại. Trong lòng Diệp Thần âm thầm hãi dị, đầu này sụp đổ Hắc Hoàng Đế, ngược lại là cường hãn, so với cái gì đạo huyền tổ sư, Lăng Tiêu Thiên Tôn, đều cường hãn hơn nhiều lắm, ta coi như toàn lực bộc phát, chỉ sợ cũng khó mà trấn áp. Phóng nhãn toàn bộ sụp đổ di tích cổ, khoảng chừng 10 đầu sụp đổ thể, mỗi một đầu thực lực đều đủ để sánh ngang đỉnh cấp thiên đế, đầu này sụp đổ Hắc Hoàng Đế cũng không ngoại lệ. Đương nhiên, sụp đổ thể lợi hại như vậy, là bởi vì dựa vào sụp đổ di tích cổ địa mạch chi lực, sụp đổ di tích cổ khắp nơi tràn ngập sụp đổ khí tức ngưng kết mà thành mê vụ, tại sụp đổ trong sương mù, tất cả sụp đổ thể đều có thể bộc phát ra sức mạnh không thể tưởng tượng được. Nếu như phóng tới ngoại giới đi mà nói, đều không cần người khác công kích, sụp đổ thể sẽ tự hỏng mất, bởi vì ngoại giới pháp tắc, chống đỡ không nổi sự tồn tại của bọn họ, ngoại giới nhưng không có nồng như vậy liệt sụp đổ khí tức. Theo lý thuyết, sụp đổ thể là sụp đổ di tích cổ đặc thù sản phẩm, loại quái vật này phóng tới ngoại giới đi, sẽ lập tức tan rã sụp đổ, căn bản là không có cách tồn tại, nhưng ở sụp đổ trong cổ tích, bọn chúng chính là cực đoan nhân vật khủng bố, thực lực chí ít có thể sánh ngang đỉnh cấp thiên đế, lại dựa vào đủ loại cường đại sụp đổ pháp tắc cùng địa mạch trợ lực, chân thực sức chiến đấu thậm chí so với bình thường đỉnh cấp thiên đế còn muốn đáng sợ. Liền không pháp cốc trước đây cốc chủ, cũng chết ở sụp đổ Hắc Hoàng Đế trong tay. Nhưng đối mặt quái vật đáng sợ như thế, Nhậm Phi Phàm lại là một bộ bình tĩnh bộ dáng, như xem gà đất chó sành, nhìn xem sụp đổ Hắc Hoàng Đế hoàng kim trọng kiếm bổ tới, hắn không có chút nào lùi bước, ngược lại đón kiếm mang xông tới. Nhậm tiền bối. Diệp Thần hoảng hốt, chỉ sợ Nhậm Phi Phàm xảy ra chuyện, hắn biết Nhậm Phi Phàm cường đại, nhưng quái vật trước mắt, thế nhưng là sụp đổ thể, cả người vòng quanh vô cùng kinh khủng sụp đổ chi lực. Cỗ này sụp đổ chi lực có thể nhẹ nhõm nghiền nát đồng dạng thiên đế trật tự pháp tắc, khiến cho triệt để vỡ vụn phá toái, bình thường thiên đế đối mặt sụp đổ thể, cũng chỉ có tan xương nát thịt hạ tràng. Diệp Thần tuy biết Nhậm Phi Phàm cường đại, nhưng cũng sợ hắn bị sụp đổ ăn mòn. Nhậm Phi Phàm lại là không chút nào hoảng, tay không tấc sắt, mắt thấy sụp đổ Hắc Hoàng Đế nhất kiếm bổ tới, hắn thế mà duỗi ra tay của mình, tay không đi đón kiếm. Diệp Thần cùng Thôi Đông Du nhìn xem một màn này, đều là hãi dị. Xuống một sát, càng làm cho bọn hắn kinh hãi chuyện xuất hiện. Chỉ thấy Nhậm Phi Phàm bàn tay, bắt được sụp đổ Hắc Hoàng Đế mũi kiếm, trên kiếm phong cuồn cuộn sụp đổ khí tràn ngập nổ tung, nhưng không có thể làm cho Nhậm Phi Phàm bàn tay băng liệt phá toái. Tương phản, Nhậm Phi Phàm cử trọng nhược khinh, trở tay một đoạt,
thế mà đem cái kia hoàng kim trọng kiếm cướp đoạt lại. Binh khí bị đoạt, sụp đổ Hắc Hoàng Đế có chút mộng, chỉ có phá hư bản năng nó, tựa hồ không biết xử lý như thế nào loại biến cố này, trực tiếp liền sững sờ tại chỗ. Xuy, Nhậm Phi Phàm bàn tay hất lên, đem vừa mới đoạt lấy trọng kiếm, hung hăng ném mạnh mà ra. Hắn siêu phẩm thiên đế sức mạnh, đều quán chú đến động tác này bên trong, trọng kiếm một ném ra ngoài, lập tức mang theo kinh thiên phong lôi âm bạo thanh, ùng ùng như muốn ép bạo thiên địa, trọng kiếm lăng không bạo lướt mà qua, cuồng bạo hung mãnh uy thế xé bạo không ở giữa, thậm chí làm cho bốn phía mê vụ tán đi, đại địa giãn nứt lại bị kiếm khí mang gây nên ngàn vạn bụi đất. Thanh thế này thật lớn một kiếm, quả thực là muốn đem vũ trụ xuyên qua thế giới ép bạo, Nhậm Phi Phàm tất cả sức mạnh, tất cả tinh khí thần, toàn bộ hội tụ đến một kích này bên trong, Diệp Thần cùng Thôi Đông Du ở phía sau thấy được, cũng nhìn không được lộ ra lướt qua một cái rung động cùng sợ hãi thán phục chi sắc. Một kích này coi như chỉ là bao phủ tán phát kiếm khí, cũng đủ để đem đỉnh cấp thiên đế đều xé nát, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, Diệp Thần cùng Thôi Đông Du đều không thể tưởng tượng. Thế gian thế mà lại có như thế lăng lệ hung mãnh công kích, hai người màng nhĩ cơ hồ đều muốn bị kiếm khí âm bạo oanh minh đâm xuyên, đầu ông tác hưởng. Thôi Đông Du nghĩ thầm, Nhậm Phi Phàm quả nhiên vô pháp vô thiên, chân thực vô địch. Một kiếm này, sợ là Minh Không Thiên Tôn đại nhân đến, cũng muốn bị nhất kích giết chết. Trong lòng hắn, không pháp cốc cốc chủ Minh Không Thiên Tôn, đã là đương thời đỉnh cấp thiên đế cao thủ, nhưng ở trước mặt Nhậm Phi Phàm, đoán chừng ngăn không được một chiêu. Nhậm Phi Phàm vô địch cùng cường đại, đã vượt quá người bình thường tưởng tượng. Hắn ném ra trọng kiếm, khỏa cuốn ngập trời chi thế, hướng về sụp đổ Hắc Hoàng Đế bạo sát mà đi, kiếm còn chưa tới, tiết ra ngoài ra kiếm khí, đã đem Hắc Hoàng Đế phía trước từng đầu Hankai Beast, toàn bộ xé rách nghiền nát thành cặn bã. Tất cả Hankai Beast liền hừ đều không hừ một tiếng, liền bị Nhậm Phi Phàm mặt sát. Sụp đổ Hắc Hoàng Đế quanh mình thời không, đã toàn bộ bể nát. Hoàn toàn ngăn không được Nhậm Phi Phàm kiếm khí xung kích, thời không phá toái sau đó, nó quanh thân hiện ra một vùng tăm tối hỗn độn, trong hỗn độn liền một điểm quang cũng không có, bất luận cái gì tia sáng cũng không thể xuyên thấu đi vào, vừa tiến đến liền muốn chôn vùi tại Nhậm Phi Phàm cuồng bạo kiếm thế phía dưới. Oanh! Cuối cùng, kèm theo một hồi kinh thiên động địa bẻ gãy nghiền nát rung động hoàn vũ cực lớn bạo hưởng, Nhậm Phi Phàm ném ra một kiếm, liền hung hăng quán xuyên sụp đổ Hắc Hoàng Đế thân thể. Cái sau cái kia cao trăm trượng nguy nga thân thể, trong nháy mắt bị cuồng bạo kiếm thế cùng xung kích xé nát đi, tại chỗ liền nổ tung lên, hóa thành bay đầy trời bắn sắt thép khối vụn, nham thạch mảnh vụn, máu thịt vụn các loại bốn phía tiêu xạ. Chỉ là một kiếm, Nhậm Phi Phàm liền triệt để ép bạo sụp đổ Hắc Hoàng Đế. Hắn hơi hơi trắng bệch khuôn mặt, đại biểu cho xuất thủ của hắn, cũng không nhẹ nhõm, nhưng eo thân của hắn vẫn như cũ thẳng tắp, như tiêu thương không có bất kỳ cái gì rung động. Cỗ này vô địch cao ngất tư thái, để cho người ta sinh ra một loại ảo giác, giống như coi như sụp đổ di tích cổ tất cả sụp đổ thể buông xuống, đều không thể dung chuyển hắn một chút, đều muốn bị hắn ép bạo diệt sát. Diệp Thần bày ra một cái thần giáp hộ thuẫn, ngăn cản cái kia bốn phía bay vụt sụp đổ thể xác, ngơ ngác liếc Nhậm Phi Phàm một cái, nhìn thấy hắn khuôn mặt trở nên trắng, vội vàng chạy đi lên, nói, Nhậm tiền bối, ngươi không sao chứ? Ta trị liệu cho ngươi. Hắn liền chuẩn bị ra tay. Nhưng bị Nhậm Phi Phàm khoát khoát tay dừng lại. Nhậm Phi Phàm nói, ta không sao, chỉ là một điểm tiêu hao, cái này sụp đổ Hắc Hoàng Đế đích xác không đơn giản, may mắn ta đã chứng đạo siêu thiên, cũng có thể ứng phó. Thôi Đông Du thân thể phát run, mặt mũi tràn đầy hãi dị, kinh kinh hoảng hoảng chạy tới, cái cằm đều nhanh kinh điệu, trực tiếp liền quỳ xuống, thùng thùng cho Nhậm Phi Phàm dập đầu, nói. Mặc cho Pháp Vương, ngươi thực sự là trên trời người, thần thông vô địch. Tại hạ bội phục, sụp đổ di tích cổ thập đại sụp đổ thể, thế mà cứ như vậy bị ngươi diệt đi một đầu. Hắn chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, sụp đổ trong cổ tích có thập đại sụp đổ thể, cái này thập đại sụp đổ thể, mặc kệ là không pháp cốc, áo nghĩa giới, tinh hằng thiên tam giới người, vẫn là cổ tinh môn, cũng không dám có chút khinh thường, đều phải tận lực tránh đi. Nhưng Nhậm Phi Phàm, lại chỉ là một kiếm. Liền đem tại sụp đổ trong cổ tích tàn phá bừa bãi nhiều năm sụp đổ Hắc Hoàng Đế, trực tiếp xuyên qua bạo sát, vĩ lực như thế, quả nhiên là siêu thiên vô địch. Thôi Đông Du cũng không biết vì cái gì chính mình phải quỳ, hắn chỉ cảm thấy Nhậm Phi Phàm thực lực quá mức đáng sợ, hắn liền cả đứng dậy đối mặt dũng khí cũng không có. Nhậm Phi Phàm lại là một bộ lạnh nhạt bộ dáng, như phiên phiên quân tử, lại hình như là một cái nho nhã thư sinh, nói, không sao, thôi sứ giả, đứng lên đi.
chúng ta vẫn là nhanh đi không pháp cốc, ta không tiện quá thường xuyên ra tay. Bây giờ Nhậm Phi Phàm là siêu phẩm thiên đế đỉnh phong, đích thật là vô địch, nhưng hắn biết, mình cùng nguyên thiên đế, hồn thiên đế so sánh, còn có điểm sai cách. Hắn tâm tâm niệm niệm, chính là muốn đột phá siêu thiên, bước vào đạo quân cảnh, chỉ có bước vào đạo quân cảnh, hắn mới có thể chiến thắng hai vị kia cổ lão tồn tại. Mà nghĩ bước vào đạo quân cảnh mà nói, hắn tại đột phá phía trước, không nên nhiễm quá nhiều nhân quả. Bởi vì nhân quả càng nhiều, gánh vác lại càng nặng, đột phá lại càng gian khổ, càng dễ thất bại. Nhưng lần này, vì cho Diệp Thần không chịu thua kém chút, chấn nhiếp không pháp cốc, Nhậm Phi Phàm là trực tiếp dùng toàn lực, nhất kích liền bạo sát sụp đổ thể. Đúng vậy, hắn đánh giết sụp đổ Hắc Hoàng Đế, chủ yếu nhất, chính là hiển lộ rõ ràng thực lực bản thân, chấn nhiếp không pháp cốc, dạng này sau này bàn bạc, thậm chí đàm phán, hắn cùng Diệp Thần liền có thể chiếm giữ có lợi địa vị. Thôi Đông Du run lập cập đứng dậy, đang muốn nói chuyện, đột nhiên trong sương mù, suy suy tiếng xé gió tật cấp bách, chỉ thấy một cái dung mạo kỳ dị nam tử, mang theo hai cái tùy tùng, phá vỡ mê vụ xuất hiện. Nam tử kia một thân áo bào tím, trang phục dáng người nhìn đều bình thường, nhưng duy chỉ có đầu của hắn, lại là phi thường khủng bố. Đầu của hắn, là hoàn toàn đã nứt ra, thật giống như một khối dạn nứt tảng đá, lại hình như vỡ tan dưa hấu, từ từng cái tung thụ trong cái khe, có thể nhìn đến đầu hắn bên trong xương đầu, con mắt thần kinh mạch lạc, ngọa nguậy óc các loại, quỷ dị chính là những vật này, thế mà lại không rơi ra tới. Diệp Thần một mắt phía dưới, liền biết cái này nam tử áo bào tím, là tu luyện sụp đổ pháp, đã lọt vào phản phệ, đầu đều bởi vì sụp đổ ăn mòn mà đã nứt ra, nhưng tu vi nội công tinh thâm, cho nên cũng không có bỏ mình, nhục thân lại còn duy trì sức sống, thật là khiến người ngạc nhiên. Liệt Thiên Tọa, Hoàng Trầm Chu, là ngươi. Thôi Đông Du rõ ràng nhận ra người này, lập tức liền kinh hô lên, thần sắc mang theo điểm đề phòng. Tại hạ Hoàng Trầm Chu, gặp qua Mặc Cho Pháp Vương, gặp qua Luân Hồi Chi Chủ, hai vị đại danh như sấm bên tai, hôm nay nhìn thấy, rất là vinh hạnh. Nam tử áo bào tím nhếch miệng nở nụ cười, hướng về Diệp Thần cùng Nhậm Phi Phàm chắp tay hành lễ, nụ cười kia xuất hiện tại hắn nứt ra trên mặt, lộ ra 10 phần quái dị, lại có chút khiếp người. Nhậm Phi Phàm nói, ta nghe sụp đổ di tích cổ bên trong, ngoại trừ không pháp cốc, tinh hằng thiên, áo nghĩa giới tam đại thế lực bên ngoài, còn có một cái sụp đổ thần giáo, chính là ngày xưa băng phôi đế quốc phá diệt sau, còn sót lại con dân tổ chức thành giáo phái, trong giáo có tam đại thủ tọa. Các hạ nguyên lai chính là, Liệt Thiên Tọa, Hoàng Trầm Chu. Hoàng Trầm Chu nói, chính là, Mặc Cho Pháp Vương thần thông vô địch, không biết có thể nể mặt đến ta sụp đổ thần giáo ngồi một chút. Ta ra giáo chủ muốn gặp ngươi. Nhậm Phi Phàm lắc lắc đầu nói, ta cùng Luân Hồi Chi Chủ, còn phải đi không pháp cốc một chuyến, đằng sau nếu có thì giờ rảnh, lại đi bái phỏng quý phái cũng không muộn, nhưng hiện nay lại là không thể phân thân. Hoàng Trầm Chu nói, phải không? Thôi Đông Du cảnh giác nói, Hoàng Trầm Chu, Mặc Cho Pháp Vương là ta không pháp cốc mời quý khách, ngươi cũng đừng muốn cướp người. Hoàng Trầm Chu cười hắc hắc nói, Mặc Cho Pháp Vương thần thông vô địch, tới lui tự do, cũng là các ngươi không pháp cốc có thể trói buộc. Mặc Cho Pháp Vương, ngày khác ngươi nếu có thì giờ rảnh, nhất định phải tới ta sụp đổ thần giáo a. Nhậm Phi Phàm khách sáo nói, nhất định. Hoàng Trầm Chu hài lòng gật gật đầu, cười nói, đa tạ Mặc Cho Pháp Vương nể mặt. Vậy ta trước hết cáo từ. Hắn liền muốn quay người rời đi, đột nhiên ánh mắt tại trên thân Diệp Thần nhất chuyển, tựa hồ bắt được cái gì, kinh nghi bất định hỏi, Luân Hồi Chi Chủ, ngươi tu luyện qua sụp đổ pháp. Diệp Thần nói, tiếp xúc qua một chút. Hoàng Trầm Chu đột nhiên hỏi, đại đạo bắt đầu là cái gì? Hắn đột nhiên đặt câu hỏi, hơn nữa vấn đề hết sức cổ quái, Diệp Thần, Nhậm Phi Phàm, Thôi Đông Du ba người nghe được, có chút không nghĩ ra. Diệp Thần trước đó nghe qua vấn đề tương tự, chính là đại đạo trung cực là cái gì, vấn đề kia đáp án dĩ nhiên là cô độc, nhưng bây giờ Hoàng Trầm Chu hỏi, là đại đạo bắt đầu, cũng không phải là trung cực. Vấn đề này, Diệp Thần cũng không biết đáp án, cũng không có nghĩ lại qua. Hoàng Trầm Chu hỏi cái này loại vấn đề, hắn muốn làm gì? Ngay tại Diệp Thần nghi ngờ thời điểm, luân hồi mộ địa bên trong, sụp đổ chi chủ mộ bia chấn động, một thanh âm tại trên Diệp Thần trong lòng vang lên. Là ngây thơ, huynh đệ của ta. Thanh âm này thê lương u sầu, lại như đại mạc cô phong giống như xa xăm, Diệp Thần nghe được, toàn thân liền lên một cái rùng mình. Đây không phải chín thương cổ hoàng âm thanh, lại là sụp đổ chi chủ âm thanh. Đại đạo bắt đầu là cái gì đâu? Sụp đổ chi chủ nói,
là ngây thơ à, huynh đệ của ta. Diệp Thần toàn thân chấn động, da đầu không hiểu tê dại một hồi, liền hướng Hoàng Trầm Chu nói. Đại đạo bắt đầu, ân, là ngây thơ, huynh đệ của ta. Hoàng Trầm Chu nghe được Diệp Thần trả lời, chỉ một thoáng như bị sét đánh, toàn thân rung động, run rẩy, trừng to mắt nói, luân hồi chi chủ, ngươi. Ngươi là bệ hạ lão nhân gia ông ta truyền nhân. Diệp Thần nhìn thấy Hoàng Trầm Chu phản ứng lớn như vậy, có chút kinh ngạc, trầm mặc không biết đáp lại ra sao. Hoàng Trầm Chu lôi kéo sau lưng hai cái tùy tùng, bỗng nhiên quỳ xuống xuống, phanh 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 cho Diệp Thần dập đầu, nói, trời có mắt rồi, bệ hạ lão nhân gia ông ta đại đạo bất diệt, còn có truyền nhân, ta sụp đổ chi đạo tất có thể phát dương quang đại. Diệp Thần lui ra phía sau một bước, nhìn Hoàng Trầm Chu phản ứng, hắn đại khái là hiểu rồi, Hoàng Trầm Chu hiển nhiên là đem hắn trở thành sụp đổ chi chủ truyền nhân. Trên thực tế, Diệp Thần cũng đích xác xem như sụp đổ chi chủ truyền nhân. Nhậm Phi Phàm tiến lên trước một bước, nói, vàng thủ tọa, người trước đứng dậy lại nói. Hoàng Trầm Chu đứng dậy, kích động nói, luân hồi chi chủ, mặc cho Pháp Vương, các ngươi bây giờ liền đi với ta sụp đổ thần giáo A. Hắn dưới sự kích động, đưa tay qua tới muốn kéo Diệp Thần cánh tay, nhưng bị Nhậm Phi Phàm ngăn trở. Nhậm Phi Phàm tựa hồ có chút kiêng kỵ, nói, vàng thủ tọa, đối đãi chúng ta đi trước bái phỏng không pháp cốc, ngày khác rút sạch lại đi quý phái cũng không muộn. Thanh âm hắn trầm tĩnh hữu lực, không được xía vào. Hoàng Trầm Chu sau khi nghe được, lập tức liền tỉnh táo rất nhiều, nhìn xem Nhậm Phi Phàm ánh mắt sắc bén, hắn cũng không dám cãi lại, lấy lại bình tĩnh, nói, là, tất nhiên mặc cho Pháp Vương có sắp xếp, tại hạ không dám quấy rầy, vậy tại hạ trước hết trong giáo dọn xong yến hội, chờ hai vị tôn giá buông xuống. Nói đi, hắn liền hướng Diệp Thần cùng Nhậm Phi Phàm hai người chắp tay một cái, khom người từ biệt rời đi. Trong lòng Diệp Thần lướt qua đủ loại ý niệm, hướng Nhậm Phi Phàm nói, Nhậm tiền bối, cái này Hoàng Trầm Chu cùng sau lưng hắn sụp đổ thần giáo, tựa hồ có thể cho chúng ta sử dụng, người tại sao phải đuổi hắn đi? Nhìn Hoàng Trầm Chu cung kính như thế bộ dáng, Diệp Thần thậm chí cảm thấy phải, hắn coi như nói muốn chấp trưởng sụp đổ thần giáo quyền hành, đối phương cũng sẽ không phản đối. Bởi vì, hắn là sụp đổ chi chủ truyền nhân, muốn tiếp trưởng sụp đổ thần giáo, tự nhiên là chuyện đương nhiên sự tình. Nếu như chấp trưởng sụp đổ thần giáo, liền tương đương nắm trong tay một chi lực lượng mạnh mẽ, đằng sau muốn giải cứu vũ tổ cũng biết đơn giản rất nhiều. Đây là Diệp Thần ý nghĩ. Nhưng Nhậm Phi Phàm rõ ràng không phải muốn như vậy, hắn thần sắc có chút ngưng trọng lắc lắc đầu nói, sụp đổ chi đạo, không phải chính đạo, là tà đạo. Sụp đổ hai chữ, mang theo đại băng diệt, lớn mục nát, đại phá hư bạo ngược sức mạnh, không dễ dàng như vậy trưởng khống. Lấy ngươi thực lực hôm nay, nếu như muốn đi chấp trưởng sụp đổ thần giáo quyền hành, chỉ có thể phản phệ tự thân, không có kết quả gì tốt. Diệp Thần chấn động trong lòng, lẩm bẩm nói, phải không? Thôi Đông Du nói, mặc cho Pháp Vương lời ấy cực kỳ. Sụp đổ thần giáo kỳ thực chính là một cái tà giáo, tu luyện sụp đổ chi đạo, không có kết quả gì tốt, trước kia danh xưng chư thiên đệ nhất tà thần sụp đổ chi chủ, không phải cũng đã bị điên vẫn lạc sao? Luân hồi chi chủ, người nếu là tu luyện sụp đổ Pháp, vậy vẫn là mau chóng cắt chém, ngàn vạn không thể xa vào trong đó a. Diệp Thần nghe Thôi Đông Du lời nói, lông mày nhíu một cái, trong lòng rất không thoải mái. Nhậm Phi Phàm nói, không sao, chính pháp cùng tà pháp, chỉ là một cái công cụ, để cho tự thân trở nên mạnh mẽ công cụ, chỉ cần không thái quá ỷ lại liền có thể, cắt chém thì không cần. Diệp Thần, cái kia sụp đổ pháp, người có thể tiếp tục tu luyện, nhưng nên nắm chắc hảo chừng mực, cái gọi là sụp đổ. Bất quá là thiên ngoại trụ thần đau đớn dày vò đản sinh ra tâm ma, là mặt trái âm u hỗn loạn ngang ngược tà ác sức mạnh, chính là một thanh kiếm hai lưỡi, có thể giết người, nhưng cũng biết tổn thương mình, chính ngươi chú ý. Trong lòng Diệp Thần run lên, nói, là, Nhậm tiền bối, ta sẽ lưu tâm. Nhậm Phi Phàm gật gật đầu, bàn tay cách không một chảo, liền từ vừa mới sụp đổ Hắc Hoàng đế bể tan tành trong hài cốt, rút ra một khỏa màu đen tinh thạch. Đây là sụp đổ Hắc Hoàng đế sụp đổ nguyên tinh, bên trong ẩn chứa cực kỳ đầy đủ sụp đổ chi lực, ngươi có thể nếm thử hấp thu, đối với ngươi tu vi tiến bộ hữu ích, thế nhưng sụp đổ thần giáo quyền hành, ngươi cũng đừng nghĩ tiếp xúc, đây còn không phải là ngươi có thể nắm trong tay đồ vật. Nhậm Phi Phàm đem cái kia màu đen tinh thạch, ném cho Diệp Thần, lại dần dần dặn dò một phen. Diệp Thần nói, là, hắn tiếp nhận sụp đổ nguyên tinh, liền cảm thấy viên này sụp đổ nguyên tinh, khí tức có chút quen thuộc.
cùng lúc trước hắn tại Lăng Tiêu cổ tàng đụng phải sụp đổ chi nguyên không sai biệt lắm. Bất quá viên này sụp đổ nguyên tinh năng lượng, vẫn chưa bằng phía trước thiên tổ sụp đổ chi nguyên, Diệp Thần đoán chừng hấp thu luyện hóa mà nói, tu vi cũng có thể đột phá một tầng nhỏ. Trong tay hắn sụp đổ nguyên tinh, có thể nói là Hắc Hoàng Đế một tia tâm ma năng lượng biến thành, viên này nguyên tinh chính là cái kia sụp đổ thể năng lượng hạch tâm, trong đó phần lớn năng lượng, cũng là điên cuồng ngang ngược hỗn loạn tồn tại, nhân thể không cách nào hấp thu. Chỉ có một chút xíu tinh thuần linh khí, có thể để cho Diệp Thần hấp thu tiêu hóa. Bất quá bây giờ mà nói, thân ở sụp đổ trong sương mù, hung hiểm trọng trọng, Diệp Thần tự nhiên không có cách nào tĩnh tâm hấp thu, hắn liền trước tiên sắp sụp hỏng nguyên tinh thu vào trong lòng. Nhậm Phi Phàm cũng thu liễm lại tự thân khí tức, tránh dẫn tới những thứ khác hăn cai bít cùng sụp đổ thể. Ba người tiếp tục tiến lên, Thôi Đông Du ở phía trước dẫn đường, tại được chứng kiến Nhậm Phi Phàm cường đại sau, hắn đi đường có chút run run. Ba người đi gần nửa ngày, trước mắt hoàn cảnh không ngừng biến hóa. Từ đất đông cứng biến thành hoang dã, từ hoang dã biến thành thảo nguyên, từ thảo nguyên biến thành sa mạc, toàn bộ sụp đổ di tích cổ, hoàn cảnh so le, lại có rất nhiều rách nát vắng lặng phế tích di tích, đại bộ phận lúc trước băng phôi đế quốc phá diệt sau, lưu lại thành thị phế tích, đã bị Hăn Cai Bít chiếm cứ. Vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, Thôi Đông Du tận lực tránh đi Hăn Cai Bít, cẩn thận tiến lên. Nhậm Phi Phàm ngược lại là 10 phần bình tĩnh, cũng không sợ cái gì, đương nhiên. Hắn cũng sẽ không chủ động gây chuyện. Lần này đến đây, hắn là muốn cùng không pháp cốc thương lượng, mượn nhờ không pháp cốc sức mạnh, đi cứu vớt phụ tổ. Đến nỗi sụp đổ thần giáo, mặc dù cái kia liệt thiên tòa hoàng trầm chu cố hết sức lấy lòng, thành khẩn mời, nhưng Nhậm Phi Phàm vẫn là tận lực vẫn duy trì một khoảng cách, không muốn tiếp xúc quá nhiều. Bởi vì, sụp đổ hai chữ, sau lưng cuối cùng tràn ngập hỗn loạn cùng gian ác, hắn không muốn nhìn thấy Diệp Thần mê thất. Có thể cùng không pháp cốc hợp tác, tự nhiên là cùng không pháp cốc hợp tác cho thỏa đáng, nhưng không pháp cốc tâm tư, rõ ràng cũng không thuần túy, cái này khiến Nhậm Phi Phàm cảm thấy cục diện có chút khó giải quyết. Nhưng trong lúc trước mắt, cũng không có lựa chọn tốt hơn, hắn tính toán đi trước không pháp cốc nhìn kỹ hãng nói. Ba người lại đi tiếp một canh giờ, đột nhiên tại trong sương mù, nhìn thấy phương xa có một vệt kim sắc kiếm quang trùng thiên, huy hoàng rực rỡ, làm cho di tích cổ bên trong sương mù cũng là tiêu tán không ít. Từ kia kiếm quang bên trong, Diệp Thần, Nhậm Phi Phàm, Thôi Đông Du ba người, đều có thể bắt được một cỗ cường hãn, bất khuất sát phạt khí tức, kiếm đạo trật tự cũng là 10 phần xâm nghiêm. A, là áo nghĩa giới thiếu chủ khí tức, hắn xuất quan. Thôi Đông Du nhìn thấy phương xa phóng lên trời kim sắc kiếm quang, lập tức biến sắc, cước bộ dừng lại. Nhậm Phi Phàm đôi mắt ngưng lại, cũng nhìn xem phương xa đạo kia như trụ tử giống như thẳng tắp ngất trời kiếm quang. Nói, đạo kiếm quang kia, tựa hồ có thiên ngoại trụ khí tức của thần. Thôi Đông Du cười khổ nói, đúng vậy, ta không pháp cốc thiếu chủ cổ đoạn trần, là bóng tối chi chủ người đại diện, mà cái kia áo nghĩa giới thiếu chủ, hắn gọi Phương Huyền Đức, là không đầu kiếm thánh người đại diện, không đầu kiếm thánh cùng bóng tối chi chủ, cũng là 72 trụ thần một trong. Nâng lên áo nghĩa giới thiếu chủ Phương Huyền Đức, Thôi Đông Du mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, rõ ràng đối với không pháp cốc tới nói. Phương Huyền Đức là cái cự đại uy hiếp. Đạo kia ngất trời kim sắc kiếm quang, chính là tới từ Phương Huyền Đức. Không đầu kiếm thánh người đại diện sao? Nhậm Phi Phàm bấm ngón tay tính toán, ta nghe không đầu kiếm thánh truyền thừa, là một thanh bất khuất thánh kiếm, nghĩ đến cũng là tại trong tay vị kia Phương Huyền Đức. Thôi Đông Du hoảng hốt vội nói, là như thế này không tệ, thế nhưng Phương Huyền Đức, thiên phú thực lực tuyệt đối không thể cùng ta không pháp cốc thiếu chủ cổ đoạn trần so sánh. Thiếu chủ nhà ta chấp trưởng bóng tối ma nhãn, so phương kia Huyền Đức lợi hại hơn nhiều, mặc cho Pháp Vương nếu có ý đi nương nhờ, nhất định muốn đi nương nhờ ta không pháp cốc a, tuyệt đối đừng ngộ nhập cái kia áo nghĩa giới. Nhậm Phi Phàm lắc đầu nói, ta chỉ thủ hộ luân hồi, không đi nương nhờ bất luận kẻ nào. Ách, Thôi Đông Du không nói gì với nhau, hắn biết lấy thân phận của mình, đương nhiên không có khả năng mời được Nhậm Phi Phàm, liền tăng hắng một cái, nói tránh đi, mặc cho Pháp Vương. Ta không pháp cốc lập tức tới ngay, hay là trước đi qua uống ly trà rồi nói sau. Lập tức, Thôi Đông Du tiếp tục tại phía trước dẫn đường, ba người đi nữa trên dưới hơn một canh giờ, cuối cùng là gặp được không pháp cốc hình dáng, đó là một tòa linh khí hòa hợp tĩnh mịch sơn cốc, sơn thanh thủy tú, bạch hạc bay lượn, thiên vân ung dung, có thiên đế chế tạo nhật nguyệt treo ở trên bầu trời, trong núi tiên khí linh động, để cho người ta hít thở một cái, liền cảm thấy tâm thần thanh thản. Nhìn kỹ lại mà nói. Liền có thể nhìn thấy toàn bộ không pháp cốc,
bao phủ tại một cái như nắp nồi một dạng thủ hộ cháo bên trong, cái này vòng bảo hộ chặn ngoại giới sụp đổ mê vụ ăn mòn, để cho không pháp cốc duy trì trật tự cùng linh khí, ở mảnh này hoang vu thê lương sụp đổ thế giới chi địa, tựa như thế ngoại đào nguyên đồng dạng. Cả tòa không pháp cốc tĩnh mịch đột nhiên, bạch hạc chim bay ung dung, linh hoạt kỳ ảo tươi mát, gần như không thấy người ở, chỉ có tại nơi miệng hang, có hai cái lão giả ngồi bất động. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Thôi Đông Du đi ra phía trước, khom người hướng cái kia hai cái lão giả nói, hai vị trưởng lão, mặc cho Pháp Phương cùng Luân Hồi Chi Chủ tới. Cái kia hai cái lão giả, vẫn là ngồi bất động, tựa như pho tượng đồng dạng, tại Thôi Đông Du tiếng nói sau khi rơi xuống, hai cái sau lưng lão giả vòng bảo hộ, mở ra một đường nhỏ. Mặc cho Pháp Phương, Luân Hồi Chi Chủ, thỉnh. Thôi Đông Du làm một cái mời thủ thế, âm thanh đè rất thấp, giống như chỉ sợ kinh động đến không pháp cốc an bình. Diệp Thần cùng Nhậm Phi Phàm gật đầu, đi theo Thôi Đông Du cất bước tiến vào trong không pháp cốc bên trong, tại ba người tiến vào sau, cái kia vòng bảo hộ khe hở lại lần nữa khép kín mà lên. Chính thức bước vào không pháp cốc, Diệp Thần chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ nhàng khoan khoái, không khí nơi này vô cùng tinh khiết, không giống bên ngoài sụp đổ thế giới như vậy hỗn loạn. Cái này không pháp cốc rõ ràng có chút thủ đoạn, có thể tại trong sụp đổ di tích cổ tiếp tục kéo dài, bất quá Diệp Thần thần thức thả ra ngoài, liền cảm thấy toàn bộ không pháp cốc, cương thổ cũng không lớn, hoàn toàn không thể cùng Nam Châu Thiên, Lăng Tiêu Uyên, Kiếm Bắc Giới, Sáng Tạo Đạo Nhai mấy người đại thế giới so sánh. Diệp Thần nghĩ thầm, cái này không pháp cốc lúc mới bắt đầu nhất, cũng hẳn là một cái đại thế giới, nhưng chịu sụp đổ khí tức ăn mòn, đại bộ phận cương thổ đã băng diệt, chỉ còn lại cuối cùng một cái sơn cốc. Diệp Thần tâm tư tương đương nhạy cảm, đủ loại cổ lão thiên cơ hiểu rõ, cũng là nhìn thấy đến không pháp cốc rất nhiều bí sử. Trước kia sụp đổ chi chủ chết đi, băng phôi đế quốc đổ sụp, cũng dẫn đến không pháp cốc, tinh hằng thiên, áo nghĩa giới ba cái đại thế giới, đều gặp liên lụy, không pháp cốc có thể giữ lại một điểm nồng cốt cương thổ, đã có thể xưng kỳ tích. Thôi Đông Du nói, Luân Hồi Chi Chủ, mặc cho Pháp Phương, ta trước tiên mang các ngươi đi Không Sơn Yên Vũ Lâu, Thiên Tôn Đại Nhân hẳn là chính ở đằng kia chờ các ngươi. Hắn cúi đầu ở phía trước dẫn đường, Diệp Thần cùng Nhậm Phi Phàm thì theo ở phía sau. Đi không có mấy bước, đột nhiên, Diệp Thần cảm thấy mặt đất chấn động, dưới chân hắn đại địa, càng là có mấy đạo trận văn đang lóe lên, tựa hồ hắn xúc động cái gì cấm trận. Trận văn kim quang lóe lên, tiếp theo sát, một màn kinh người liền xuất hiện, lại có từng cái phi kiếm, từ dưới nền đất bạo sát mà ra. Một màn này nổi lên biến cố, Nhậm Phi Phàm cùng Thôi Đông Du đều kinh hãi, nhìn bộ dáng này, hiển nhiên là Diệp Thần xúc động không pháp cốc cấm trận. Nhưng chỉ có Diệp Thần xúc động, Nhậm Phi Phàm cùng Thôi Đông Du đều vô sự. Từng cái phi kiếm, mang theo vô cùng xâm nghiêm lăng lệ mang khí, từ lòng đất tuôn ra sau, liền hung hăng chém tới Diệp Thần. Hết thảy đều phát sinh ở trong chớp mắt, Nhậm Phi Phàm sầm mặt lại, phi kiếm sát phạt tốc độ mặc dù nhanh, nhưng hắn càng nhanh, tại một phần ngàn tỷ chớp mắt trong thời gian, hắn đã phản ứng lại, bàn tay chụp ra, liền chuẩn bị đem những phi kiếm kia ép bảo. Có hắn cái này người hộ đạo ở đây, Diệp Thần không có khả năng chịu đến nửa điểm tổn thương. Nhưng ở sống chết trước mắt, Diệp Thần phản ứng, so Nhậm Phi Phàm nhanh hơn. Chỉ thấy trên thân Diệp Thần, bắn ra từng cái thời gian pháp tắc, những thời giờ này pháp tắc, tựa như gợn sóng như sợi tơ xen lẫn, tạo thành một cái thời gian lĩnh vực, ở trong lĩnh vực này, thời gian trở nên chậm. Nguyên bản vô cùng tấn mãnh phi kiếm, thế công cũng thay đổi chậm, Diệp Thần dù bận vẫn ung dung, trực tiếp liền điều động thần giáp mệnh tinh năng lượng. Trên thân nổ lên một cỗ cương khí màu vàng kim, như là thật giống như cứng rắn. Chanh chanh chanh, từng cái phi kiếm, chạm tại Diệp Thần cương khí hộ thân phía trên, lập tức liền bị đánh văng ra, căn bản không thể tổn thương Diệp Thần một chút. Nắm giữ hoàn chỉnh thần giáp mệnh tinh sức mạnh Diệp Thần, lực phòng ngự cực kỳ khủng bố, thủ hộ cương khí vừa ra, quả thực là vạn pháp bất xâm, cường hoành vô cùng. Hảo tiểu tử, Nhậm Phi Phàm gặp Diệp Thần phản ứng tấn mãnh, phòng hộ xâm nghiêm. Không cần hắn hỗ trợ, đã có thể một mình đảm đương một phía, trong lòng của hắn cũng là hết sức vui mừng, thu về bàn tay. Nhưng chợt, hắn gương mặt liền trầm xuống, nhìn chằm chằm Thôi Đông Du nói, Thôi sứ giả, đây chính là các ngươi không pháp cốc đạo đãi khách sao? Ngươi muốn làm lấy mặt của ta, sát hại Luân Hồi Chi Chủ. Thôi Đông Du nghe Nhậm Phi Phàm lần này lời nói nghiêm khắc ngữ, dọa đến hồn phi phách tán, vội vàng quỳ xuống, nói, mặc cho Pháp Phương. Tại hạ nhưng không dám đả thương hại Luân Hồi Chi Chủ a. Hẳn là,
hẳn là hắn không cẩn thận xúc động cấm trận. Nhậm Phi Phàm trong mắt lướt qua một vòng che lấp, đang muốn lại chất vấn, đột nhiên một đạo giống như cô phong hàn sơn lạnh thấu xương âm thanh truyền đến, thôi thúc, đứng lên, không cho phép quỳ. Chỉ thấy một người mặc đen gấm tơ lụa, đầu đội ngọc quan, khí độ bất phàm nam tử, nhanh chân từ đằng xa đi tới, bên cạnh đi theo mấy cái thị nữ, một bộ tôn quý cao nhã bộ dáng. Bàn tay hắn cách không nhẹ nhàng vừa nhấc, một cỗ nhu lực, liền đem Thôi Đông Du đỡ lên. Thôi Đông Du kinh hồn chớ định, vội vàng hướng nam tử kia hành lễ nói, gặp qua thiếu chủ. Lại hướng Nhậm Phi Phàm cùng Diệp Thần giới thiệu nói, mặc cho Pháp Vương, luân hồi chi chủ, vị này chính là ta không pháp quốc thiếu chủ. Nam tử kia hướng Diệp Thần cùng Nhậm Phi Phàm chắp tay nói, tại hạ Cổ Đoạn Trần, gặp qua hai vị. Diệp Thần ánh mắt ngưng lại, nhìn từ trên xuống dưới Cổ Đoạn Trần, liền thấy Cổ Đoạn Trần khí chất cao quý, tướng mạo tuấn tú, nhưng nhìn kỹ lại, liền có thể nhìn thấy mắt trái của hắn, vô cùng quỷ dị. Mắt trái của hắn, thế mà không có một chút tròng trắng mắt, hoàn toàn là đen nhánh màu sắc, nhìn có chút kinh khủng, khi Diệp Thần ngưng thị mắt trái của hắn, cả người tinh thần, phảng phất đều muốn bị kéo vào trong vực sâu không đáy, bị vô tận hắc ám cùng bóng tối bao phủ. Viên này tràn ngập hắc ám cùng quỷ dị ánh mắt, xuất hiện tại trên Cổ Đoạn Trần tuấn tú gương mặt, lộ ra vô cùng không cân đối, vô cùng quái dị, âm trầm mà đáng sợ. Một phát giác được Cổ Đoạn Trần quái dị mắt trái sau, Diệp Thần liền cảm thấy toàn bộ thế giới cũng thay đổi, không pháp cốc tiên khí linh vận phảng phất không tồn tại, thế giới bị bóng tối cùng bóng tối bao phủ, cổ lão ma khí muốn đem hết thảy mọi thứ đều nuốt hết. Gia hỏa này, quả nhiên không đơn giản, sau này có thể là kình địch. Diệp Thần âm thầm lưu ý, Cổ Đoạn Trần chính là 72 trụ thần bên trong, bóng tối chi chủ người đại diện, thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Cổ Đoạn Trần cảm thấy được Diệp Thần nhìn chăm chú, mỉm cười, nói, luân hồi chi chủ, ngay thẳng như vậy nhìn chằm chằm tại hạ, sợ là có chút không quá lễ phép a. Diệp Thần lấy lại tinh thần, cũng cười cười, ôm quyền nói, là ta đường đột, chỉ có điều vừa mới, ta vừa mới bước vào không pháp cốc, lại gặp đến phi kiếm ám sát, các người đãi khách như thế, chỉ sợ lại càng không lễ phép a. Cổ Đoạn Trần thần sắc không thay đổi, cười nói, đó là ta không pháp cốc hộ sơn đại trận, gọi diệt không thần kiếm trận, chỉ cần có lòng mang ý đồ xấu giả bước vào sơn cốc, kiếm trận liền sẽ tự động mở ra. Diệp Thần cười nói, cổ thiếu chủ ý tứ, nói là ta lòng mang ý đồ xấu. Cổ Đoạn Trần vội nói, cũng không phải, luân hồi chi chủ là quân tử người, lường trước cũng sẽ không tai họa ta không pháp cốc, hẳn là trận pháp sai lầm. Diệp Thần cười nói, may mắn ta cũng có chút thủ đoạn, bằng không thật bị các ngươi giết chết. Trận pháp gì phạm sai lầm, quả thực là lừa gạt quỷ, Diệp Thần cũng sẽ không tin tưởng, hắn đoán chừng, hẳn là không pháp cốc muốn cho chính mình một hạ mã uy, nhưng may mắn hắn thần giáp mệnh tinh thủ hộ cường đại, bằng không thì hắn còn thật sự tao ương. Cổ Đoạn Trần cười nói, luân hồi chi chủ nói đùa, mặc dù ngươi là tiếm chủ, nhưng ta không pháp cốc cũng là giảng đạo lý, sẽ không tùy tiện giết người. Cái này tiếm chủ hai chữ, Diệp Thần nghe vào trong tai, chỉ cảm thấy 10 phần the thé. Nhậm Phi Phàm lông mày cũng là nhíu một cái, nhưng ở không pháp cốc trên địa bàn, hơn nữa Cổ Đoạn Trần hay là hắn hậu bối, lần đầu gặp mặt, hắn cũng không tốt trực tiếp bác bỏ. Thôi Đông Du nghe Diệp Thần cùng Cổ Đoạn Trần giọng mang phong mang, cảm thấy thấp thỏm, cũng không dám tùy tiện nhiều lời, chỉ khoanh tay trầm mặc. Diệp Thần nói, ta là tiếm chủ, cái kia cổ thiếu chủ lại là cái gì? Cổ Đoạn Trần khẽ cười nói, không nói cái này, lại nói liền thương hòa khí, ha ha, luân hồi chi chủ, người thần thông xác thực cao minh, lại có thể nhẹ nhõm ngăn trở diệt không thần kiếm trận sát phạt, không bằng chúng ta luận bàn được không? Ngươi muốn so tài, Diệp Thần nghe được Cổ Đoạn Trần vừa thấy mặt, liền đề nghị luận bàn giao thủ, lập tức liền có chút ngoài ý muốn. Nếu là luận võ so tài mà nói, hắn hoàn toàn không sợ, trong cùng thế hệ, hắn quả thực là tồn tại vô địch. Thật đánh nhau, hắn có lòng tin đánh bại Cổ Đoạn Trần. Thôi Đông Du sợ hết hồn, hướng Cổ Đoạn Trần nói, thiếu chủ, tuyệt đối không thể. Luân hồi chi chủ thần thông cường hãn, nếu là thật đánh nhau, ngươi không phải là đối thủ của hắn a. Phía trước Nhậm Phi Phàm cũng đã nói, nếu như luận võ quyết đấu, Cổ Đoạn Trần có thể thắng được mà nói, hắn nguyện ý đáp ứng hết thảy. Nhưng, Thôi Đông Du không dám nhận, bởi vì hắn biết, Diệp Thần thực lực quá mức cường hãn, nếu là thật quyết đấu, Cổ Đoạn Trần phần thắng vô cùng thấp, coi như có thể thắng, cũng tất nhiên là thắng thảm, lợi bất cập hại. Cổ Đoạn Trần cười nói, thôi thúc chớ có kinh hoàng, ta chỉ là muốn đơn giản luận bàn một chút thôi.
Diệp Thần nói, cổ thiếu chủ muốn làm sao luận bàn. Đang khi nói chuyện, Diệp Thần tiếp tục điều động thần giáp mệnh tinh năng lượng, trên thân vòng quanh cương khí kim màu vàng óng, càng thêm rực rỡ nồng đậm, hiệu quả phòng ngự cường đại hơn. Cổ Đoạn Trần nhìn xem Diệp Thần hộ thể cương khí, đáy mắt lướt qua một vòng kiêng kỵ, nhưng mặt ngoài bất động thanh sắc, cười nói, luân hồi chi chủ thần giáp mệnh tinh, thủ hộ cương khí không thể phá vỡ, ta nếu muốn đánh tan, trừ phi là sinh tử chiến, đem hết toàn lực. Nhưng chúng ta vừa mới gặp mặt, làm không ân oán, cũng không thể giao thủ một cái chỉ thấy sinh tử, ta nghĩ tại trong ảo cảnh luận bàn, đại gia chỉ là kiểm chứng võ đạo, không thể tổn thương hòa khí, ngươi xem coi thế nào. Diệp Thần nói, ở trong ảo cảnh luận bàn. Cổ Đoạn Trần nói, chính là, nếu như luân hồi chi chủ nể mặt mà nói, liền nhìn con mắt của ta. Tiếng nói rơi xuống, mắt trái của hắn, tràn ngập ra từng luồng ma khí, nhìn vô cùng xâm nghiêm, tựa như có vô tận hắc động tiềm ẩn tại hắn đáy mắt chỗ sâu đồng dạng. Thôi Đông Du nhìn xem Cổ Đoạn Trần mắt trái tản ra ma khí, giật mình kêu lên, bật thốt lên, thiếu chủ, ngươi là muốn giết luân hồi chi chủ a? Câu nói này vừa nói ra, Thôi Đông Du liền biết lỡ lời. Gương mặt tái đi, lập tức im ngay. Cổ Đoạn Trần thần sắc không thay đổi, cười nói, thôi thúc, người nói hưu nói vượn thứ gì, ta chỉ là muốn theo luân hồi chi chủ đơn giản giao thủ, tỉ thí với nhau kiểm chứng phía dưới võ đạo thôi. Thôi Đông Du ba một cái tát mình một cái, nói, vâng vâng vâng, thiếu chủ nói đúng, là tiểu nhân lỡ lời. Diệp Thần cười cười, nhìn Thôi Đông Du bộ dáng này, đoán chừng Cổ Đoạn Trần cũng không chỉ là đơn thuần muốn luận bàn, ở trong ảo cảnh giao thủ. Diệp Thần có rất nhiều thủ đoạn có thể sẽ bị hạn chế, đã như thế, một khi Cổ Đoạn Trần làm loạn, hắn liền vô cùng nguy hiểm. Nhưng, Diệp Thần cũng không lo lắng, luận huyễn thuật, hắn không sợ bất luận kẻ nào, lúc này liền nói, huyễn cảnh liền huyễn cảnh, cổ thiếu chủ muốn luận bàn, ta không có lý do không phụng bồi. Nhậm Phi Phàm đè lại Diệp Thần đầu vai, trầm giọng nói, không thể. Vị này cổ thiếu chủ bóng tối ma nhãn, truyền thừa từ bóng tối chi chủ. Là năm đó thiên tổ đào ra bóng tối chi chủ con mắt sau lưu lại thánh vật, có giả thiên loạn tâm, điều khiển nhật nguyệt chi uy, ngươi nếu là cùng hắn tại trong ảo cảnh giao thủ, quá mức nguy hiểm. Trước kia, thiên tổ chế tạo thất giới, tại mỗi một cái thế giới, đều lưu lại một kiện thánh vật. Không pháp cốc thánh vật, gọi bóng tối ma nhãn, hiện nay liền khảm nạm tại Cổ Đoạn Trần trong mắt trái. Viên này bóng tối ma nhãn, là đã từng thiên tổ cùng trụ thần bóng tối chi chủ giao thủ. Đắc thắng sau đào ra ánh mắt của đối phương, lại quán chú pháp tắc của mình, chế tạo ra thánh vật, uy năng cực lớn. Nhậm Phi Phàm lo lắng, tại Cổ Đoạn Trần bố trí trong ảo cảnh giao thủ, Diệp Thần gặp nhiều thua thiệt. Diệp Thần lại là bình tĩnh bộ dáng, nói, Nhậm tiền bối, không cần lo lắng, chỉ là đơn giản luận bàn thôi, không có việc gì. Nói xong, Diệp Thần liền không có do dự, ánh mắt trực tiếp nhìn về phía Cổ Đoạn Trần mắt trái. Hắn cũng nghĩ xem Cổ Đoạn Trần thực lực như thế nào, còn nghĩ tìm kiếm tâm tư của đối phương, có phải thật vậy hay không muốn động sát thủ. Đôm đốp. Khi Diệp Thần ánh mắt, chạm đến Cổ Đoạn Trần mắt trái, tầm mắt của hai người ở giữa không trung va chạm, lại bắn ra một đạo hỏa hoa nhanh như điện chớp âm thanh. Cổ Đoạn Trần viên kia bóng tối ma nhãn, liền tựa như là một cái kinh khủng hắc động, mang theo cường đại lực hấp dẫn, Diệp Thần ánh mắt tiếp xúc đến sau, liền cảm thấy cảnh sắc chung quanh, không ngừng vặn vẹo biến ảo. Thiên địa sơn hà tựa như đều bị một cái cực lớn hắc ám vòng xoáy hấp thu, tinh thần của hắn cũng bị kéo vào vòng xoáy bên trong. Diệp Thần chấn định tâm thần, không chút hoang mang, đợi đến vòng xoáy di động lắng lại, Diệp Thần liền phát hiện, mình đã đi tới một cái thế giới xa lạ. Thế giới này, thiên khung là thê lương âm u vũ trụ màu lót, từng vì sao viên cầu, còn có từng khối vẫn thạch khổng lồ, bất quy tắc lơ lửng ở chân trời, cô phong gào thét, lạnh lẽo lạnh thấu xương. Đại địa nhưng là một mảnh hoang vu thạch mạc, Cổ Đoạn Trần đang đứng tại thạch mạc một chỗ khác, thân hình của hắn cao lớn rất nhiều, tựa như một thanh kiếm sắc bén, đâm thẳng thương khung, trên mặt mang giữ tợn nụ cười như dã thú, đen nhánh mắt trái chỗ sâu có một chút huyết quang chớp động, trong hốc mắt chảy ra từng sợi hỗn hắc sền sệt không rõ chọc dịch, nhìn có chút kinh khủng. Luân hồi chi chủ, hy vọng ta cái bộ dáng này, sẽ không hù đến ngươi. Cổ Đoạn Trần nhếch miệng cười, phía sau hắn cái bóng, thế mà không phải cố định. Lá cây như trong gió không ngừng trong gió lung lay, không ngừng lay động khiêu động cái bóng thoạt nhìn như là đang khiêu vũ, lại hình như là ma quỷ đang múa may, lộ ra vô biên quỷ dị. Nơi này chính là ngươi bố trí huyễn cảnh. Diệp Thần nhìn xem Cổ Đoạn Trần quỷ dị tư thái, bất phi sở động, thậm chí còn rất tò mò đánh giá hoàn cảnh chung quanh.
Mảnh này huyễn cảnh, nên tính là cổ đoạn trần thế giới tinh thần, Diệp Thần đã tiến vào hắn trong thế giới tinh thần. Đúng vậy, luân hồi chi chủ, ở mảnh này trong ảo cảnh, ngươi một ít năng lực, sẽ phải chịu hạn chế, để cho công bằng, ta trước hết để cho ngươi ba chiêu, ngươi ra tay đi. Cổ đoạn trần cười gằn, phảng phất chúa tể hết thảy. Đây là hắn thế giới tinh thần, hắn đích xác chính là chí cao vô thượng chúa tể. Diệp Thần một chút cảm ứng, liền cảm thấy mình luân hồi huyết mạch, luân hồi mộ địa, luân hồi thần thông các loại đủ loại thủ đoạn, quả nhiên là nhận lấy một loại hạn chế nào đó, tại cổ đoạn trần trong thế giới tinh thần, khó mà phát huy ra. Cổ đoạn trần rõ ràng đối với luân hồi chi đạo, có cực kỳ khắc sâu nghiên cứu, biết rõ làm sao hạn chế luân hồi pháp tắc. Đương nhiên, hắn hạn chế thủ đoạn, cũng chỉ có thể tại trong chính mình thế giới tinh thần có hiệu lực, nếu như là đổi được chủ thế giới, hắn không có khả năng hạn chế lại Diệp Thần, trừ phi hắn có thể phá thiên đạo quy tắc. Cảm nhận được cổ đoạn trần hạn chế, Diệp Thần cũng không bối rối, cười nói, tất nhiên cổ thiếu chủ muốn để ta ba chiêu, ta sẽ không khách khí. Đang nói âm rơi xuống trong nháy mắt, Diệp Thần thân thể bắn mạnh mà ra, trong tay hiện ra hàng ma kiếm, răng rắc, hàng ma kiếm phía trên kim quang nổ tung, xuất hiện thần giáp mệnh tinh rất nhiều mảnh vụn. Tại thần giáp mệnh tinh rất nhiều bọc thép mảnh vụn bao trùm phía dưới, Diệp Thần hàng ma kiếm, lập tức trở thành một thanh trọng giáp chiến kiếm, trên thân kiếm bạch hổ canh kim tinh khí tràn ngập, trong hư không mờ mờ ảo ảo tuôn ra bạch hổ tiếng gầm gừ, đó là thần giáp mệnh tinh bạch hổ mảnh vụn gia trì. Thần giáp mệnh tinh tứ tượng mảnh vụn, bạch hổ chủ giết người, nhất là sắc bén lăng lệ, Diệp Thần hàng ma kiếm, vừa được đến bạch hổ mảnh vụn gia trì, mũi kiếm lập tức trở nên vô cùng sắc bén, gào thét lên chảm phá không khí, lấy thế hoành tạo thiên quân, liền hướng cổ đoạn trần thân thể chém tới. Chiêu thứ nhất, thần giáp mệnh tinh, bạch hổ canh kim chảm. Trắng sáng kiếm khí, từ Diệp Thần trên kiếm phong bạo sát mà ra, phảng phất muốn chém chết toàn bộ tinh không thế giới. Cái gì? Cổ đoạn trần lập tức hoảng hốt, nụ cười trên mặt trong nháy mắt động lại, ta rõ ràng. Hắn kinh ngạc không thôi, hắn rõ ràng hạn chế luân hồi pháp tắc, theo lý mà nói, Diệp Thần hẳn là mượn dùng không được thần giáp mệnh tinh sức mạnh. Nhưng hết lần này tới lần khác, Diệp Thần vừa ra tay, liền bạo phát ra thần giáp mệnh tinh bạch hổ chi lực, kiếm khí hung mãnh sắc bén đến tình cảnh kinh thiên động địa, trong hư không tràn đầy kiếm khí gào thét âm bạo cùng bạch hổ tiếng gầm gừ. Phốc phốc. Cổ đoạn trần bất ngờ không đề phòng, hoàn toàn ngăn cản không nổi, thân eo bị Diệp Thần một kiếm chặt đứt, cơ thể cắt thành hai khúc. Nhưng có chút quỷ dị chính là, hắn bị chém ngang lưng, thế mà không có máu tươi chảy ra, cắt thành hai khúc thân thể, tựa như ngẫu nứt tơ còn liền đồng dạng, có một cỗ hắc ám bóng tối kết nối lấy. Ân. Diệp Thần nhìn thấy quỷ dị như vậy một màn, cũng là có chút điểm ngoài ý muốn, trong lòng âm thầm kiêng kỵ đề phòng, lui lại hai bước. Cổ đoạn trần khẽ cắn môi. Bóng tối không ngừng nhúc nhích, cắt thành hai khúc thân thể, tại bóng tối kết nối phía dưới, lại lần nữa chắp vá đến cùng một chỗ, đồng thời chậm rãi đứng dậy. Cổ thiếu chủ, hảo thủ đoạn A. Diệp Thần cười nhẹ một tiếng, xem ra cái này cổ đoạn trần bóng tối thủ đoạn, đích thật là không thể khinh thường, có đủ loại quỷ bí địa phương khó lường. Cổ đoạn trần cũng cười nói, luân hồi chi chủ, người cũng lợi hại, lại có thể đột phá ta hạn chế. Diệp Thần nháy nháy mắt, cười nói, ngượng ngùng. Huyễn thuật đồng thuật các loại pháp môn, ta tu vi hẳn là còn ở ngươi phía trên, ngươi huyễn thuật, hạn chế không được ta. Tại Diệp Thần nháy mắt thời điểm, cặp mắt hắn hóa thành đỏ thẫm như máu màu sắc, con ngươi giống như kính vạn hoa tấm gương trở nên phá thành mảnh nhỏ, từ bể tan tành trong con ngươi có thể nhìn đến kính vạn hoa ngàn sắc vạn tượng, tựa như bao dung hoàn vũ, mênh mông vô biên. Chính là kính vạn hoa huyết nhãn. Cổ đoạn trần nhìn thấy Diệp Thần kính vạn hoa huyết nhãn, sắc mặt không khỏi biến đổi. Hắn sớm điều tra qua Diệp Thần, biết Diệp Thần đích xác nắm giữ lấy một chút cường đại đồng thuật, nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới, Diệp Thần đồng thuật tu vi, thế mà cường hãn đến nước này. Hắn bóng tối ma nhãn, tư tưởng ra đủ loại hạn chế, trực tiếp liền bị Diệp Thần phá hết. Ảo tưởng của hắn, ép không được Diệp Thần huyễn tưởng. Ầm ầm, mảnh này huyễn cảnh thế giới, theo Diệp Thần kính vạn hoa huyết nhãn mở ra, cũng là xuất hiện biến hóa kinh người, cổ đoạn trần đứng một nửa cương vực. Vẫn là hoang vu hỗn độn tinh không cùng thạch mạc, nhưng Diệp Thần chỗ cương vực, cấp tốc bắn ra sinh cơ, luân hồi kim quang tràn ngập, hóa sinh ra linh tú sơn thủy, thậm chí có hồ điệp tại bên cạnh Diệp Thần vũ động, đạo uẩn giạt rào. Đây cũng không phải là cổ đoạn trần chúa tể thế giới, Diệp Thần cũng chia cắt một nửa. Hai người đều chiếm một phương, một bên cương vực hoang vu,
một bên thế giới sinh cơ mạnh mẽ, phân biệt rõ ràng lại rằng co lẫn nhau. Cổ Đoạn Trần biểu lộ có chút cứng ngắc, chợt cười nói, luân hồi chi chủ, là ta khinh thường ngươi, nghĩ không đến ngươi đồng thuật tu vi, lại có tạo nghệ như thế. Bất quá, ngươi kính vạn hoa huyết nhãn, tuyệt đối không có khả năng cùng ta bóng tối ma nhãn so sánh. Dứt lời, Cổ Đoạn Trần bàn tay đặt tại chính mình trên mắt trái, máu tươi thiêu đốt, trong hốc mắt liền chảy ra từng luồng huyết thủy, khi bàn tay của hắn thả xuống, ánh mắt của hắn đã biến thành màu lót đen hồng tâm, vô tận ma khí lan tràn ra, yêu dị khí tức tại tàn phá bừa bãi. Diệp Thần kính vạn hoa huyết nhãn, luận hạn mức cao nhất uy lực, đương nhiên không có khả năng cùng Cổ Đoạn Trần bóng tối ma nhãn so sánh, bởi vì cái kia bóng tối ma nhãn, là trụ thần bóng tối chi chủ lưu lại ánh mắt, là trụ thịt thần thân một bộ phận, bên trong ẩn chứa năng lượng, không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Lấy Cổ Đoạn Trần tu vi, hắn bình thường cũng không khả năng phát huy ra bóng tối ma nhãn uy lực chân chính, nhưng bây giờ, hắn lấy máu tươi làm tế, không ngừng thiêu đốt tinh huyết của mình, tất cả huyết dịch toàn bộ bổ khuyết đến trong mắt trái đi. Huyết nhục của hắn xuất hiện một chút tiêu tụy, mắt trái đại lượng sung huyết, ma khí yêu dị, một màn kinh người liền xuất hiện, chỉ thấy phía sau hắn cái bóng, xoát la la một chút tăng vọt, như đột nhiên điên cuồng giống như dã thú, cái bóng hóa thành trăm trượng cực lớn, lại phân hóa thành thiên trăm đầu bóng đen, như trăm ngàn thanh đao kiếm, trăm ngàn con hung thú đồng dạng gào thét mà ra, dán vào đại địa nhanh chóng hướng Diệp Thần đánh tới. Thiên bách điều cái bóng, chiếm đất mà đến, một màn này phi thường khủng bố, liền như là có trăm ngàn con ác ma xúc tu, điên cuồng hướng Diệp Thần chộp tới. Diệp Thần biết lợi hại, lao nhanh người nhẹ nhàng lui lại. Cổ Đoạn Trần quyết đoán, có chút ra Diệp Thần dự kiến, nhanh như vậy liền thiêu đốt tinh huyết, liều mạng huyết nhục tiểu tụy đánh đổi, cũng muốn đem bóng tối ma nhãn mở ra đến cực hạn, như trong lồng như dã thú điên cuồng. May mắn Diệp Thần phản ứng cấp tốc, né tránh Cổ Đoạn Trần bóng người công kích. Nhưng tiếp theo sát, Diệp Thần liền cảm thấy không được bình thường, Cổ Đoạn Trần bạo cướp mà đến thiên bách điều cái bóng, giống như thiên bách điều xúc tu, mặc dù không có thể bắt đến Diệp Thần, lại bắt được Diệp Thần cái bóng. Tại Diệp Thần cái bóng bị bắt lại trong nháy mắt, hắn liền cảm thấy toàn thân cao thấp, phảng phất bị thiên bách điều xúc tu quấn quanh, tay tay chân chân trong nháy mắt liền không thể nhúc nhích, thậm chí ngay cả hô hấp đều trở nên trệ tắc nghẽn. Bắt được ngươi, luân hồi chi chủ. Cổ Đoạn Trần nhếch miệng nở nụ cười, cái bóng của hắn, bắt được Diệp Thần cái bóng, tại bắt được thành công trong nháy mắt, Diệp Thần bản thân thế mà cũng nhận liên lụy, không thể động đậy. Bây giờ, Diệp Thần cái bóng, liền cùng Cổ Đoạn Trần cái bóng, hoàn toàn dung hợp lại với nhau, tràng diện vô cùng quỷ dị. Diệp Thần toàn thân như bị trói, không cách nào hoạt động một chút, hắn kinh mà bất loạn, cười nói, Cổ thiếu chủ, ngươi không phải nói muốn để ta ba chiêu. Nhanh như vậy liền đánh trả. Diệp Thần nhìn xem hai người hòa làm một thể cái bóng, liền biết Cổ Đoạn Trần bóng tối ma nhãn, có điều khiển bóng người quỷ bí hiệu quả, đích thật là làm cho người vô cùng khó giải quyết, hắn trong lúc nhất thời lại cũng không thể tránh thoát. Cổ Đoạn Trần cười nói, ngươi vừa phá hết ta hạn chế, vậy thì không cần thiết lại để cho đi xuống, đại gia công bằng luận võ. Nói thật, luận cứng trọi cứng sức chiến đấu, ta hẳn là đánh không lại ngươi, nhưng luận thần thông quỷ bí, ngươi nhưng không sánh được ta. Đang khi nói chuyện, Cổ Đoạn Trần hai tay kết một cái ấn quyết, Diệp Thần cùng cái bóng của hắn cái bóng, từ dung hợp trạng thái chia cắt mở ra, nhưng cũng không phải hoàn toàn chia cắt, còn có một vệt đen liên lạc lấy, cái kia hắc tuyến tựa như điều khiển con rối khôi lỗi sợi tơ. Cổ Đoạn Trần nâng lên tay phải của mình, tay phải của hắn rỗng tuếch. Cái bóng của hắn, tay phải cũng đi theo nâng lên. Tiếp đó, Diệp Thần cái bóng, cũng dẫn đến Diệp Thần bản thân, đều làm ra giống nhau như đúc động tác, cũng nâng tay phải lên. Nhưng Diệp Thần tay phải, cũng không phải là giống tuếch, mà là nắm chặt sắc bén hàng ma kiếm. Thời khắc này Diệp Thần, cơ thể hoàn toàn không nhận chính mình khống chế, Cổ Đoạn Trần làm ra động tác gì, tại bóng người liên lụy dưới thao túng, hắn cũng biết đi theo làm ra một dạng động tác. Diệp Thần liều mạng muốn đoạt lại quyền khống chế thân thể, nhưng cái bóng của hắn bị điều khiển nổi, chính hắn căn bản là không có cách hoạt động như bình thường. Đây chính là Cổ Đoạn Trần bóng tối ma nhãn lợi hại, hắn là bóng tối chi chủ người đại diện, chấp trưởng bóng tối bí thuật, bóng ma này bí thuật, chính là điều khiển bóng người thuật pháp, vô cùng quỷ dị. Chỉ cần khống chế lại người khác cái bóng, liền có thể trưởng khống sinh tử của người khác. Trận này luận bàn, là ta thắng, luân hồi chi chủ. Cổ Đoạn Trần giữ tợn nở nụ cười, huy động chính mình tay phải, hướng mình cổ cắt tới, nhưng động tác này, hắn làm được 10 phần gian khổ,
bàn tay như bị trăm ngàn đầu sợi tơ lôi kéo nổi, xê dịch một tấc đều vô cùng khó khăn. Đó là Diệp Thần đang phản kháng. Bây giờ Diệp Thần cái bóng, cùng Cổ Đoạn Trần cái bóng, hoàn toàn là nối liền cùng nhau, cho nên khi Diệp Thần kịch liệt chống lại, Cổ Đoạn Trần cũng cảm nhận được một cỗ sức cản vô cùng mạnh. Ngươi thật muốn giết ta à, Cổ Đoạn Trần? Diệp Thần ánh mắt lãnh khốc nhìn chằm chằm Cổ Đoạn Trần, ý chí liều mạng ngăn cản tay phải huy kiếm chặt đầu động tác, mặc dù đây là huyễn cảnh, nhưng Diệp Thần cũng không dám lấy chính mình mạng nhỏ nói đùa. Nếu là hắn thật sự đem đầu chặt đi xuống, có trời mới biết sẽ có hậu quả gì. Đây chỉ là luận bàn, ngươi liền nhận thua đi, luân hồi chi chủ. Cổ Đoạn Trần ra vẻ nhẹ nhõm cười nói, cũng là liều mạng muốn đem bàn tay của mình, hướng về chỗ cổ cắt tới. Diệp Thần cười lạnh không nói, hắn biết Cổ Đoạn Trần nói cái gì luận bàn, chỉ là muốn để cho hắn yên tâm tùng cảnh giác, tan rã ý chí của hắn, hắn cũng không dám mạo hiểm. Nhưng, Cổ Đoạn Trần bóng tối bí pháp, vô cùng cường đại, Diệp Thần mặc dù cố hết sức ngăn cản, nhưng nắm kiếm tay phải, vẫn là từng tấc tới gần cổ, tựa hồ tiếp theo sát liền muốn đem đầu của mình chặt đi xuống. Cửu Thiên Chân Lôi chú, cho ta nổ. Cảm thấy được chính mình khó mà tránh thoát Diệp Thần, quyết đoán cực nhanh, lập tức bộc phát đan điền linh khí, ở trên đỉnh đầu hội tụ ra một mảnh hung mãnh màu tím lôi vân, vô tận thiên lôi nổ đùng lấy. Thân thể của hắn chịu đến khống chế tình huống phía dưới, hắn coi như thi triển Cửu Thiên Chân Lôi chú, cũng nổ không đến Cổ Đoạn Trần, cái này chú pháp thi triển đi ra, hắn là muốn nổ chính mình. Ầm ầm, vạn đạo thiên lôi, trong nháy mắt liền bão rơi xuống. Hung hăng oanh tạc tại trên thân Diệp Thần, Siva lôi pháp kinh thiên khí tức hủy diệt, tại thời khắc này đều hiển lộ rõ ràng. Diệp Thần thân thể, tại chỗ liền bị tạc bay, máu thịt be bét xương cốt vỡ vụn, nhưng hắn thân thể bay ra ngoài sau, cái bóng cũng thoát khỏi Cổ Đoạn Trần bóng người quấn quanh. Hắn khôi phục tự do. Cái người điên này, Cổ Đoạn Trần nhìn thấy Diệp Thần thế mà liều mạng oanh tạc tự thân, cũng muốn thoát khỏi cái bóng của hắn quấn quanh, không khỏi chửi mắng một tiếng. Hoàn toàn không nghĩ tới Diệp Thần ác như vậy. Cái kia Cửu Thiên Chân Lôi chú cũng không phải đùa giỡn, đó là Siva 10 pháp một trong, là thế gian tối vô thượng lôi pháp, nổ tung hủy diệt lực sát thương cực lớn, Diệp Thần chính mình nổ chính mình, tại Cổ Đoạn Trần trong mắt xem ra, thuần túy chính là tự tìm cái chết. Vạn đạo thiên lôi kinh người oanh tạc, làm cho hiện trường sương mù cuồn cuộn, Cổ Đoạn Trần người nhẹ nhàng lui về phía sau thối lui, nhìn chăm chú khói mù trước mắt, nghĩ thầm Diệp Thần gặp hung mãnh như vậy nổ tung, không chết cũng muốn trọng thương. Xoát. Nhưng tiếp theo sát, một màn kinh người xuất hiện, chỉ thấy một thân ảnh, đột nhiên từ nổ tung trong xương khói xông ra, xách theo một cái lôi quang bạo tạc chiến kiếm, liền hung hăng hướng Cổ Đoạn Trần bổ tới. Đạo thân ảnh kia, cương mãnh, lăng lệ, nhanh chóng, hung hãn như gió, bưu hãn như hổ, song đồng huyết hồng, lại là Diệp Thần. Thời khắc này Diệp Thần, thế mà không có một chút thụ thương bộ dáng, tương phản. Hắn còn vô cùng dáng vẻ hung mãnh, kiếm trong tay mang theo Cửu Thiên Chân Lôi nguyền rủa kinh thế lôi đình, cuồng bạo tàn phá bừa bãi chém giết hướng Cổ Đoạn Trần. Làm sao có thể? Cổ Đoạn Trần kinh hãi vạn phần, lao nhanh lui lại, vừa mới hắn vận dụng cái bóng bí thuật, đã tiêu hao đại lượng khí huyết, bây giờ đối mặt Diệp Thần tập kích, hoàn toàn chống đỡ không được. Hắn là choáng váng, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Diệp Thần, vạn vạn không nghĩ tới Diệp Thần thế mà không phát hiện chút tổn hao nào. Ta nói, ta huyễn thuật tạo nghệ, ở bên trên ngươi. Diệp Thần ánh mắt lãnh khốc, tiếp tục huy kiếm cuồng bổ mà ra, hắn vừa mới chính mình nổ chính mình, đích xác bị Cửu Thiên Chân Lôi chú nổ thành trọng thương, nhưng hắn trực tiếp dùng huyễn thuật che giấu. Kính vạn hoa huyết nhãn mở ra phía dưới, Diệp Thần có thể tạm thời đem trạng thái trọng thương, chuyển biến thành ảo giác, dạng này có thể tạm thời áp chế thương thế. Áp chế như vậy, dĩ nhiên không phải cái gì tốt sách, chờ sau khi chiến đấu kết thúc. Thương thế của hắn mất đi áp chế, liền sẽ ngóc đầu trở lại, hơn nữa càng thêm hung mãnh, càng thêm thương thân. Nhưng chỉ cần có thể đánh bại Cổ Đoạn Trần, Diệp Thần không ngại trả giá một chút. Bây giờ, kính vạn hoa huyết nhãn mở ra, Diệp Thần thương thế, đều bị chuyển hóa thành ảo giác, hoàn toàn bị áp chế, hắn trạng thái chính là bộ dáng mạnh như rồng như cọp, cùng huyết nhục tiêu tụy Cổ Đoạn Trần so sánh, một cái thiên, một chỗ. Đáng chết! Cổ Đoạn Trần liên tiếp lui về phía sau. Nhưng Diệp Thần hung mãnh như vậy tiến công, hắn hoàn toàn chống đỡ không được, đỡ trái hở phải, trên thân đã bị đánh ra mấy đạo dữ tợn vết thương, lại tiếp như vậy, hắn sợ là muốn bị Diệp Thần đánh chết chém nát. Luân hồi chi chủ, đủ, chỉ là luận bàn mà thôi, ngươi cần phải ác như vậy sao? Hôm nay coi như đánh cái ngang tay a.
Cổ Đoạn Trần tức giận nói, nhưng cũng không nhận thua, chỉ là cầu hòa. Hắn dù sao cũng là bóng tối chi chủ người đại diện, tâm cao khí ngạo, cận kề cái chết cũng không khả năng chịu thua, một khi nhận thua, đạo tâm sinh sôi ma chướng, kết quả khó mà đoán trước. Ngang tay, người ngược lại là nói đơn giản dễ dàng. Diệp Thần gặp được lúc này, Cổ Đoạn Trần còn không chịu chịu thua, vậy hắn cũng không có gì hảo nói nhảm, tiếp tục huy kiếm cuồng bổ, cửu thiên chân lôi chú uy thế còn dư còn tại, vô tận lôi quang hỗn hợp có kiếm khí gào thét mà ra, ngang dọc thiên địa, chém chết thời không, hoa lệ mà hùng vĩ. Cổ Đoạn Trần mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, cuối cùng là không ngăn được, cơ thể bởi vì tốn lực quá lớn cơ hồ hư thoát, liền cứng ở tại chỗ, mắt thấy Diệp Thần một kiếm chém giết hướng đầu hắn. Ngay tại Diệp Thần sắp đem Cổ Đoạn Trần đầu chặt nát phụn thời điểm, bên trong hư không, chợt xuất hiện một đạo bạch quang, một vòng tinh lượng kiếm mang, phá không mà đến, lại chặn Diệp Thần kiếm. Luân hồi chi chủ, thật là lòng dạ độc ác, nhà ta đánh gãy Trần nói chỉ là luận bàn, ngươi nhưng phải dồn người vào chỗ chết. Một đạo mơ hồ thân ảnh đồ sộ, xuất hiện ở sau lưng Cổ Đoạn Trần, bạch quang rực rỡ nở rộ, thiên hoa loạn trụy, thiên đế khí bành trướng, tiếng nói tràn ngập uy nghiêm. Cầm trong tay trường kiếm, ánh mắt như điện nhìn chằm chằm Diệp Thần. Sư tôn, Cổ Đoạn Trần nhìn thấy bóng người phía sau, thân thể run lên, lại là hổ thẹn, lại là cung kính kêu một tiếng. Đạo nhân ảnh kia, là cái uy nghiêm khó lường lão giả, Diệp Thần gặp Cổ Đoạn Trần đối với người kia cung kính như thế, miệng nói sư tôn, nghĩ đến người kia chính là không pháp cốc cốc chủ, Minh Không Thiên Tôn. Cái này Minh Không Thiên Tôn, không biết dùng cái gì đại thần thông thủ đoạn. Lại có thể xâm nhập Diệp Thần cùng Cổ Đoạn Trần thế giới tinh thần, thậm chí ra tay ngăn cản Diệp Thần. Tâm ngoan thủ lạt như thế, ta phải thay Nhậm Phi Phàm giáo huấn ngươi một chút. Minh Không Thiên Tôn căm tức nhìn Diệp Thần, chợt phung lên trường kiếm, thiên đế kiếm quang bạo sát, liền hướng Diệp Thần trực chạm mà đến. Diệp Thần sầm mặt lại, không nghĩ tới cái này Minh Không Thiên Tôn, thế mà như thế không để ý thân phận, vừa thấy mặt đã hướng hắn ra tay. Mắt thấy cái kia thiên đế kiếm quang bạo sát mà đến, Diệp Thần cũng là vạn phần cảnh giác lên, đang chờ toàn lực ứng phó, đột nhiên một thân ảnh, xé rách hư không, hàng lâm xuống, xuất hiện ở trước mặt hắn. Chính là Nhậm Phi Phàm. Nhậm Phi Phàm gương mặt lạnh nhạt, nhìn xem cái kia thiên đế kiếm quang bạo sát mà đến, thân thể như sơn nhạc sừng sững, không nhúc nhích chút nào, tùy ý cái kia thiên đế kiếm quang bổ tới trên người mình. Đủ để chém chết tinh không một kiếm, chạm tại trên người hắn. Lại ngay cả hắn một điểm áo bào, một phần lông tơ đều không thể thương tổn tới. Thể chất của hắn, cường hoành đến tình cảnh vô địch. Nhậm Phi Phàm, là ngươi. Minh Không Thiên Tôn nhìn thấy Nhậm Phi Phàm buông xuống, thậm chí không phát hiện chút tổn hao nào chịu đựng lấy hắn hung mãnh một kiếm, hắn thân thể lập tức run rẩy một chút, trên mặt lộ ra thần sắc bất khả tư nghị, không thể tin được thế gian thế mà lại có như thế tồn tại cường đại. Minh Không Thiên Tôn, tiểu bối ở giữa luận bàn, ngươi nhúng tay. Không thích hợp a. Nhậm Phi Phàm ngữ khí u huyền thanh lạnh, thản nhiên nói. Minh Không Thiên Tôn hừ một tiếng, nhưng cũng không cách nào phản bác. Diệp Thần kêu một tiếng, Nhậm tiền bối. Nhậm Phi Phàm nói, ra ngoài lại nói. Hắn bàn tay lớn vồ một cái, toàn bộ thế giới tinh thần, lập tức khắp nơi băng liệt phá toái. Trong khoảnh khắc, thế giới tiêu tan, Diệp Thần cùng Cổ Đoạn Trần, đều về tới trong hiện thực. Phốc phốc. Cổ Đoạn Trần cuồng phún ra một ngụm máu tươi, toàn thân huyết nhục xuất hiện nghiêm trọng khô cạn, thân thể khô tàn, liền muốn té ngã, bị Minh Không Thiên Tôn bắt được phần gáy cổ áo, cái này mới miễn cưỡng đứng vững. Minh Không Thiên Tôn nhìn thấy Cổ Đoạn Trần suy yếu như vậy bộ dáng, không khỏi lông mày nhíu một cái, rõ ràng vừa mới thần du chi chiến, Cổ Đoạn Trần hao tổn thật lợi hại. Diệp Thần tiêu hao cũng là có chút cực lớn, đầu một hồi như tê liệt kịch liệt đau nhức, gương mặt một hồi trở nên trắng. Hắn lấy tay che lấy đầu, cắn răng, đè xuống mình muốn thổ huyết nôn mửa xúc động. Vừa mới thần du chi chiến, hắn cùng Cổ Đoạn Trần, hao tổn đều vô cùng lớn, bất quá hắn trạng thái, rõ ràng so Cổ Đoạn Trần tốt hơn nhiều, nếu như không phải thời khắc sống còn, Minh Không Thiên Tôn ra tay ngăn trở, hắn đã đem Cổ Đoạn Trần giết chết. Nếu như Cổ Đoạn Trần chết ở trong ảo cảnh, trong thực tế hắn, cũng có khả năng đi theo chết đi. Vừa mới Diệp Thần cùng Cổ Đoạn Trần ở giữa luận bàn. Trên thực tế đã diễn biến thành sinh tử chiến. Trận này sinh tử chiến, Diệp Thần cơ bản thăm dò Cổ Đoạn Trần thực lực, cứng đối cứng, hắn là chắc thắng, nhưng Cổ Đoạn Trần cái bóng bí thuật, vô cùng quỷ bí, nếu là một cái sơ sẩy, hắn cũng có khả năng bị phản sát. Cái này Cổ Đoạn Trần,
dù sao cũng là chủ thần người đại diện, chấp trưởng bóng tối chi chủ quyền hành, tuyệt không cho phép khinh thường. Minh Không Thiên Tôn sắc mặt rất là khó coi, hắn biết, vừa mới Diệp Thần cùng Cổ Đoạn Trần giao chiến, nếu như không phải hắn xuất thủ, Cổ Đoạn Trần đã chết. Nhậm Phi Phàm nhưng là bình tĩnh bộ dáng, lạnh nhạt nhìn xem Minh Không Thiên Tôn, hai người đều không nói chuyện, bầu không khí lộ ra túc sát lạnh lẽo âm u. Thôi Đông Du cùng rất nhiều bọn thị nữ, cuống quýt quỳ xuống xuống, không dám thở mạnh. Vốn là tại không pháp cốc lối vào ngồi bất động hai cái trưởng lão, tựa hồ cảm giác được biến động, hóa thành lưu quang bay tới. Trong đó một cái trưởng lão, hướng Minh Không Thiên Tôn khom người thi cái lễ, nói, Thiên Tôn đại nhân, là chuyện gì xảy ra? Minh Không Thiên Tôn nói, Thiên Bách Nhị Lão, các ngươi không cần phải lo lắng, chỉ là tiểu bối ở giữa luận bàn, nhất thời dùng sức quá mạnh, náo loạn chút ít mâu thuẫn. Thiên Bách Nhị Lão con mắt nhìn nhìn Diệp Thần, lại nhìn một chút Cổ Đoạn Trần, lại cảm thấy bầu không khí có chút sát khí, nhưng tất nhiên Minh Không Thiên Tôn chỉ nói là mâu thuẫn nhỏ, bọn hắn cũng không tốt nói thêm cái gì. Minh Không Thiên Tôn cười ha ha, đại độ khoát tay áo, nói, mặc cho Pháp Vương, Luân Hồi Chi Chủ cùng nhà ta đánh gãy chân, thụ thương đều không nhẹ, không bằng để cho bọn hắn trước nghỉ ngơi một đêm, có chuyện gì, đợi ngày mai lại nói như thế nào. Nhậm Phi Phàm gặp Diệp Thần gương mặt trở nên trắng, trạng thái không tốt, liền gật đầu nói, có thể, vậy ta cùng Diệp Thần, trước hết quấy rầy Minh Không Thiên Tôn một đêm. Minh Không Thiên Tôn cười nói, không sao, có thể tiếp đãi mặc cho Pháp Vương cùng Luân Hồi Chi Chủ, là ta không pháp cốc vinh hạnh. Hắn hình như có nhất tiếu mẫn ân cửu ý tứ, cũng không lưu tâm vừa mới tranh đấu mâu thuẫn. Nhưng Cổ Đoạn Trần rõ ràng không có cam lòng, cho dù nội thương nghiêm trọng, nhưng ánh mắt vẫn là như dã thú nhìn chằm chằm Diệp Thần. Diệp Thần bây giờ tiêu hao quá lớn, chỉ muốn nghỉ ngơi, đầu óc cũng suy xét không được quá nhiều thứ, may mắn có Nhậm Phi Phàm ở bên người, hắn sẽ an bài hảo hết thảy. Lập tức, Diệp Thần cùng Nhậm Phi Phàm, ngay tại trong không pháp cốc bên trong dàn xếp lại. Minh Không Thiên Tôn cho hai người chuẩn bị tốt nhất phòng trọ, Diệp Thần nghỉ ngơi đến ban đêm, trạng thái đã tốt lắm rồi. Hắn lại lấy ra một khỏa màu đen tinh thạch, đó là Nhậm Phi Phàm đánh tan sụp đổ Hắc Hoàng Đế sau, lấy được sụp đổ nguyên tinh. Viên này sụp đổ nguyên tinh, đại bộ phận năng lượng cũng là hỗn loạn hung ác tồn tại, không cách nào hấp thu, nhưng một phần nhỏ tinh thuần linh khí, đối với Diệp Thần tu vi, cũng là có không thiếu có ích. Diệp Thần ổn định lại tâm thần, bóp nát sụp đổ nguyên tinh, đem không thể hấp thu hỗn loạn ngang ngược năng lượng, toàn bộ chuyển rời đến chính mình sụp đổ trong sách đi, có thể hấp thu tinh thuần linh khí, thì hấp thu đến trong đan điền đi, tuyệt không lãng phí. Hoa Lạp đang hấp thu sụp đổ nguyên tinh linh khí sau, Diệp Thần tu vi, trực tiếp liền đột phá rồi, từ cửu đỉnh cảnh tầng 4 cao giai, đột phá đến tầng 4 đỉnh phong tình cảnh. Không tệ, không tệ, cái này sụp đổ nguyên tinh, ngược lại là đồ tốt, lại có thể để cho ta trực tiếp đột phá. Diệp Thần hài lòng gật đầu, phải biết, nắm giữ luân hồi huyết mạch hắn, đột phá là 10 phần chật vật, cần tiêu hao đại lượng tài nguyên, còn muốn có lớn cơ duyên, đại tạo hóa. Bây giờ một khỏa sụp đổ nguyên tinh, liền để hắn đột phá, nếu là nhiều hơn nữa mấy khỏa, hắn tu vi đủ để đột nhiên tăng mạnh. Đương nhiên, Diệp Thần cũng biết, sụp đổ nguyên tinh nguồn gốc từ sụp đổ thể, mà sụp đổ thể thực lực, tương đương kinh khủng, chỉ có Nhậm Phi Phàm có thể đối phó. Hắn nghĩ lấy thêm đến sụp đổ nguyên tinh, cũng không phải cái gì chuyện dễ dàng. Tại tu vi sau khi đột phá, Diệp Thần trạng thái liền hoàn toàn khôi phục, cả người tinh thần sáng láng. Lại không biết Phú Tổ Sư Tôn, bây giờ người ở phương nào. Diệp Thần nhẹ giọng nỉ non, nhắm mắt lại, nếm thử bắt giữ thiên cơ. Tại trong sụp đổ di tích cổ, sương mù nồng nặc, sụp đổ khí tàn phá bừa bãi, thiên cơ phá toái, muốn bắt giữ thiên cơ xem bói suy tính. Là phi thường chật vật sự tình. Diệp Thần nếm thử suy tính Vũ Tổ tung tích, nhưng hoàn toàn không có kết quả, chỉ có thể mông lung cảm thấy, Vũ Tổ đích xác ngay tại sụp đổ trong cổ tích, không hề rời đi. Trên thực tế, bây giờ Vũ Tổ, cũng không cách nào thoát ly sụp đổ di tích cổ sinh tồn, nhục thể của hắn, đã cùng sụp đổ di tích cổ địa mạch tương liên, một khi thoát ly, giống như con cá rời đi thủy, chỉ có một con đường chết. Phía trước đại từ cây hoàng, cho ta một bản quyển trục. Nói bên trong ghi lại Vũ Tổ tọa độ, không biết có hữu dụng hay không. Diệp Thần cảm thấy suy nghĩ lấy, liền móc ra một bản quyển trục hai đầu, lộ ra bằng đá, đây là đại từ cây hoàng cho lúc trước hắn. Quyển trục hai đầu thạch trục, trên thực tế là dùng Vũ Tổ sử dụng tới thạch khí chế tạo mà thành, cho nên cuốn quyển trục này, cùng Vũ Tổ khí thức tương liên,
chỉ cần vũ tổ còn tại sụp đổ trong cổ tích, quyển trục liền có thể cho thấy hắn tọa độ. Diệp Thần đem quyển trục bày ra, đầu tiên nhìn thấy, chính là một mảnh mơ hồ mê vụ, trong sương mù, có một cái yếu ớt điểm sáng màu đỏ, tại hơi hơi lóe lên. Cái này điểm sáng màu đỏ, rõ ràng chính là vũ tổ tọa độ, biểu hiện ra vũ tổ vị trí. A, à, Diệp Thần vừa nhìn thấy điểm sáng này, lập tức thiên cơ hiểu rõ, bắt được một màn cực đáng sợ hình ảnh, trong hình, một nữ tử, cầm trong tay trường kích, mũi kích quán xuyên vũ tổ trái tim. Vũ tổ trợn mắt hốc mồm, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi bộ dáng. Nữ tử kia chính là huyết đồ xương. Huyết đồ xương phản bội vũ tổ. Tiện nhân này, trước đây ta cùng thiên pháp lộ nguyệt tỷ tỷ, sớm đáng chết nàng. Thiên cơ hình ảnh phá toái, Diệp Thần mười phần tức giận, không nghĩ tới huyết đồ xương hung ác như thế, phản bội liền phản bội, còn muốn ám sát vũ tổ. Vũ tổ là thiên chiêu võ thần, tính mạng của hắn, cùng thiên đạo tương liên, chỉ cần thiên đạo bất diệt, hắn thì sẽ không chết, huyết đồ xương đánh xuyên vũ tổ trái tim, cũng không cách nào đem vũ tổ giết chết. Nhưng, vũ tổ sẽ thụ thương, sẽ đau đớn, sẽ suy yếu. Hắn một khi lâm vào suy yếu, người khác liền có khả năng bày ra đoạt xá, trấn áp linh hồn của hắn, cướp đoạt nhục thể của hắn, vậy hắn hạ tràng, chỉ sợ so chết còn thảm. Bây giờ, vũ tổ liền đã lâm vào trọng thương hư nhược trạng thái. Diệp Thần nhìn tọa độ quyển trục một mắt sau, liền lập tức đem quyển trục khép lại, không tiếp tục nhìn, thậm chí không có đi xác định vũ tổ tọa độ. Bởi vì, Diệp Thần biết, coi như hắn gặp được vũ tổ, cũng không khả năng đem vũ tổ mang đi. Dù sao vũ tổ khí tức, cùng sụp đổ di tích cổ khí tức, đã hòa làm một thể, hắn là sụp đổ một bộ phận, không cách nào thoát ly sụp đổ sinh tồn. Diệp Thần cưỡng ép dẫn hắn rời đi, hắn không cách nào thích ứng hoàn cảnh bên ngoài, sẽ lập tức chết bất đắc kỳ tử, một con đường chết. Chính xác điểm tới nói, là vũ tổ đi đến ngoại giới, sẽ lập tức lâm vào vĩnh hằng ngủ say. Thiên đạo bất diệt, vũ tổ không chết, nhưng vĩnh hằng ngủ say, vậy cùng chết bất đắc kỳ tử tử vong, cũng kém không có bao nhiêu. Diệp Thần thu hồi quyển trục, không tiếp tục nhìn, sợ bại lộ thiên cơ. Một khi hắn biết vũ tổ tọa độ rơi xuống, cổ tinh môn cũng có khả năng suy tính đến, đối với vũ tổ bất lợi. Xem ra, ta muốn cứu ra vũ tổ sư tôn, còn phải chấp trưởng độ chi mảnh vụn A. Chỉ có dựa vào độ chi mảnh vụn, mới có thể đem trên người hắn sụp đổ, triệt để siêu độ tịnh hóa sạch sẽ. Diệp Thần mắt sáng như đuốc, ẩn ẩn nhìn thấy phương pháp phá cuộc, nhưng hy vọng vô cùng xa vời. Hắn muốn mang đi vũ tổ, nhất thiết phải trước tiên tịnh hóa đi vũ tổ trên người sụp đổ, cứ như vậy, vũ tổ mới có thể tại ngoại giới hoạt động. Mà thế gian này, cũng chỉ có độ chi mảnh vụn, mới có đầy đủ tịnh hóa sức mạnh, có thể tịnh hóa vũ tổ trên người sụp đổ. Độ chi mảnh vụn, trước mắt còn chôn sâu ở sụp đổ di tích cổ dưới nền đất, còn không có xuất thế, một khi độ chi mảnh vụn xuất thế, không pháp cốc, áo nghĩa giới, tinh hằng thiên, còn có cổ tinh môn, đều khó có khả năng bỏ lỡ như thế nghịch thiên chí bảo, Diệp Thần một ngoại nhân, không có chút nào căn cơ, muốn cướp đoạt, lại nói dễ dàng sao. Độ chi mảnh vụn, với ta mà nói, thực sự quá trọng yếu, nhất định muốn cướp được. Diệp Thần âm thầm nhéo nhéo quyền, độ chi mảnh vụn, có thể tịnh hóa vũ tổ trên người sụp đổ, cũng có thể hóa giải sụp đổ chi chủ mộ bia nguyền rủa, để cho hắn khôi phục, hơn nữa còn có thể để Diệp Thần sơ bộ thắp sáng ma ngục mệnh tinh. Mảnh vụn này, đối với Diệp Thần tới nói, giá trị quá quá lớn rồi, chỉ là muốn cướp đoạt, lại hết sức khó khăn. Thiên đầu vạn tự, để cho Diệp Thần suy nghĩ có chút hỗn loạn, hắn hít sâu một hơi, mới khiến cho tâm thần mình yên tĩnh lại, suy nghĩ cũng dần dần rõ ràng. Hắn bây giờ kém một khối căn cứ địa, nếu như có thể lôi kéo đến không pháp cốc ủng hộ, cục diện sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Nếu là có thể trưởng quản không pháp cốc, Diệp Thần có thể lập tức đi cứu vũ tổ, coi như không thể đem vũ tổ mang đi ra ngoài, cũng có thể đem vũ tổ trước tiên giàn xếp tại không pháp cốc bên trong chữa thương. Nếu là không có bất luận cái gì căn cứ địa, Diệp Thần coi như tìm được vũ tổ cũng vô dụng, không chỗ nghỉ lại. Phá cục bước đầu tiên, chính là muốn thiết lập căn cứ địa, đây là Diệp Thần ý nghĩ, nhưng rõ ràng không phải chuyện dễ dàng, không pháp cốc đối với hắn căm thù như thế, hận không thể cướp đoạt hắn luân hồi quyền hành, như thế nào có thể nghe hắn chỉ huy. Lắc đầu, Diệp Thần không nghĩ nhiều nữa, hắn biết bây giờ nghĩ nhiều hơn nữa cũng vô ích, vẫn là chờ ngày mai xem Nhậm Phi Phàm an bài, xem không pháp cốc sau cùng thái độ. Sáng sớm hôm sau, làm không pháp cốc chuông sớm gõ vang, liền có thị nữ tới mời Diệp Thần cùng Nhậm Phi Phàm đi Không Sơn Yên Vũ lâu dùng bữa,
thuận tiện bàn bạc chuyện quan trọng. Không Sơn Yên Vũ Lâu, là Không Pháp Cốc hạch tâm nhất kiến trúc, tu kiến ở trung ương linh khí nồng nặc nhất khu vực, là một tòa 9 tầng cao ốc, đàn hương lượn lờ, khói hà quanh quẩn, tòa này cao ốc bản thân cũng là một kiện pháp bảo. Diệp Thần cùng Nhậm Phi Phàm bước vào trong Không Sơn Yên Vũ Lâu, liền thấy Minh Không Thiên Tôn đã chuẩn bị đồ ăn sáng, Cổ Đoạn Trần ngồi ở Minh Không Thiên Tôn dưới tay, sắc mặt hồng nhuận, rõ ràng đi qua một đêm điều tức, hôm qua chiến đấu thương tổn, hắn đã khôi phục. Ở ngoài sáng Không Thiên Tôn hai bên trái phải, thì đứng Không Pháp Cốc hai vị trí cường trưởng lão, một cái gọi Mục Ngàn Nhẫn, một cái gọi Mạnh Bách Xuyên, hợp xưng Thiên Bách Nhị Lão, Minh Không Thiên Tôn đối với Nhị Lão đều phải lễ nhượng ba phần. Luân hồi chi chủ, mặc cho Pháp Vương, buổi sáng tốt lành. Nhìn thấy Diệp Thần cùng Nhậm Phi Phàm tới, Minh Không Thiên Tôn mỉm cười, gọi hai người ngồi xuống. Diệp Nhậm hai người chắp tay hoàn lễ, liền là ngồi xuống. Mặc cho Pháp Vương, ta nghe nói người cùng Luân Hồi Chi Chủ lần này đến đây, là muốn cứu Vũ Tổ thoát khốn. Minh Không Thiên Tôn nhìn chăm chú Nhậm Phi Phàm, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Nhậm Phi Phàm nói, chính là, nếu là Minh Không Thiên Tôn chịu làm giúp đỡ, ta Luân Hồi trận doanh tất có hậu báo. Minh Không Thiên Tôn cười tủm tỉm nói, Vũ Tổ bị phá quân thần nữ huyết đồ xương phản bội, đã bị đâm thành trọng thương. Bây giờ rơi xuống không biết, hơn nữa coi như có thể tìm tới hắn, hắn cùng với sụp đổ địa mạch tương liên, cũng không cách nào rời đi sụp đổ di tích cổ sinh tồn, các ngươi cứu người thì có ích lợi gì. Nhậm Phi Phàm lắc lắc đầu nói, sự tình luôn có biện pháp giải quyết, trước tiên tìm được người lại nói. Minh Không Thiên Tôn cười nói, muốn ta Không Pháp Cốc hỗ trợ cũng có thể, chỉ cần Luân Hồi Chi Chủ chịu giao ra quyền hành, chuyện gì cũng dễ nói. Nhậm Phi Phàm cũng cười nói, có thể, các người muốn luân hồi quyền hành, vậy thì luận võ quyết thắng, nếu là vị này Cổ Đoạn Trần công tử, đấu võ có thể thắng được Diệp Thần, chúng ta có thể giao quyền. Minh Không Thiên Tôn biểu lộ lập tức cứng đờ, hắn biết Diệp Thần thực lực cường đại, nếu là luận võ quyết đấu, hắn bên này không có phần thắng, hắn lúc này liền thoái thác nói. Luân hồi chi chủ cùng nhà ta đánh gãy chân, đều là đương thời đỉnh cấp thiên tài, song phương long hổ tranh đấu, tất có tử thương, như vậy là hà tất. Nhậm Phi Phàm nói, nếu là các ngươi không dám luận võ, đó là các ngươi tự giác không bằng, làm sao còn dám vọng tưởng đoạt quyền. Minh Không Thiên Tôn do dự một hồi, nói, đấu võ quá mức hung hiểm, nếu là xảy ra điều gì sai lầm, chỉ có thể tiện nghi ngoại nhân, như vậy đi, trước kia Thiên Tổ từng lưu lại một đem thiên âm cổ cầm, hắn nói ai có thể dùng cái này cây đàn, tấu vang dội luân hồi phi thăng khúc, người đó là truyền nhân của hắn. Nếu như luân hồi chi chủ có thể tấu vang dội luân hồi phi thăng khúc mà nói, ta Không Pháp Cốc liền cúi đầu xưng thần, phụng luân hồi chi chủ vi tôn, mặc cho hiệu mệnh. Đang khi nói chuyện, Minh Không Thiên Tôn sử dụng một cái cổ cầm, cái kia cổ cầm dùng tiêu mộc rèn đúc, cổ phát trang nhã, toàn thân tràn ngập huyền hoàng khí. Diệp Thần nghe được Minh Không Thiên Tôn mà nói, trong lòng lập tức khẽ động, nói, chỉ cần ta có thể tấu vang dội luân hồi phi thăng khúc, các ngươi liền chịu cúi đầu. Minh Không Thiên Tôn nói, không tệ. Nhưng nếu như, luân hồi chi chủ, người đánh không ra được mà nói, vậy ngươi nhưng phải giao quyền. Diệp Thần âm thầm lưu tâm, luân hồi quyền hành đi hay ở, không phải như trò đùa của trẻ con, liên quan đến hắn tài sản tính mệnh, hắn liền hỏi, Cổ Đoạn Trần có thể bắn ra bài hát kia sao? Trước mặt hắn khách khí gọi Cổ Đoạn Trần một tiếng thiếu chủ, hôm qua sinh tử chiến đi qua, hai người cơ hồ vạch mặt, hắn liền không nói nhảm cái gì, gọi thẳng tên. Minh Không Thiên Tôn nghe có chút không quá thoải mái, nhưng cũng không tốt biểu lộ cái gì, nói, đánh gãy trần miến cứng có thể bắn ra nửa khúc, còn lại nửa khúc còn tại trong tham ngộ, cái kia luân hồi phi thăng khúc vô cùng phức tạp, trước kia liền Cầm Đế Thiên Tôn đều không thể diễn tấu. Diệp Thần nói, Cầm Đế tiền bối đều không cách nào đàn tấu sao. Cầm Đế chính là luân hồi mộ địa đại năng một trong, trước kia là không không lúc nào khoảng không cấp cao nhất khúc đạo đại tông sư, Diệp Thần nắm giữ rất nhiều âm khúc bí pháp. Cũng là cùng Cầm Đế học. Hắn nghe được liền Cầm Đế đều không thể đàn tấu luân hồi phi thăng khúc, lập tức liền có chút ngoài ý muốn. Minh Không Thiên Tôn nói, đúng vậy, luân hồi chi chủ, thế nhân đều nói ngươi là thiên tổ truyền người, nhưng ngươi muốn ta Không Pháp Cốc cúi đầu xưng thần, trừ phi có thể diễn tấu ra hoàn chỉnh luân hồi phi thăng khúc. Diệp Thần nói, không biết khúc phổ ở nơi nào. Minh Không Thiên Tôn cười nói, không có khúc phổ, thiên tổ sáng tạo luân hồi phi thăng khúc, huyền ảo phức tạp. Có thật nhiều đại đạo thiên âm, không cách nào dùng bình thường âm phù ghi chép, chỉ có thể hiểu ý, không thể ngôn truyền, bài hát này tất cả diệu pháp, đều ở đây đem thiên âm cổ cầm bên trong. Hắn vẫy tay,
sau lưng Thiên Bách Nhị Lão bên trong, Mạnh Bách Xuyên đi ra, liền nâng Thiên Âm cổ cầm, đưa đến Diệp Thần trước mặt. Minh Không Thiên Tôn nói, Luân Hồi Chi Chủ, ngươi nếu là cùng trời tổ hữu duyên, chỉ cần chạm đến Thiên Âm cổ cầm, liền có thể nghe được Thiên Âm, quan gặp khúc phổ huyền bí. Diệp Thần khẽ gật đầu, liền thử đem hai tay của mình, nhẹ nhàng đặt ở Thiên Âm cổ cầm phía trên, đồng thời ở trong lòng kêu gọi Thiên Tổ tên. Nhưng, chờ một hồi, Diệp Thần cũng không có đạt được bất kỳ hồi âm, cũng không có cảm ngộ đến bất kỳ khúc phổ âm phù tồn tại, càng không nghe được cái gì Thiên Âm. Minh Không Thiên Tôn cười nói, Luân Hồi Chi Chủ, có từng cảm ngộ đến cái gì? Diệp Thần chau mày, nói thẳng, không có. Nhậm Phi Phàm lập tức ngoài ý muốn, nói, cái gì dị tượng đều không bắt được sao? Diệp Thần nói, không có. Cổ Đoạn Trần ha ha cười nhạt một chút, nói, Luân Hồi Chi Chủ, trước kia ta vì cảm ngộ Luân Hồi Phi Thăng Khúc, ước chừng ngồi bất động vạn năm, mới lĩnh ngộ được một đạo âm phù, về sau lại hao phí không biết bao nhiêu cái kỷ nguyên thời gian, mới miễn cưỡng học thành nửa khúc, người vừa thấy mặt liền nghĩ lĩnh ngộ bài hát này, quả thực là ý nghĩ hão huyền. Nhậm Phi Phàm cau mày, từ trong tay Diệp Thần tiếp nhận Thiên Âm cổ cầm, nhẹ nhàng kích thích một chút dây đàn, một cỗ mang theo vô tận huyền diệu khúc âm chảy xuôi mà ra, hắn nghe được cái này khúc âm, lại khẽ vuốt một chút thân đàn, gương mặt hơi hơi biến sắc, nói, cái này cây đàn không đơn giản. Dừng một chút, hắn mang theo điểm thái độ hoài nghi, nhìn về phía Cổ Đoạn Trần, đánh gãy Trần công tử, người nói người có thể đàn tấu nửa khúc, không biết có thể thí làm diễn tấu. Vừa mới kích thích cầm huyền thời điểm, Nhậm Phi Phàm cảm thấy mình trong đan điền linh khí, cũng đi theo kịch liệt trôi qua, muốn đàn tấu cái này Thiên Âm cổ cầm, hiển nhiên là phải vô cùng thâm hậu nội công trèo trống. Hắn có chút hoài nghi, Cổ Đoạn Trần có phải hay không thật có thực lực này, có thể đàn tấu ra nửa thủ khúc. Cổ Đoạn Trần nói, đàn tấu Thiên Âm cổ cầm, cần hao phí hết sức linh khí, mặc cho Pháp Vương, người muốn ta đàn tấu. Hắn nghĩ để điểm điều kiện, nhưng bị Minh Không Thiên Tôn đưa tay cắt đứt, nói. Đánh gãy Trần, mặc cho Pháp Vương gọi người đánh, người liền đánh, có lỗi gì lỗ hổng, hắn có lẽ còn có thể giúp người phủ chính. Cổ Đoạn Trần nói, là, liền phất phất tay, để cho trưởng lão Mạnh Bách Xuyên đem cổ cầm cầm tới, hắn nhìn chăm chú cổ cầm, hít sâu một hơi, yên lặng uẩn nhưỡng cảm xúc. Nhậm Phi Phàm thấp giọng hướng Diệp Thần nói, không pháp cốc là đang cố ý làm khó dễ ngươi, cái này cây đàn là thiên ngoại thần khí, đàn tấu cần tiêu hao lượng lớn linh khí, tu vi của ngươi chống đỡ không nổi, hơn nữa cái kia dây đàn vô cùng sắc bén, đủ để đem tay ngươi đầu ngón tay đều chặt đứt, coi như ngươi lĩnh ngộ kia cái gì Luân Hồi Phi Thăng Khúc, ngươi cũng không khả năng đàn đi ra. Vừa mới chạm đến Thiên Âm cổ cầm thời điểm, Nhậm Phi Phàm đã thăm dò hết thảy, thanh cầm kia bản thân liền là đỉnh cấp thần khí, thậm chí là đại sát khí, dây đàn so đao kiếm còn muốn sắc bén, mặc dù không đả thương được hắn, nhưng lại có thể thương tổn được Diệp Thần, thậm chí đem Diệp Thần ngón tay đều chặt đứt. Đến nỗi đàn tấu Thiên Âm cổ cầm, cần tiêu hao linh khí, Diệp Thần cũng khó có thể gánh vác nổi. Diệp Thần chấn động trong lòng, nói, phải không? Nhậm Phi Phàm nói, cái này Cổ Đoạn Trần, lấy thực lực của hắn, hắn cũng không khả năng dùng Thiên Âm cổ cầm diễn tấu, bằng không lấy dây đàn chi sắc bén, ngón tay hắn đều muốn bị chặt đứt. Diệp Thần âm thầm gật đầu, ánh mắt cũng nhìn về phía Cổ Đoạn Trần, chỉ thấy Cổ Đoạn Trần cảm xúc đã uẩn nhưỡng hoàn tất, hai tay đặt ở trên Thiên Âm cổ cầm dây đàn, bắt đầu diễn tấu. Lập tức, một tia giống như suối nước thanh lưu êm tai linh động tiếng đàn, liền từ hắn giữa ngón tay chậm rãi chảy xuôi mà ra, thanh phong mộc người, mưa xuân bồng bềnh, lại như thiên vân ung dung, trống vắng uyển ước. Thậm chí, đàn kia trong tiếng, còn ẩn chứa một cỗ huyền diệu thiên đạo thần vận, cỗ này thiên đạo thần vận, tan tại trong âm khúc, người sau khi nghe được, liền cảm thấy toàn thân thư sướng, như có thiên đạo chúc phúc, nhẹ nhàng như muốn phi thăng bỉ ngạn. Diệp Thần là âm khúc người trong nghề, nghe được Cổ Đoạn Trần đàn tấu sau, lúc này liền gật gật đầu. Cái này Cổ Đoạn Trần, lĩnh hội Luân Hồi Phi Thăng Khúc vô tận kỷ nguyên, đích thật là có chút đồ vật, hiện nay đàn tấu đi ra, cái kia linh hoạt kỳ ảo như suối chảy tiếng đàn, lập tức ngay tại toàn bộ không pháp cốc quanh quẩn, dẫn tới sơn cốc bốn phía linh thú tể minh, chim bay bay lượn. Không sơn bên trong Yên Vũ Lâu, hai bên làm thủ vệ các đệ tử, đều là lộ ra kinh ngạc vẻ mừng rỡ, nghe Cổ Đoạn Trần tiếng đàn, giống như người tự nhiên, người người say mê. Diệp Thần nhìn chăm chú lên Cổ Đoạn Trần ngón tay, chỉ thấy quả nhiên như Nhậm Phi Phàm lời nói, Thiên Âm cổ cầm dây đàn vô cùng sắc bén, Cổ Đoạn Trần đàn tấu trong một giây lát, ngón tay đã bị cắt đứt, rịn ra một chút máu tươi, lại tiếp như vậy, hắn chỉ sợ thật muốn bị cắt gãy ngón tay.
Nhưng lúc này, ra Diệp Thần dự liệu một màn xuất hiện, chỉ thấy cổ Đoạn Trần ngón tay, khẽ nâng lên, cùng dây đàn duy trì một lớp giấy một dạng khoảng cách, nếu không nhìn kỹ, căn bản không nhìn thấy ngón tay của hắn, kỳ thực đã rời đi dây đàn. Nhưng ngón tay của hắn, rời đi dây đàn sau, dây đàn còn tại động, khúc đàn còn tại diễn tấu. Là cổ Đoạn Trần ngón tay hình chiếu, tại khải khúc. Một màn này, thực sự quá kinh người cùng ly kỳ. Diệp Thần cùng Nhậm Phi Phàm thấy được, cũng là lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới cổ Đoạn Trần cái bóng bí thuật, thế mà tinh diệu tới mức như thế, có thể tay dựa chỉ hình chiếu đi đánh đàn. Đã như thế, ngón tay của hắn, cũng không cần bị dây đàn cắt đứt. Ông, tiếp tục bắn ra tấu một lát sau, cổ Đoạn Trần diễn tấu luân hồi phi thăng khúc, khúc âm ý cảnh từ suối nước thanh lưu, sắp chuyển biến làm uông dương đại hải, nhưng ngay tại âm điệu phải biến đổi đến mức sục sôi, khúc âm sẽ phải thay đổi thời điểm, hắn ngừng đàn tấu, khúc thanh im bặt mà dừng. Cái này im bặt mà dừng khúc thanh, vừa vặn dừng lại tại chuyển âm cao chiều nhất, tại cao trào chỗ ngừng tấu, toàn trường tất cả mọi người, đều có loại cổ họng đột nhiên bị người cắt đứt cảm giác, lại hình như ngực đột nhiên thụ một chùy. Phốc phốc, phốc phốc, im bặt mà dừng tiếng đàn, làm cho toàn trường không thiếu võ giả, tại chỗ liền không chịu nổi xung kích, trực tiếp thổ huyết ngã xuống đất. Cổ Đoạn Trần gương mặt tái nhợt, dừng lại diễn tấu, hướng Nhậm Phi Phàm nói, hổ thẹn, mặc cho Pháp Vương, cái này bài luân hồi phi thăng khúc, ta chỉ là lĩnh ngộ nửa khúc. Đàn tấu nửa khúc, cổ Đoạn Trần linh khí cơ hồ hao hết, gương mặt trắng bệch như tờ giấy trương nhất giống như, nhưng trong vẻ mặt tràn đầy tự đắc. Bởi vì có thể tấu vang dội nửa bài luân hồi phi thăng khúc, đã là khó lường hành động vĩ đại, trái lại Diệp Thần, đây chính là liền một cái âm phù đều đánh không ra a. Minh Không Thiên Tôn cũng là hài lòng sờ lên râu ria, cười ha ha, nói, mặc cho Pháp Vương, như thế nào? Nhà ta đánh gãy Trần Tư Chất Thiên Tư, nghĩ đến không thể so với luân hồi chi chủ kém quá nhiều a. Nhậm Phi Phàm sắc mặt có chút khó coi, hắn không nghĩ tới cổ Đoạn Trần thật có thể tấu vang dội nửa bài luân hồi phi thăng khúc. Nói, đánh gãy Trần công tử thiên phú đích xác không tầm thường. Minh Không Thiên Tôn cười ha ha một tiếng, nói, cái kia không biết mặc cho Pháp Vương, có hứng thú hay không làm hắn người hộ đạo. Nhậm Phi Phàm nói, cái gì? Minh Không Thiên Tôn thở dài, đánh gãy Trần hắn thiên phú siêu phàm, cần một cái người hộ đạo, bảo hộ hắn tương lai đăng đỉnh đỉnh phong, ta tự hỏi thực lực thấp, không có năng lực này phụ tá. Mặc cho Pháp Vương, ta muốn mời ngươi vì đánh gãy Trần hộ đạo. Thiên phú của hắn, người hiện nay cũng nhìn thấy, chỉ cần ngươi chịu thay hắn hộ đạo, hắn tương lai tất có thể tấu vang dội còn lại nửa thủ khúc. Chỉ cần hắn có thể tấu lên hoàn chỉnh luân hồi phi thăng khúc, coi như luân hồi chi chủ không chịu giao quyền, chư thiên hết thảy luân hồi vinh quang, đều biết tập trung vào trên người hắn, hắn lại là mới luân hồi chi chủ. Nhậm Phi Phàm nói, muốn ta thay đánh gãy Trần công tử hộ đạo. Minh Không Thiên Tôn nói, chính là, mặc cho Pháp Vương. Ta biết người nghĩ trùng kích đạo quân cảnh, loại này không thể nói cảnh giới trí cao, cũng không có dễ dàng như vậy bước vào. Nhưng, chỉ cần ngươi chịu đảm nhiệm đánh gãy Trần người hộ đạo, ta không pháp cốc, có thể cho ngươi cống hiến tài nguyên to lớn, vì ngươi về sau tu luyện trải đường. Nghe được Minh Không Thiên Tôn mời chào, Nhậm Phi Phàm lại không có nửa điểm do dự, trực tiếp chỉ lắc đầu cự tuyệt, nói, xin lỗi, Minh Không Thiên Tôn, ta chỉ vì luân hồi hộ đạo. Minh Không Thiên Tôn nói, đừng nhanh như vậy vội vã cự tuyệt, mặc cho Pháp Vương, xem trước một chút cây cung này lại nói. Đang khi nói chuyện, Minh Không Thiên Tôn sử dụng một cây trường cung, cái kia trường cung toàn thân như bích ngọc điêu mài, óng ánh trong suốt, lưu chuyển hào quang, lại lộ ra một cỗ tảng sáng giống như ánh nhiên tính chất, bàng bạc linh khí từ trong đó lan tràn ra, cung này vừa ra, thiên địa thế giới phảng phất đều bị khom lưng bên trên tia sáng xâm nhiễm, biến thành ánh sáng của bầu trời tảng sáng thế giới. Đây là Nhậm Phi Phàm nhìn thấy cây cung này, đôi mắt lập tức hơi hơi co rút, cho dù là lấy siêu phẩm thiên đế tầm mắt, khi nhìn đến cây cung này trong nháy mắt, ánh mắt cũng bị hấp dẫn. Minh Không Thiên Tôn nói, cây cung này, gọi ra hiểu chi cung, vốn là tinh hằng thiên thánh vật. Ta không pháp cốc, áo nghĩa giới, tinh hằng thiên tam giới, đều có một kiện thiên tổ lưu lại thánh vật, ta không pháp cốc là bóng tối ma nhãn, áo nghĩa giới là bất khuất thánh kiếm, mà cái kia tinh hằng thiên thánh vật, chính là tảng sáng chi cung. Chính là trụ thần thánh binh, là thiên tổ trước kia đánh bại tảng sáng chi chủ sau, tịch thu được chiến lợi phẩm, về sau cơ duyên xảo hợp, mới rơi xuống trong tay của ta. Cái này tảng sáng cung, chỉ có tảng sáng chi chủ người đại diện, hoặc siêu phẩm thiên đế cấp bậc cường giả, mới có thể kéo ra, cung này một khi kéo ra, linh khí hóa tiễn,
một tiễn có thể mặc thấu tinh hà, thậm chí là quán xuyên thiên đạo. Trước kia tảng sáng chi chủ, nàng liền nghĩ dùng tảng sáng cung quán xuyên thiên đạo, nhưng cuối cùng may mắn bị thiên tổ ngăn lại, bằng không chúng ta thế giới này, đã sớm băng diệt. Chấp trưởng cung này, thân cùng thánh binh pháp tác hòa làm một thể, mặc cho pháp vương, đến lúc đó người muốn tấn thăng đạo quân cảnh, vậy đơn giản là chuyện dễ như trở bàn tay. Bóng tối ma nhãn, bất khuất thánh kiếm, tảng sáng chi cung ba đại thánh vật, cũng chỉ có cái này tảng sáng cung, chưa từng mài mòn một chút, chính là đỉnh phong nhất hình thái, sát phạt cực kỳ khủng bố. Minh Không Thiên Tôn ngữ khí, kích động cao, nắm cung tay cũng tại hơi hơi phát run, hắn nhìn xem tảng sáng cung, toàn cảnh là quyến luyến, khát vọng, tán thưởng, lại tràn đầy bất đắc dĩ. Bởi vì, cái này tảng sáng cung, là 72 trụ thần bên trong, tảng sáng chi chủ binh khí, thế gian này, chỉ có hai loại người, có thể kéo ra tảng sáng cung, một là tảng sáng chi chủ người đại diện, hai là siêu phẩm thiên đế trở lên cường giả. Nhưng rất đáng tiếc. Minh Không Thiên Tôn cả hai đều không phải là, cho nên, hắn coi như cầm tảng sáng cung, cũng không cách nào kéo ra. Diệp Thần ánh mắt, cũng bị cái kia tảng sáng cung hấp dẫn. Minh Không Thiên Tôn nói, mặc cho Pháp Vương, chỉ cần ngươi chịu nên ngừng trần người hộ đạo, ta liền đem cái này tảng sáng cung tặng cho ngươi. Cổ Đoạn Trần nghe được lời này, giật nảy cả mình, nói, Sư Tôn, tuyệt đối không thể. Tảng sáng cung chân quý như thế, có thể nào đưa cho ngoại nhân? Minh Không Thiên Tôn nói, mặc cho Pháp Vương không phải ngoại nhân, hắn là tương lai ngươi người hộ đạo, ngươi nhanh cho hắn dập đầu. Cổ Đoạn Trần kinh ngạc, giật mình tại chỗ, rõ ràng hắn không nghĩ tới, Minh Không Thiên Tôn sẽ đem tảng sáng cung lấy ra tặng người. Tam đại thánh vật bên trong, bóng tối ma nhãn cùng bất khuất thánh kiếm đều có mài mòn, nhưng tảng sáng cung lại là tột cùng nhất hình thái, nắm cung giả thực lực càng mạnh, tảng sáng cung uy lực lại càng mạnh, thậm chí có thể xuyên qua thiên đạo. Nhậm Phi Phàm lại nói, cái này tảng sáng cung, đích xác vô cùng chân quý, nhưng xin lỗi, ta vẫn không thể nên ngừng trần công tử người hộ đạo, ta chỉ vì luân hồi chi chủ hộ đạo, mặc kệ các ngươi mở ra tốt biết bao điều kiện, ta đều không có khả năng thoát ly luân hồi trận doanh. Nghe được Nhậm Phi Phàm vẫn là cự tuyệt, Minh Không Thiên Tôn gương mặt lập tức âm trầm xuống, hắn không nghĩ tới chính mình đem gia sản đều móc ra, lại còn không thể đánh động Nhậm Phi Phàm. Cổ Đoạn Trần cũng mười phần ngoài ý muốn. Trong lòng lại có chút chua chát, một hồi ghen ghét, nói, Nhậm Phi Phàm, người cận kề cái chết cũng muốn canh giữ ở luân hồi chi chủ bên cạnh. Hắn có cái gì tốt, hắn thiên phú có thể thắng được ta, hắn liền luân hồi phi thăng khúc một đạo âm phù đều đánh không ra. Nhậm Phi Phàm không nói gì không nên, chỉ là lắc đầu. Hắn ý tứ rất rõ ràng, mặc kệ không pháp khốc mở ra nhiều điều kiện phong phú, hắn đều không có khả năng thoát ly luân hồi trận doanh. Hắn nói. Đã sớm cùng Diệp Thần đạo, tương hỗ là một thể, không có khả năng chia cắt. Diệp Thần nhìn xem Cổ Đoạn Trần trước mặt thiên âm cổ cầm, con mắt linh quang chớp động, hình như có sở ngộ, nói, cái này luân hồi phi thăng khúc, ta có thể đánh. Cổ Đoạn Trần nói, ngươi nói cái gì? Diệp Thần nói, ta có thể đánh, hẳn là có thể tấu lên hoàn chỉnh khúc. Nghe được Diệp Thần lời này, Cổ Đoạn Trần lập tức khinh thường cười, nói, ngươi đang nói hưu nói vượn thứ gì? Ngươi có thể bắn ra hoàn chỉnh luân hồi phi thăng khúc. Ta nhìn ngươi liền một đạo âm phù đều đánh không ra. Nhậm Phi Phàm nhíu nhíu mày, cũng không tin, nói, Diệp Thần, đừng hồ nháo. Vừa rồi Diệp Thần đã đụng vào qua thiên âm cổ cầm, nhưng không có lĩnh ngộ được nửa điểm đông tây, liền một cái âm phù đều suy xét không đến, như thế nào có thể bắn ra hoàn chỉnh khúc. Minh Không Thiên Tôn cười nói, luân hồi chi chủ, ta vẫn câu nói kia. Ngươi nếu có thể bắn ra hoàn chỉnh luân hồi phi thăng khúc, ta không pháp cốc lập tức cúi đầu xưng thần, thậm chí ngay cả tảng sáng cung cũng có thể hiến tặng cho ngươi. Ha ha! Nhưng nếu là ngươi đánh không ra, ngươi vẫn là ngoan ngoãn giao ra luân hồi quyền hành. Diệp Thần nói, ân, ta thử xem. Minh Không Thiên Tôn phất tay ra hiệu, trưởng lão Mạnh Bách Xuyên liền đem cái kia thiên âm cổ cầm, lại nâng đến Diệp Thần trên cái bàn trước mặt. Minh Không Thiên Tôn, Cổ Đoạn Trần, Mạnh Bách Xuyên. Mục Ngàn Nhẫn, còn có Yên Vũ Lâu bên trong rất nhiều hộ vệ đệ tử, cũng là một mặt không tin cùng chờ lấy xem kịch vui biểu lộ, bọn hắn cũng không tin tưởng, Diệp Thần có thể tấu vang dội luân hồi phi thăng khúc. Cái này bài luân hồi phi thăng khúc, hàm ẩn thiên đạo diệu âm, trước kia cầm đế đều không thể lĩnh hội, hơn nữa coi như tìm hiểu, muốn diễn tấu cũng là vô cùng chật vật sự tình. Bởi vì cái này thiên âm cổ cầm, muốn tấu vang dội, cần hao phí lượng lớn linh khí, hơn nữa cái kia dây đàn cực đoan sắc bén. Đủ để chặt đứt nhân thủ chỉ, đủ loại nhân tố hạn chế phía dưới,
đàn tấu luân hồi phi thăng khúc, trở nên vô cùng gian khổ. Không thể miễn cưỡng. Nhậm Phi Phàm nhìn chăm chú Diệp Thần, cũng muốn khuyên can. Ta có thể, Nhậm tiền bối. Diệp Thần ánh mắt bình tĩnh, nhìn xem Thiên Âm cổ cầm, bàn tay lần nữa phóng tới trên thân đàn, đồng thời nhắm mắt lại, nếm thử cùng cổ cầm cộng minh. Thiên đạo nữ thần, đáp lại ta đi. Trong lòng Diệp Thần phát ra kêu gọi, nếm thử câu thông thiên đạo, hắn vừa mới lần thứ nhất đụng vào Thiên Âm cổ cầm thời điểm, là câu thông thiên tổ, nhưng lại thất bại. Khi nghe đến cổ đoạn trần đàn tấu nửa thủ khúc sau, Diệp Thần từ trong đó nghe được thiên đạo diệu âm, hắn lập tức liền tỉnh ngộ, lĩnh hội luân hồi phi thăng khúc mấu chốt, có thể không ở chỗ thiên tổ, mà là ở thiên đạo bản thân. Cho nên, lần này, Diệp Thần không còn kêu gọi thiên tổ, mà là kêu gọi thiên đạo nữ thần. Hắn tiếng kêu phát ra sau, quả nhiên, từ nơi sâu xa, hắn tựa hồ liền xúc động cái gì thiên cơ, trong đầu hiện ra một màn mỹ lệ hình ảnh. Đây là hoàn toàn yên tĩnh hồ nước trong suốt như chiếc gương, trên mặt hồ có hai người, một nam một nữ, nam đứng, nữ ngồi xếp bằng, tất tiền hoành để một cái cổ cầm, chính là cái kia thiên âm cổ cầm. Thiên tổ, thiên đạo nữ thần. Diệp Thần nhìn thấy một nam một nữ này, lập tức lấy làm kinh hãi. Một nam một nữ này, càng là thiên tổ cùng thiên đạo nữ thần Điệp Mộng Tinh Quân. Điệp Mộng Tinh Quân đang tại đánh đàn tấu chính là luân hồi phi thăng khúc. Tiếng đàn réo rắt như nước chảy, trang nhã động lòng người, Diệp Thần nghe được, liền cảm thấy tâm thần thanh thản. Từng đạo màu bạc trắng âm phù, như hồ điệp vây quanh Điệp Mộng Tinh Quân vũ động, hình ảnh tương đương kỳ huyễn, đây tựa hồ là đi qua thiên cơ hình ảnh, Điệp Mộng Tinh Quân đang diễn tấu, thiên tổ ngay ở bên cạnh yên tĩnh lắng nghe. Điệp Mộng Tinh Quân gảy nửa khúc, mỉm cười, dừng lại, quay đầu nhìn về phía thiên tổ, nói, thiên tổ, người bài hát này, ngược lại là tinh diệu vô cùng. Lại có thể hòa dịu phần thiên đại kiếp đau đớn. Thiên tổ cười nói, ha ha, ngươi ưa thích liền tốt, ta đem khúc này tặng cho ngươi, là muốn cầu ngươi một chuyện. Điệp Mộng Tinh Quân hỏi, chuyện gì? Thiên tổ đạo, ta muốn tiến vào phản thiên thế giới, cần ngươi cho phép, ta còn muốn tại của ngươi thiên đạo phía trên, khắc họa ta luân hồi pháp tắc. Nghe được điều thỉnh cầu này, Điệp Mộng Tinh Quân sắc mặt có chút khó coi, nói, ngươi cũng nghĩ đánh cắp sáng thế đạo quả. Thiên tổ thở dài, không phải, ta chỉ là vì tránh né hắc ám nữ thần truy sát, tên kia không biết là ai, cũng biết ta thần thông tất cả nhược điểm, ta đối mặt nàng cố hết sức, chỉ có thể vào bên trong thế giới tránh một chút. Điệp Mộng Tinh Quân giống như cười mà không phải cười mà hỏi, chỉ là đơn thuần tránh né truy sát sao? Thiên tổ tâm tư giống bị xem thấu, thở dài, cũng có truyền đạo ý tứ, ta muốn tìm cái truyền nhân. Điệp Mộng Tinh Quân cười nói, ta nghe nói ngươi một lòng muốn chết. Nhưng xem ra ngươi không phải thật sự muốn chết, ngươi cũng nghĩ biến thành quang a. Thiên tổ thở dài, biến thành quang, ai không muốn. Nhưng cơ bản không có khả năng nào, ta không hy vọng xa vời, có thể chết đi tự nhiên vẫn là chết đi cho thỏa đáng. Hắn nói chết, là nhục thân cùng linh hồn cùng nhau vẫn diệt, mà không phải đơn thuần bỏ mình hồn tồn. Nếu như bị bóng tối nữ thần giết chết mà nói, hắn chết mất chỉ là nhục thân, linh hồn sẽ rơi vào hủy diệt chi hải bên trong đi. Tiếp nhận vô biên dày vò, hắn cũng không thể tùy ý một màn này phát sinh. Điệp Mộng Tinh Quân suy nghĩ một hồi, cuối cùng gật đầu nói, tốt ha, xem ở ngươi tặng khúc phân thượng, ta cho phép ngươi buông xuống, nhưng cẩn thận không cần giật mình tỉnh giấc phản thiên. Thiên tổ vui vẻ nói, nhất định. Điệp Mộng Tinh Quân lại nói, ngươi muốn đem luân hồi pháp tắc, khắc sâu tại thiên trên đường, ta không phản đối, nhưng thiên đạo cùng luân hồi, liền như vậy giao dung, tương lai truyền nhân của ngươi. Có thể cũng sẽ là ta người hữu duyên, tương lai đủ loại nhân quả biến số, có thể sẽ vượt qua dự liệu của ngươi, ngươi cũng đừng hối hận. Thiên tổ đạo, tự nhiên, ta không hối hận. Hình ảnh đến nơi này, chính là một hồi vặn vẹo, thiên tổ cùng Điệp Mộng Tinh Quân thân ảnh đều biến mất. Diệp Thần khẽ giật mình, hắn vừa mới nhìn thấy hình ảnh, hiển nhiên là đi qua thiên cơ hình ảnh, là thiên tổ cùng Điệp Mộng Tinh Quân, chuyện thương lượng hình ảnh. Thiên tổ phổ viết ra luân hồi phi thăng khúc, bài hát này có thể hóa giải phần thiên đại kiếp mang tới đau đớn, hắn đem khúc này chia sẻ cho Điệp Mộng Tinh Quân, xem như báo đáp, Điệp Mộng Tinh Quân liền cho phép thiên tổ buông xuống phản thiên thế giới. Thiên tổ buông xuống phản thiên thế giới, một là vì tránh né hắc ám nữ thần truy sát, hai là vì tìm kiếm truyền nhân. Diệp Thần như có điều suy nghĩ, mà tại quá khứ hình ảnh tan biến sau, trước mắt của hắn, hiện ra vô tận âm phù, từng mảnh màu trắng âm phù, ở trên mặt hồ nhảy lên, nhảy lên, nhảy múa.
nhanh nhẹn như hồ điệp, cuối cùng toàn bộ hướng trong đầu của hắn dũng mãnh lao tới. Oanh! Lập tức, luân hồi phi thăng khúc đủ loại huyền bí, liền in dấu thật sâu khắc ở Diệp Thần trong đầu. Bài hát này, vô cùng huyền diệu thâm ảo, chợt tràn vào trong đầu, làm cho Diệp Thần đại não một hồi phình to, cũng may mà hắn âm khúc nội tình thâm hậu, hơn nữa cùng thiên tổ, điệp mộng tinh quân đều hữu duyên, từ nơi sâu xa giống như có chúc phúc, khúc đủ loại diệu dụng biến hóa, hắn liền dần dần cảm ngộ tinh tường, minh tâm kiến tính, chỉ cảm thấy toàn thân phiêu phiêu dục tiên, đúng như muốn phi thăng siêu thoát đồng dạng. Khi Diệp Thần tinh thần, thoát ly như vậy mộng ảo hoàn cảnh, trở lại trong hiện thực, hắn vẫn là nhắm mắt lại, chìm đắm trong luân hồi phi thăng khúc đủ loại diệu vận bên trong. Bên trong Yên Vũ lâu, không pháp cốc đám người gặp Diệp Thần thật lâu không bắn, đều là có chút bạo động, xì xào bàn tán. Minh Không Thiên Tôn lông mày nhíu một cái, kêu lên, luân hồi chi chủ, người còn phải đợi tới khi nào? Cổ Đoạn Trần lạnh nhạt nói, nếu như đánh không ra, cũng không cần miễn cưỡng chính mình, sớm làm chịu thua, người không giao quyền cũng có thể, chỉ cần Nhậm Phi Phàm chịu lưu lại phụ tá bổn thiếu chủ liền có thể. Diệp Thần nghe được bạo động, liền từ từ mở mắt, cười nói, không cần phải gấp gáp, ta bây giờ liền đánh. Nói đi, Diệp Thần ngón tay đặt tại trên dây đàn, trong đầu tồn suy nghĩ luân hồi phi thăng khúc âm vận toàn luật, liền lập tức bắt đầu diễn tấu. Thanh tuyền lưu vang dội một dạng tiếng đàn, lập tức liền từ Diệp Thần giữa ngón tay chảy xuôi mà ra, như có thể vuốt lên thế gian hết thảy phiền nhiễu. Nghe được cỗ này tiếng đàn, Cổ Đoạn Trần biến sắc mặt tại chỗ. Đây chính là luân hồi phi thăng khúc giai điệu, hơn nữa Diệp Thần diễn tấu ra giai điệu, so với hắn còn muốn lưu loát, ẩn chứa trong đó thiên đạo diệu âm, quả thực là để cho người ta phiêu phiêu dục tiên, như si như say. Cổ Đoạn Trần khi nghe đến cỗ này tiếng đàn sau, trước mắt phảng phất nổi lên một màn mộng ảo hình ảnh, hắn đặt mình vào tại Không Sơn Tân Vũ sau sơn cốc, thanh vân yếu ớt, thiên thanh khí sảng, tâm tình không nói ra được thoải mái, hắn nhịn không được ngâm nga phụ họa. Linh khoảng không phiêu thanh vũ, u cốc người độc rảnh rỗi. Cầm vận đáng tâm hồn, tiên âm nhiễu trần gian. Luân hồi phi thăng ý, thiên đạo diệu vô biên. Một khúc động càn khôn, vạn pháp tất cả tự nhiên. Chính như ngu ngốc như say ở giữa, Cổ Đoạn Trần chợt nghe Minh Không Thiên Tôn chợt quát lên, đánh gãy trần, tỉnh lại. Cổ Đoạn Trần toàn thân chấn động, lập tức thanh tỉnh, Không Sơn Tân Vũ mộng ảo phá toái, hắn còn êm đẹp ngồi ở trong Yên Vũ lâu. Hai tay lại nắm lấy trưởng lão Mạnh Bách Xuyên đùi, xem như nhạc khí giống như khẩy, chàng diện rất là hài hước. Thì ra hắn vừa mới chịu Diệp Thần khúc đàn giai điệu lây nhiễm, lâm vào mộng ảo say sưa ngây ngất, lại cầm Mạnh Bách Xuyên đùi xem như nhạc khí đàn tấu. Thiếu chủ, Mạnh Bách Xuyên lập tức liền có chút lúng túng. Cổ Đoạn Trần lại là quẫn bách, vừa tức giận hừ một tiếng, đem Mạnh Bách Xuyên đẩy ra, ánh mắt nhìn về phía Diệp Thần, nhìn thấy Diệp Thần gương mặt tái nhợt. Đánh đàn ngón tay đang không ngừng đổ máu, hắn liền cười nói. Luân hồi chi chủ, người thế mà cũng có thể lĩnh ngộ luân hồi phi thăng khúc, đích xác lợi hại, nhưng tiếc là, tu vi của ngươi, căn bản không đủ lấy chèo chống diễn tấu. Mau dừng lại a, bằng không, người linh khí đều muốn bị rút khô, ngón tay đều muốn bị dây đàn cắt đứt. Đàn tấu thiên âm cổ cầm, đối với linh khí tiêu hao phi thường lớn, mà sắc bén dây đàn, đủ để đem thiên đế ngón tay đều chặt đứt. Cái này cây đàn, bản thân liền là đỉnh cấp thần khí. Diệp Thần bất phi sở động, từ đầu đến cuối đắm chìm tại trong khúc đàn ý cảnh, hắn linh khí thật là đang nhanh chóng trôi qua, sắc bén dây đàn cũng cắt ra tay hắn chỉ ra thịt, máu tươi không ngừng chảy mà ra, đem trọn cây đàn đều nhuộm đỏ. Nhưng, Diệp Thần không chút kinh hoàng, hắn còn có hậu chiêu. Ông, chỉ thấy Diệp Thần trên trán, kim quang rực rỡ, hiện ra một khỏa bảo thạch, chính là Nhật Chi Thạch. Nhật chi thạch năng lượng, còn không có hoàn toàn khôi phục, nhưng đầy đủ Diệp Thần bây giờ sử dụng, hắn trực tiếp hấp thu nhật chi thạch linh khí, mà tái nhợt cho rất nhanh liền khôi phục hồng nhuận. Có nhật chi thạch phụ trợ, Diệp Thần linh khí, đầy đủ hắn đàn xong cả bài luân hồi phi thăng khúc. Ngón tay của hắn, cũng là kim quang hiển hóa, thần giáp mệnh tinh năng lượng hội tụ, hóa thành cương khí màu vàng kim, bao trùm tại trên ngón tay của hắn. Có thần giáp mệnh tinh che chở. Diệp Thần ngăn cản được cầm huyền cắt chém, tiếp tục lưu loát diễn tấu tiếp, khúc giai điệu từ tươi mát áp chế, chuyển biến đến uông dương đại hải một dạng sục sôi hùng tráng, như có sóng to gió lớn cuồn cuộn, đá vụn bắn tung trời, chấn nhiếp nhân tâm. Đây là luân hồi phi thăng khúc phía dưới nửa đoạn giai điệu. Cổ Đoạn Trần đánh không ra, nhưng Diệp Thần bắn ra. Thấy cảnh này, tất cả mọi người đều choáng váng.
Cổ Đoạn Trần còn tưởng rằng, Diệp Thần linh khí, không đủ để chống đỡ tiếp, nhưng không nghĩ tới Diệp Thần còn có một khỏa nhật chi thạch xem như nguồn năng lượng. Mà sắc bén dây đàn, trong khoảng thời gian ngắn, cũng khó có thể phá mất thần giáp mệnh tinh cương khí. Một bên Nhậm Phi Phàm, nhìn thấy Diệp Thần đối mặt đủ loại gian khổ, ứng đối tự nhiên bộ dáng, cũng là có chút giật mình, cảm thấy lại cảm thấy vui mừng, suy nghĩ, tiểu tử này, cuối cùng có thể một mình đảm đương một phía. Luân hồi phi thăng khúc diễn tấu đến cao trào, sục sôi khoa trương, hùng hùng tráng khoát, chấn động toàn trường, có thiên hoa loạn trụy, có kim liên từ dưới nền đất dâng trào, toàn trường tất cả mọi người, đều là như si như say, không thiếu võ giả thậm chí tại chỗ đột phá. Một khúc kết thúc, dư âm còn văng vẳng bên tai, toàn trường lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người đều chìm đắm trong vừa mới Diệp Thần diễn tấu. Diệp Thần diễn tấu hoàn tất, yên lặng đem hai tay thu hồi, ngón tay vẫn là một hồi sắc bén đau đớn, cái này thiên âm cổ cầm dây đàn, thực sự rất sắc bén, cho dù có thần giáp mệnh tinh cương khí thủ hộ, hắn cũng là nhận lấy tổn thương không nhỏ. Về phần hắn trong đan điền linh khí, càng là trực tiếp tiêu hao hết, nếu như không phải có nhật chi thạch năng lượng bổ sung, hắn căn bản không có khả năng đàn xong cả thủ khúc. Mặc dù quá trình có chút quanh co, nhưng bất kể như thế nào, bây giờ Diệp Thần cuối cùng là diễn tấu hoàn thành. Minh Không Thiên Tôn cùng Cổ Đoạn Trần, trên mặt đều tràn đầy kinh ngạc cùng khó có thể tin thần sắc, bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới, Diệp Thần thật sự đàn xong rồi cả bài luân hồi phi thăng khúc. Nhậm Phi Phàm trước hết nhất lấy lại tinh thần, đánh vỡ toàn trường yên tĩnh, nói, Minh Không Thiên Tôn, đánh gãy Trần Công Tử, các ngươi nói, chỉ cần Diệp Thần có thể đàn xong cả thủ khúc, các ngươi liền cúi đầu xưng thần, thậm chí dâng lên tảng sáng cung. Nghe được Nhậm Phi Phàm lời này, Minh Không Thiên Tôn vèo một cái đem tảng sáng cung thu hồi, trên mặt đại lộ kiêng kỵ âm lệ chi sắc. Nhậm Phi Phàm nhìn thấy hắn động tác như vậy, không khỏi cười ha ha, nói, như thế nào, các ngươi muốn lật lọng. Minh Không Thiên Tôn nói, cũng không phải, nếu là luân hồi chi chủ, thật có thể dựa vào bản thân thực lực, đàn xong cả bài luân hồi phi thăng khúc, vậy ta không pháp cốc tự nhiên cúi đầu xưng thần, nhưng bây giờ hắn lại là mượn dùng ngoại lực, thắng mà không võ. Ánh mắt của hắn, nhìn chằm chằm Diệp Thần trên trán lóe lên nhật chi thạch, nếu như không phải dựa vào nhật chi thạch, luân hồi chi chủ, người có thể tấu xong luân hồi phi thăng khúc sao? Diệp Thần cố nén nộ khí, nói, khối bảo thạch này, cũng là thực lực của ta một bộ phận a. Minh Không Thiên Tôn cười nói, đây chỉ là ngoại lực, người mượn dùng ngoại lực diễn tấu, không thể chắc chắn, đây là gian lận a. Ta không pháp cốc không phục, người nếu có thể dựa vào chính mình tấu xong luân hồi phi thăng khúc, ta lập tức dập đầu cho ngươi. Diệp Thần nghe Minh Không Thiên Tôn chống chế, huyết áp lập tức liền tăng vọt, hắn thiên tân vạn khổ tấu xong luân hồi phi thăng khúc, linh khí đã hao hết, tái diễn tấu một lần, đó là tuyệt đối không thể nào. Nhậm Phi Phàm cũng nổi giận, nói, Minh Không Thiên Tôn, người đây là mượn cớ chống chế. Minh Không Thiên Tôn nói, cũng không phải, ta chỉ là ăn ngay nói thật. Cổ Đoạn Trần lập tức cũng tới tinh thần, hướng về phía Diệp Thần nói, không tệ. Luân hồi chi chủ, người chỉ là mượn dùng ngoại lực diễn tấu, không thể chắc chắn, người có bản lĩnh, liền dựa vào thực lực của mình đàn một lần nữa. Bên trong Yên Vũ Lâu, không pháp cốc rất nhiều đệ tử, nghe được Minh Không Thiên Tôn cùng Cổ Đoạn Trần, không chịu thua, đều là hai mặt nhìn nhau, không ít người trong lòng đều cảm thấy, cái này kỳ thực chính là cưỡng ép kiếm cớ chống chế, nhưng đồng dạng đệ tử tự nhiên không dám nhiều lời. Thiên Bách Nhị Lão bên trong, Mạnh Bách Xuyên cũng cười híp mắt nói, mặc cho Pháp Vương, các ngươi luân hồi trận doanh, muốn gọi ta không pháp cốc cúi đầu, cái kia phải lấy ra bản lĩnh thật sự đi ra, như vậy ăn gian thủ đoạn, có thể khiến người khinh thường a. Một vị trưởng lão khác Mục Thiên Nhẫn tiến lên trước một bước, lại trầm giọng nói, Thiên Tôn, thiếu chủ, chúng ta đã thua, hà tất lừa gạt lời chống chế. Phụng luân hồi vi tôn, trời sập xuống có luân hồi trận doanh treo lên, không cần chính mình cực khổ nữa lao lực, há không hảo quá thay. Diệp Thần nghe được cái này Mục Ngàn Nhẫn trưởng lão, thế mà đứng tại phía bên mình, lập tức liền có chút ngoài ý muốn. Nhưng Mục Ngàn Nhẫn trưởng lão thuyết phục, rõ ràng không thể thay đổi động Minh Không Thiên Tôn tâm ý. Minh Không Thiên Tôn nói, thành như Mạnh trưởng lão lời nói, muốn gọi ta không pháp cốc cúi đầu xưng thần, cái kia liền kêu luân hồi chi chủ lấy ra bản lĩnh thật sự tới, dựa vào ngoại lực gian lận tính là gì anh hùng. Nhậm Phi Phàm gặp Minh Không Thiên Tôn cố chấp chống chế, kia thật là Phật đều có hỏa, trong mắt của hắn lướt qua sát khí, bàn tay trên bàn mãnh lực vỗ, nói, người muốn xem bản lĩnh thật sự, vậy ta liền cho ngươi nhìn một chút. Hắn trưởng lực chấn động phía dưới, bầy trên bàn thiên âm cổ cầm bị chấn lên,
một đầu dây đàn đứt đoạn, bắn ra, thổi phù một tiếng, giống như cắt cỏ chặt đứt Minh Không Thiên Tôn cánh tay trái. Minh Không Thiên Tôn a một tiếng hét thảm, tay cụt máu tươi phun tung tóe, gương mặt thoáng chốc trắng bệch. Cái kia thiên âm cổ cầm dây đàn, vốn là sắc bén, tại Nhậm Phi Phàm chân lực quán chú, vậy càng là sắc bén đến vô biên, đủ để chặt đứt hết thảy. Cho dù Minh Không Thiên Tôn là thiên đế, hơn nữa lại tại nhà mình không pháp cốc trên địa bàn, chiếm hết thiên thời địa lợi, nhưng thực lực của hắn, cùng Nhậm Phi Phàm so sánh, vẫn là kém quá quá lớn rồi. Nhậm Phi Phàm chỉ một cú đánh, liền đem cánh tay hắn chặt đứt. Sư Tôn, Thiên Tôn, Cổ Đoạn Trần cùng Thiên Bách Nhị Lão, đột nhiên gặp kinh biến, đều là hoảng hốt, bỗng nhiên đứng dậy. Giữa sân rất nhiều thủ vệ đệ tử, cũng là nhao nhao rút đao ra kiếm, trong ánh mắt tràn đầy kinh dị. Chẳng ai ngờ rằng, Nhậm Phi Phàm lại đột nhiên làm loạn. Minh Không Thiên Tôn nhìn mình rớt xuống đất tay cụt, da mặt kịch liệt co rúm vặn vẹo mấy lần, sau đó cười ha ha một tiếng, nói, Nhậm Phi Phàm, người siêu thiên vô địch, luận vũ lực, người một trưởng có thể ép bảo ta không pháp cốc, nhưng người giết ta có thể, muốn gọi ta cúi đầu, đó là tuyệt đối không thể nào. Hắn lời nói này, nhiều sĩ có thể giết, không thể nhục khí phách, cũng không sợ Nhậm Phi Phàm. Nhậm Phi Phàm gương mặt tương đương âm trầm, hắn tất nhiên có thể diệt đi không pháp cốc, nhưng không đến vạn bất đắc dĩ, hắn không thể làm như vậy. Một cái, hắn tương lai muốn chứng đạo đạo quân cảnh, nghĩ bước vào như thế cảnh giới, liền muốn tận lực tránh nhiễm nhân quả, hắn đã có nhân quả, đều không có thanh toán, tái tạo giết hại mà nói, huyết nghiệt quá nặng đi, ảnh hưởng tương lai đột phá. Thứ hai, không pháp cốc dù sao cũng là thiên tổ sáng tạo thế giới, ngoại trừ Minh Không Thiên Tôn, Cổ Đoạn Trần, Mạnh Bách Xuyên mấy người ngoan cố tồn tại bên ngoài, sau lưng còn có không ít người tôn kính thiên tổ, cũng tâm hướng luân hồi, hắn cũng không thể không phân tốt xấu, đem người toàn bộ giết sạch. Minh Không Thiên Tôn gặp Nhậm Phi Phàm gương mặt âm trầm, không nói một lời, hắn cũng không dám quá trải qua tiến thêm thước, miễn cho thật sự chọc giận Nhậm Phi Phàm, đối phương không để ý đại giới đại khai sát giới mà nói, hắn cũng chịu không được, liền ngữ khí dừng một chút, nói. Nhậm Phi Phàm, các người muốn dùng vũ lực, ép buộc ta cúi đầu, đó là không thể rồi. Ta nhiều nhất tại không pháp cốc bên trong, cho các ngươi hoạch một khối địa bàn, để các ngươi tại trong sụp đổ di tích cổ dung thân, thời hạn vì 2 tháng, 2 tháng sau đó, mặc kệ các ngươi có thể hay không cứu ra vũ tổ, đều phải rời đi. Nhậm Phi Phàm nghe được Minh Không Thiên Tôn chịu nhượng bộ, sắc mặt cũng là dừng một chút, cùng Diệp Thần trao đổi một chút ánh mắt. Diệp Thần gật gật đầu, công nhận Minh Không Thiên Tôn điều kiện. Hắn tới không pháp cốc, kỳ thực cũng không hy vọng xa vời có thể để cho đối phương khuất phục. Chỉ muốn cầu cái hợp tác, thuận tiện cứu vớt vũ tổ. Bây giờ Minh Không Thiên Tôn chịu cắt nhường địa bàn, coi như không chịu ra người, nhưng có một khối căn cứ địa, Diệp Thần cũng có thể tiếp nhận. Chỉ cần có một khối an ổn địa bàn, hắn trước tiên có thể đem vũ tổ mang tới chữa thương, vũ tổ bị huyết đồ xương phản loạn ám sát, thương thế cực nặng, nhất định phải thích đáng trị liệu. Chờ hắn thương thế chữa khỏi, lại tính toán bước kế tiếp cũng không muộn. Nhậm Phi Phàm gặp Diệp Thần gật đầu. Liền hướng Minh Không Thiên Tôn nói, có thể, quyết định như vậy đi. Minh Không Thiên Tôn mặt mũi tràn đầy che lấp, kỳ thực nhượng bộ cắt đất, hắn cũng là ăn thiệt thòi vô cùng, nhưng việc đã đến nước này, hắn cũng chỉ có thể im hơi lặng tiếng. Cổ Đoạn Trần nhưng là mặt tràn đầy phẫn nộ, hiển nhiên là thua vô cùng không phục, Thủy Chung vẫn là cho rằng, Diệp Thần có thể đàn xong luân hồi phi thăng khúc, là dựa vào ngoại lực gian lận. Nhưng có Nhậm Phi Phàm chấn chàng, hắn cũng không dám nói thêm cái gì. Nội tâm hung tợn nghĩ, đáng chết tiểu tử, ta cũng không tin Nhậm Phi Phàm có thể bảo đảm ngươi cả một đời. Sự tình cứ quyết định như vậy đi, không pháp cốc không còn mưu đoạt Diệp Thần luân hồi quyền hành, nhưng cũng cự tuyệt gia nhập vào luân hồi trận doanh, cự tuyệt bất luận cái gì hợp tác, bọn hắn ở trong sơn cốc, vẽ một tòa linh ẩn phong cho Diệp Thần dung thân, song phương ân oán tạm có một kết thúc. Tòa này linh ẩn phong, chính là Diệp Thần tại sụp đổ di tích cổ bên trong căn cứ địa. Có một khối địa bàn, Diệp Thần nội tâm liền an ổn nhiều. Ban đêm, Diệp Thần cùng Nhậm Phi Phàm đứng tại linh ẩn phong đỉnh núi, nhìn về nơi xa lấy không pháp cốc bên ngoài sương mù dày đặc. Diệp Thần nói, Nhậm tiền bối, kế tiếp nên đi cứu ta vũ tổ sư tôn. Hắn tâm tâm niệm niệm, chính là muốn cứu ra vũ tổ, bây giờ có một khối ổn định địa bàn, trước tiên có thể đem vũ tổ mang tới chữa thương. Có Nhậm Phi Phàm trợ lực mà nói, Diệp Thần đoán chừng cứu ra vũ tổ cũng sẽ không quá khó. Nhậm Phi Phàm lại lắc đầu, nói, Diệp Thần, con đường sau đó, muốn chính ngươi đi, ta không thể nhúng tay quá nhiều.
Diệp Thần khẽ giật mình, nói, vì cái gì? Nhậm Phi Phàm nói, ta không thể nhiễm quá nhiều nhân quả, bằng không tương lai gánh vác quá nặng, ta khó mà bước vào đạo quân cảnh, hơn nữa ta nhất thiết phải bảo tồn sức mạnh, nếu như tiêu hao quá nhiều, Hồn Thiên Đế, Hồng Quân Lão Tổ, Xấu Thần các loại cường địch, bọn hắn tất nhiên sẽ thừa lúc vắng mà vào, ta nhất thiết phải cảnh giác. Diệp Thần trầm mặc, cũng có thể thông cảm Nhậm Phi Phàm nỗi khổ tâm. Nhậm Phi Phàm vỗ bả vai hắn một cái, nói, tốt, ta cần phải trở về. Diệp Thần nói, nhanh như vậy sao? Nhậm Phi Phàm nói, ân, lần này tới không pháp cốc, có thể vì ngươi tranh đến một khối địa bàn, cũng xem là tốt, ngươi đã có thực lực một mình đảm đương một phía, ta tin tưởng ngươi có thể giải quyết tiếp xuống đủ loại nan đề. Chờ ta trở về, ta sẽ gọi vị kia như Tường Vi cô nương tới giúp ngươi, ân, ta cho ngươi thêm lưu một mảnh bạch vũ, nếu như ngươi thực sự đụng tới không giải quyết được khốn cục, liền thiêu đốt mảnh này bạch vũ, ta sẽ buông xuống giúp ngươi. Đang khi nói chuyện, Nhậm Phi Phàm lại sử dụng trắng xóa hoàn toàn lông vũ, giao cho Diệp Thần. Diệp Thần tiếp nhận bạch vũ, có chút bất đắc dĩ cùng không ngừng nói, tốt ha. Nhậm Phi Phàm cười nói, tốt, ta đi. Nói đi, thân ảnh của hắn, liền hóa thành một vệt sáng, hướng về không pháp cốc bên ngoài bay đi, trở về luân hồi tinh giới. Nhậm Phi Phàm vừa đi, Diệp Thần liền cảm thấy có điểm trống rỗng, bây giờ không còn Nhậm Phi Phàm trấn tràng, nếu là không pháp cốc đột nhiên trở mặt, cái kia phiền phức vô cùng. Bất quá nghĩ đến, không pháp cốc cũng không có lá gan lớn như vậy. Nhưng, ngay tại Nhậm Phi Phàm rời đi không bao lâu, dưới núi lại truyền tới một hồi tiếng bước chân. Có người lên núi, là không pháp cốc người. Ai? Diệp Thần lập tức cảnh giác lên, chẳng lẽ Nhậm Phi Phàm chân trước vừa đi, không pháp cốc liền muốn làm loạn. Luân hồi chi chủ, chớ nên kinh hoàng, lão phu Mục Thiên Nhẫn, cũng không ác ý. Chỉ thấy một lão già, từ dưới núi đi tới, cước bộ nhìn như chậm chạp, trên thực tế lại đạp phá hư không, lập tức liền xuất hiện ở Diệp Thần trước mặt. Lão già này, chính là Thiên Bách Nhị lão bên trong Mục Thiên Nhẫn, hắn thần sắc có chút cung kính, đi tới Diệp Thần trước mặt sau, liền khom người hướng Diệp Thần thi lễ một cái. Diệp Thần trong lòng hơi động, ban ngày hắn cùng với không pháp cốc tranh đấu. Cái này Mục Thiên Nhẫn, dường như là đứng tại hắn bên này, hắn liền hỏi, Mục trưởng lão đêm khuya bái phỏng, không biết có chuyện gì quan trọng. Mục Thiên Nhẫn nhìn chung quanh, mang theo điểm cảnh giác cùng phòng bị bộ dáng, khô già bàn tay đánh ra từng đạo cấm chế phủ văn, phong tỏa ngăn cản bốn phía thiên cơ, lúc này mới hỏi, mặc cho Pháp Vương đã rời đi sao? Diệp Thần nói, ân, hắn có việc đi trước. Mục Thiên Nhẫn đạo, phải không? Ai, nếu là có mặc cho Pháp Vương trợ lực, bất quá. Hắn nghĩ đến cũng sẽ không nhiễm lớn như thế nhân quả a. Diệp Thần gặp Mục Thiên Nhẫn muốn nói lại thôi, niệm niệm lại nhải bộ dáng, cảm thấy hiếu kỳ, hỏi, Mục trưởng lão đến cùng có chuyện gì? Mục Thiên Nhẫn chợt quỳ xuống cho Diệp Thần, nói, lão phu muốn mời luân hồi chi chủ diệt trừ gian hung, giúp đỡ càn khôn, cứu vớt chủ ta. Diệp Thần nghe được Mục Thiên Nhẫn lời nói, lập tức lấy làm kinh hãi, nói, Mục trưởng lão cớ gì nói ra lời ấy? Gian hung là ai? Chủ nhân ngươi là ai, không phải Minh Không Thiên Tôn sao? Mục Thiên Nhẫn lắc lắc đầu nói, cũng không phải, chủ nhân của ta, là không pháp cốc trước đây cốc chủ Diệt Không Thiên Đế. Nếu như không phải Minh Không Thiên Tôn cái này gian nhân, ta chủ nhân còn chấp trưởng đại quyền, nơi nào cho đến hắn phách lối. Diệp Thần trong lòng hơi động, lúc trước hắn giống như nghe Thôi Đông Du nói qua, không pháp cốc đích thật là có cái trước đây cốc chủ, nhưng đã chết ở sụp đổ Hắc Hoàng Đế tay đã trúng. Chủ nhân của ngươi là trước đây cốc chủ, Diệt Không Thiên Đế. Ta nghe nói, Diệt Không Thiên Đế giống như đã chết a, chết ở trong tay một đầu sụp đổ thể. Diệp Thần nói, Mục Thiên Nhẫn đạo, không có, ta chủ nhân còn chưa có chết, hắn chỉ là bị trọng thương, nhưng Minh Không Thiên Tôn cùng cổ đoạn trần hai sư đồ, lang tâm cẩu phế, thừa dịp ta chủ nhân trọng thương, cướp quyền hành, đồng thời đối ngoại tuyên bố hắn đã chết. Trên thực tế, chủ nhân của ta, còn bị giam giữ tại địa lao bên trong. Diệp Thần nói, có loại sự tình này. Mục Thiên Nhẫn đạo, đúng vậy, nếu như không pháp cốc, vẫn là từ ta chủ nhân chấp trưởng, hắn tuyệt đối sẽ không ngỗ nghịch luân hồi, không pháp cốc là thiên tổ sáng tạo thế giới, ta chủ nhân đối với thiên tổ trung thành tuyệt đối, luân hồi chi chủ, nếu là hắn tại vị, hắn nhất định tôn kính luân hồi a. Diệp Thần có chút kinh nghi, hỏi, Mục trưởng lão, người ý tứ, là muốn gọi ta xuất thủ cứu người. Hắn không nghĩ tới. Minh Không Thiên Tôn cùng cổ đoạn trần, có thể thống ngự không pháp cốc, càng là dùng âm mưu thủ đoạn xoán vị,
trước đây cốc chủ diệt không thiên đế còn chưa có chết. Mục thiên nhẫn đạo, chính là, luân hồi chi chủ, chỉ có ngươi có thể cứu ta chủ nhân a. Ta chủ nhân nếu là thoát khốn, trọng trưởng không pháp cốc, ta không pháp cốc trên dưới, nhất định bái nhập dưới quyền ngươi, mặc cho hiệu mệnh. Trong lòng Diệp Thần thoáng qua đủ loại ý niệm, hỏi, Minh Không Thiên Tôn cùng Cổ Đoạn Trần, như thế nào không đem chủ nhân ngươi giết? Trảm thảo trừ căn, đạo lý đơn giản như vậy, Minh Không Thiên Tôn cùng Cổ Đoạn Trần không có khả năng không hiểu. Mục Thiên Nhẫn bì phẫn nói, bởi vì bọn hắn muốn đào đi ta chủ nhân hai mắt. Diệp Thần nói, móc mắt. Mục Thiên Nhẫn đạo, không tệ, ta không pháp cốc thánh vật, là bóng tối ma nhãn, cái này ma nhãn có hai khỏa, vốn đều là ta chủ nhân chấp trường. Minh Không Thiên Tôn hỗn đản này, trước kia thừa dịp ta chủ nhân trọng thương hôn mê, liền nghĩ đem hắn hai khỏa con mắt đều móc ra, nhưng đào ra một khỏa mắt trái sau, ta chủ nhân liền đau đớn giật mình tỉnh giấc, vô cùng mạnh ý chí lực kháng cự, đồng phát ra nhân quả luật, nhược Minh Không Thiên Tôn đào hắn mắt phải nhất định phá toái, sẽ không còn có bất luận cái gì uy lực. Bóng ma này ma nhãn, một khỏa không phát huy ra hoàn chỉnh uy lực, nhất định phải hai khỏa. Minh Không Thiên Tôn đào ra một khỏa mắt trái, cấy ghép đến hắn ái đồ Cổ Đoạn Trần trong mắt, nhưng viên thứ hai mắt phải, muốn hoàn chỉnh nhận được, nhất thiết phải trước tiên nghiền nát ta chủ nhân đạo tâm, phá mất hắn bày ra nhân quả luật, bằng không có nhân quả luật che chở, Minh Không Thiên Tôn coi như đào ra mắt phải, lấy được cũng chỉ có thể là một khỏa bể tan tành phế mắt. Hắn vì ép buộc ta chủ nhân khuất phục, liền đem ta chủ nhân giam giữ tại địa lao bên trong, lấy Trấn Vũ Thạch phong cấm tu vi, ngày đêm dày vò. Đáng thương ta chủ nhân tiếp nhận vô tận kỷ nguyên đau đớn, mãi cho đến hôm nay. Nói xong lời cuối cùng, Mục Thiên Nhẫn tiếng nói bi thương, vừa tức giận. Diệp Thần yên lặng nghe, không nghĩ tới Minh Không Thiên Tôn, cùng trước đây cốc chủ diệt không thiên đế, lại còn có lấy máu tanh như thế quá khứ. Cái kia Cổ Đoạn Trần kế thừa một khỏa bóng tối ma nhãn, thực lực liền như thế lợi hại, nếu là hai khỏa con mắt đều kế thừa, có trời mới biết sẽ có bao nhiêu lớn tuế biến. Chỉ sợ đến lúc đó, liền Diệp Thần đều đánh không lại hắn. Mục trưởng lão, ngươi là diệt không thiên đế người, Minh Không Thiên Tôn còn nặng dùng ngươi. Diệp Thần lại phát ra nghi vấn. Mục Thiên Nhẫn lộ ra vẻ thống khổ thần sắc, nói, hắn bức ta ăn vào ba thi thực não hoàn, trong lòng ta chỉ cần có dám phản bội hắn ý nghĩ, ba thi trùng liền sẽ gặm nuốt đầu óc của ta, đau đớn không chịu nổi, hơn nữa hắn tùy thời có thể động niệm, dẫn bạo ba thi trùng, đem ta gạt bỏ. Ta chịu hắn khống chế, hắn tự nhiên đối với ta hết sức yên tâm. Diệp Thần a một tiếng, nói, vậy ngươi bây giờ? Mục Thiên Nhẫn cười khổ một tiếng, nói, thi trùng phệ não, tự nhiên là khổ không thể tả, nhưng nỗi thống khổ của ta, cùng chủ nhân đau đớn so ra, cũng không thể coi là cái gì. Luân hồi chi chủ, ta chỉ mong ngươi ra tay, cứu vớt ta chủ nhân, chỉ cần ta chủ nhân thoát khốn, ta không pháp cốc nhật nguyệt liền có thể u mà phục minh. Thiên tổ vinh quang có thể một lần nữa nở rộ. Khỏi cần phải nói, chỉ cần ta chủ nhân trọng trưởng quyền hành, hắn có thể đem tảng sáng cung hiến tặng cho ngươi, cái kia tảng sáng cung thế nhưng là hắn trước kia cùng Tinh Hằng Thiên Thiên chủ quyết chiến, thiên tân vạn khổ giành được thánh binh. Nếu không phải trận chiến kia, hắn tiêu hao quá lớn, cũng sẽ không bị sụp đổ thể trọng thương, cuối cùng bị Minh Không Thiên Tôn cùng Cổ Đoạn Trần hai sư đồ thừa lúc vắng mà vào, ủ thành hôm nay hỏa. Nghe vậy, trong lòng Diệp Thần đại động. Nếu như diệt không thiên đế, trọng trưởng không pháp cốc, có thể mang cho hắn bao nhiêu chỗ tốt, cái này khó mà tính toán, nhưng tảng sáng cung chỗ tốt, lại là có thể thấy rõ. Cái kia tảng sáng cung, là đỉnh cấp trụ thần thánh binh, linh uẩn thâm hậu, nếu như cho Nhậm Phi Phàm mà nói, thậm chí có thể để cho Nhậm Phi Phàm thuận lợi đột phá đến đạo quân cảnh. Mục Thiên Nhẫn nhìn thấy Diệp Thần tâm động, liền vội vàng nói, luân hồi chi chủ, ngươi nếu như có ý cứu ta chủ nhân. Ta có thể mang ngươi đi trước gặp hắn một chút. Không có thời gian, còn xin ngươi mau chóng quyết đoán, thiên cơ không che giấu được bao lâu, không được bao lâu thời gian, giữa ngươi ta mưu đồ bí mật, liền sẽ bị Minh Không Thiên Tôn nhìn rõ. Nghe Mục Thiên Nhẫn lời này, Diệp Thần cũng là cảm thấy một cỗ áp lực, nếu như hắn đi cứu diệt không thiên đế mà nói, vậy thì đồng nghĩa với cùng Minh Không Thiên Tôn vạch mặt, kết quả có thể đoán được nghiêm trọng. Do dự một hồi, Diệp Thần nói, Mục trưởng lão, vậy ngươi trước tiên mang ta nhìn một chút diệt không thiên đế, ta sẽ tận lực che giấu thiên cơ, chỉ hoãn bại lộ thời gian. Đang khi nói chuyện, Diệp Thần một đôi đồng tử, liền hóa thành huyết sắc, kính vạn hoa huyết nhãn trực tiếp mở ra, đủ loại chân thực nhân quả, tại hắn đồng thuật vặn vẹo phía dưới, liền chuyển biến làm mộng ảo, thiên cơ cũng đi theo bóp méo. Đã như thế,
hắn cùng Mục Thiên Nhẫn mưu đồ bí mật, liền tạm thời sẽ không bị người nhìn rõ. Luân hồi chi chủ, người thủ đoạn quả nhiên lợi hại. Mục Thiên Nhẫn khen ngợi một tiếng, lập tức liền thận trọng nói, người đi theo ta. Hắn bóp cái ẩn nấp pháp quyết, ẩn tàng lại chính mình cùng Diệp Thần khí tức, liền dẫn Diệp Thần xuống núi. Diệp Thần đi theo Mục Thiên Nhẫn phía dưới sơn, kính vãng chỗ ở của hắn, ở đây lại có một đầu mật đạo, thông hướng lòng đất. Những năm gần đây, cho ta chủ nhân dùng hình, chủ yếu vẫn là ta, đây là Minh Không Thiên Tôn cố ý an bài, chính là nghĩ nghiền nát ta chủ nhân đạo tâm. Mục Thiên Nhẫn một bên mang theo Diệp Thần hướng về dưới mặt đất đi đến, một bên hết sức thống khổ nói. Diệp Thần đi theo hắn đi đến dưới mặt đất, ở đây xây dựng lấy một cái địa lao, trong địa lao trưng bày rất nhiều hình cụ, roi, sắt soát, đao kiếm, lưỡi búa, que hàn, gông xiềng các loại, đầy đủ mọi thứ, tất cả trên hình cụ đều mang huyết, nhìn thấy mà giật mình. Diệp Thần thấy thế, run lên trong lòng. Mục Thiên Nhẫn đạo, ta chủ nhân còn chưa có chết, bị cầm tù tại trong địa lao này, toàn bộ không pháp cốc, biết chuyện này người, sẽ không vượt qua 8 cái, ta chủ nhân liền tại bên trong. Hắn chỉ địa lao chỗ sâu, chỗ kia giống như vực sâu hắc ám. Ha ha ha! Chợt, một đạo già nua tiếng cuồng tiếu, từ sâu trong địa lao truyền đến, như sấm rền vang dội chấn. Ngàn Nhẫn, người đã đến. Hôm nay sư đệ ta lại muốn đùa nghịch cái gì trò mới, là bảo ngươi dùng phi kiếm xuyên ta, vẫn là cầm đao chém ta đầu. Vẫn là dùng que hàn bỏng ta. Ha ha ha, cũng là chút cũ đồ chơi, có hay không mới mẻ một điểm đồ vật. Thanh âm kia dĩ nhiên chính là Diệt Không Thiên Đế âm thanh, tiếng cười trương cuồng bên trong mang theo một cỗ bi phẫn cửu hận. Luận bối phận, hắn là Minh Không Thiên Tôn sư huynh, nhưng đối hắn người sư huynh này, Minh Không Thiên Tôn thế nhưng là một điểm nương tay cũng không có, đủ loại hình phạt ngày ngày xin đợi, hơn nữa thi hành hình phạt giả, hay là hắn ngày xưa bộ hạ Mục Thiên Nhẫn. Mục Thiên Nhẫn nghe Diệt Không Thiên Đế âm thanh, hốc mắt rưng rưng, mười phần thống khổ. Diệp Thần không nói gì không nói, khẽ gật đầu một cái. Ngươi mang ai tới, nếu là thuyết khách, liền gọi hắn lăn ra ngoài. Ngươi nói cho ta biết sư đệ, muốn giết ta có thể, muốn đoạt lấy ta viên thứ hai con mắt, đó là tuyệt đối không thể nào. Diệt Không Thiên Đế âm thanh lại truyền ra, hiển nhiên là cảm giác được Diệp Thần khí tức. Mục Thiên Nhẫn hướng Diệp Thần quan sát, hướng về địa lao chỗ sâu đi đến. Diệp Thần đi theo vào, sau đó liền thấy được một màn cảnh tượng thê thảm, chỉ có một tòa nhà tù, dựa vào núi bích xây lên, trong phòng giam có một khỏa cực lớn quả cầu đá, trên quả cầu đá có giấu một cái chân chữ. Một cái khôi ngô lão giả, liền bị từng cái xích sắt thô to buộc chặt, khóa tại viên này chữ chân áp, trên quả cầu đá, mỗi một đầu xiềng xích đều thật sâu lâm vào da thịt của hắn, thậm chí xương cốt, cái kia chữ chân áp trên quả cầu đá tràn đầy khô cạn huyết dịch vết tích, có thể tưởng tượng lão giả này, gặp cỡ nào thảm thiết dày vò. Hắn bẩn thỉu, Diệp Thần từ cái kia lộn xộn bẩn thỉu trong đầu tóc, thấy được ánh mắt của hắn, mắt trái đã bị móc xuống, trống trơn, mắt phải lộ ra đen tuyền. Chính là bóng tối ma nhãn, ánh mắt bên trên mờ mờ ảo ảo có phù văn lấp lóe, ma khí xâm nhiên, để cho người ta liếc mắt nhìn, liền có loại cảm giác linh hồn bị nhiếp đoạt. Lão giả này, dĩ nhiên chính là không pháp cốc trước đây cốc chủ, Diệt Không Thiên Đế. Đồng dạng là bóng tối ma nhãn, ánh mắt của hắn, cái kia cỗ quỷ bí hắc ám khí tượng, so với cổ đoạn Trần cường hãn rất nhiều, bởi vì tu vi của hắn, liền so cổ đoạn Trần lợi hại. Bất quá, cả người hắn đều bị trói gông cùng xiềng xích ở đó chữ chân áp phía trên tảng đá, khó mà chuyển động, tu vi cũng bị phong bế, thực lực lại cao hơn cũng không phát huy ra được. Tôn chủ, Mục Thiên Nhẫn nhìn thấy Diệt Không Thiên Đế, liền lập tức quỳ xuống dập đầu, ta mang luân hồi chi chủ tới cứu ngươi. Diệt Không Thiên Đế trên mặt vốn là mang theo chẳng hề để ý rộng rãi nụ cười, tựa hồ không lấy chính mình thân ở tuyệt cảnh để ý, nhưng nghe đến luân hồi chi chủ bốn chữ sau, hắn nụ cười tại chỗ liền đọng lại. Vẻn vẹn có một cái mắt phải nhìn chòng chọc vào Diệp Thần, lộ ra không thể tin thần sắc, âm thanh kêu lên. Tiểu tử, ngươi là luân hồi chi chủ, cửu thế luân hồi, không phải cũng đã chết hết sao? Mục Thiên Nhẫn đạo, hắn là đệ thập thế. Diệt Không Thiên Đế ngẩn ngơ, nói, đệ thập thế, thiên tổ trong dự ngôn truyền nhân sinh ra. Mục Thiên Nhẫn đạo, tôn chủ, có luân hồi chi chủ ở đây, ngươi chắc chắn có thể thoát khốn. Diệt Không Thiên Đế nhìn chằm chằm Diệp Thần, đột nhiên hỏi, tiểu tử, ngươi trả lời ta một vấn đề, thế giới phần cuối là cái gì? Thế giới phần cuối? Diệp Thần khẽ giật mình,
không nghĩ tới Diệt Không Thiên Đế lại đột nhiên hỏi cái này loại vấn đề. Vấn đề này, cùng phía trước Diệp Thần đụng tới hai vấn đề, đại đạo trung cực cùng đại đạo bắt đầu là cái gì, có chút tương tự, có chút cổ quái cùng chiết tưởng nhớ ý vị. Trong lúc nhất thời, Diệp Thần thật đúng là trả lời không được. Đúng vậy à, thế giới phần cuối là cái gì đây? Hắn mơ hồ, tựa hồ bắt được một điểm quang, nhưng rất không chân thiết, trả lời không ra. Diệt Không Thiên Đế nhìn thấy Diệp Thần không có trả lời, lập tức khinh thường cười lạnh một tiếng, nói, ngươi liền vấn đề này đều không đáp lại được, ngươi cũng xứng làm luân hồi chi chủ. Diệp Thần trầm mặc, ngay lúc này, bỗng nhiên cảm thấy luân hồi mộ địa chấn động, thuộc về sụp đổ chi chủ khối kia mộ bia, hơi hơi phát ra tia sáng, một đạo thanh âm thê lương truyền đến trong lòng của hắn. Thế giới phần cuối, là luân hồi. Đó là sụp đổ chi chủ âm thanh. Sụp đổ chi chủ. Diệp Thần nghe được sụp đổ chi chủ âm thanh, lập tức trong lòng hơi động, người thức tỉnh. Sụp đổ chi chủ nói, linh hồn của ta đã khôi phục, nhưng chịu hồn thiên đế nguyền rủa gông xiềng hạn chế, ta không cách nào hiện thân đi ra, chỉ có thể truyền âm cho ngươi. Diệp Thần chỉ nghe hắn âm thanh, không thấy kỳ nhân, nhưng có thể nghe được sụp đổ chi chủ âm thanh, hắn cũng là hết sức cao hứng, nói, tiền bối, chờ ta cầm tới độ chi mảnh vụn, ta nhất định thay ngươi phá mất gông xiềng, nhường ngươi trùng hoạch tự do. Sụp đổ chi chủ nói, ngươi có phần tâm tư này, ta rất là cảm kích, ân, mộ chủ, đạo pháp của ta, ngươi nhưng có hứng thú kế thừa. Diệp Thần nói, a. Sụp đổ chi chủ nói, đạo pháp của ta, chủ yếu có, một trưởng ba đao năm kỳ quan, một trưởng là liệt giới băng thiên trưởng, ba đao là sụp đổ thiên đao, vực sâu diệt thế trảm, hư không đại phá diệt, năm kỳ quan là băng phôi đế quốc, sụp đổ tháp, vô thượng phá toái đại thiên môn, tâm ma phi kiếm, toái niết quan tài đồng. Những thứ này đạo pháp, là ta suốt đời tâm huyết sáng tạo. Đáng tiếc, ta còn không phải tự do, những thứ này đạo pháp, chỉ dựa vào âm thanh, khó mà truyền thụ cho ngươi. Diệp Thần nói, không sao, tiền bối, chờ ta tìm được độ chi mảnh vụn, giúp ngươi thoát khốn, lại kế thừa đạo pháp của ngươi cũng không muộn. Diệp Thần tu vi trước mắt, là cửu đỉnh cảnh tần bốn đỉnh phong, hắn muốn trở nên mạnh mẽ mà nói, liền cần không ngừng tìm kiếm cơ duyên đột phá, mà sụp đổ chi chủ đạo pháp. Một trường ba đao năm kỳ quan, mỗi một môn đều có thể nói là đại tạo hóa, lớn cơ duyên, nếu như hắn lấy được, đối với tu vi nhất định có cực lớn tăng thêm. Bất quá bây giờ mà nói, Diệp Thần cùng sụp đổ chi chủ, chỉ có thể dựa vào âm thanh câu thông, không cách nào lĩnh ngộ cái sau đủ loại huyền diệu đạo pháp biến hóa. Sụp đổ chi chủ nói, cũng tốt, vậy ngươi hiện nay, trước tiên có thể trả lời cái này cái gì Diệt Không Thiên Đế vấn đề, thế giới phần cuối, chính là luân hồi. Người này thời kỳ đỉnh phong tu vi không tầm thường, nếu có thể lôi kéo, đối với ngươi cũng là chuyện tốt. Diệp Thần vẫn có chút nghi vấn, nói, thế giới phần cuối, là luân hồi, lời này giải thích thế nào? Sụp đổ chi chủ nói, đây là thiên tổ lý niệm, ta nghe, phụ thân, nói qua. Diệp Thần nói, phụ thân ngươi. Sụp đổ chi chủ nói, ân, chính là Hắc Ám huynh đệ hội người sáng tạo, Hắc Ám nữ thần, ta trong hội đệ tử, đều gọi nàng, phụ thân. Diệp Thần bừng tỉnh, gật đầu một cái. Sụp đổ chi chủ nói tiếp, 72 trụ thần phía dưới, tồn tại một đầu không thể nghịch chuyển pháp tắc, gọi tích nghiệt, vấn đề gì, nghiệt, chính là hỗn loạn, hỗn độn, vô tự, sụp đổ, tỉ như người nếu như không tu luyện, không cùng thiên tranh đoạt tính mệnh, người liền sẽ giả đi, thậm chí tử vong. Một ngôi nhà nếu như không xử lý, liền sẽ dần dần sinh sôi rêu xanh cỏ dại bụi trần, liền xem như một khỏa tinh cầu. Cũng cuối cùng rồi sẽ có bể tan tành một ngày. Người già yếu, nhà rách nát, tinh cầu hủ diệt, từ có thứ tự đến vô tự, trong lúc này quá trình, liền kêu tích nghiệt. Nghiệt, vĩnh hằng tồn tại, không thể nghịch chuyển, thế giới sẽ ở trong tích nghiệt không ngừng hướng đi suy diệt. Thiên tổ cho rằng, tích nghiệt không thể tránh né, hủy diệt không cách nào nghịch chuyển, nhưng có thể thiết lập luân hồi. Khi thế giới cũ hủy diệt sau, thế giới mới có thể tại trong thế giới cũ âm đốt xác luân hồi trùng sinh, dạng này không ngừng tuần hoàn. Thế giới liền có thể vĩnh tục tồn tại. Cho nên thế giới phần cuối, là luân hồi. Đương nhiên, đây là thiên tổ lý niệm, khác biệt trụ thần có thể không có cùng lý niệm, đến cùng ai mới là chân lý, ai cũng nói không rõ ràng. Diệp Thần nghe sụp đổ đứng đầu, như có điều suy nghĩ xuất thần. Diệt Không Thiên Đế xem như thiên tổ con dân, tự nhiên là tán thành thiên tổ lý luận. Thế giới kia phần cuối, đáp án của vấn đề này là cái gì, rõ ràng. Tiểu tử, người đáp không được, thì mau cút a. Ta chịu gặp trắc trở khổ sở,
ngươi không cứu được. Ngươi không có thực lực này, cũng không có tư cách. Diệt Không Thiên Đế gặp Diệp Thần thật lâu không trả lời, còn giật mình tại chỗ, liền khinh thường khu trục đạo. Diệp Thần lấy lại tinh thần, khẽ mỉm cười một cái nói, vấn đề này, cũng không có gì khó khăn. Diệt Không Thiên Đế nói, ngươi nói cái gì? Diệp Thần nói, thế giới phần cuối, chính là luân hồi, tích nghiệt phía dưới, thế giới cuối cùng rồi sẽ phá diệt, nhưng chỉ cần thiết lập luân hồi chi đạo, cho dù thế giới cũ phá diệt, thế giới mới cũng có thể tại trong thế giới cũ sắc lại cháy lên, sinh sôi không ngừng, đây cũng là luân hồi, là thiên tổ tư tưởng chân lý. Diệt Không Thiên Đế nghe Diệp Thần lần này ung dung không vội lời nói, lập tức ngây dại, ngươi, ngươi, Mục Ngàn Nhẫn vui vẻ nói, tôn chủ, luân hồi chi chủ đạo tâm thông minh. Hắn chính là thiên tổ truyền nhân A, hàng thật giá thật, hắn nhất định có thể cứu ngươi. Diệt Không Thiên Đế thân thể có chút run rẩy nói, tiểu tử, ngươi. Ngươi gặp qua thiên tổ. Diệp Thần nói, gặp qua. Thế giới phần cuối là luân hồi, đạo lý này, thiên tổ cũng không có cùng Diệp Thần nói qua, có thể là thời cơ còn chưa tới, hắn là từ sụp đổ chi chủ trong miệng biết đến. Nhưng bất kể như thế nào, hắn cùng với thiên tổ hữu duyên, chính là thiên tổ truyền nhân. Đây là không cho phép hoài nghi sự tình. Diệp Thần không nói nhảm, thoáng hiển hóa luân hồi mộ táng công khí tượng, sau lưng hiện ra một cái luân hồi bàn, cái kia luân hồi bàn trung tâm, đang lạc ấn lấy một đạo đồ đằng, đó chính là thiên tổ đồ đằng bộ dáng. Diệt Không Thiên Đế nhìn thấy thiên tổ đồ đằng, lập tức kích động vạn phần, thái độ hoàn toàn thay đổi, nói. Ngươi thực sự là luân hồi chi chủ. Trời có mắt rồi, thiên tổ cuối cùng phái người tới cứu ta. Hắn giãy giụa muốn quỳ xuống cho Diệp Thần, nhưng tiếc là cơ thể bị trăm ngàn sợi xích sắt, vây nhốt ở đó chữ chấn chân, chấn áp trên đá lớn, không cách nào thoát thân. Tiền bối chớ có kích động, ta bây giờ cứu ngươi ra ngoài. Diệp Thần rút ra hàng ma kiếm, liền muốn chặt đứt xiềng xích cứu người. Diệt Không Thiên Đế hoảng hốt vội nói, không thể, luân hồi chi chủ, ta tu vi bị chấn vũ thạch phong ấn, hơn nữa mệnh tính chất cũng đã cùng chấn vũ thạch nối liền thành một thể. Nếu thoát ly cái này trấn vũ thạch, ta liền lập tức muốn chết bất đắc kỳ tử bỏ mình. Diệp Thần lông mày nhíu một cái, trấn vũ thạch. Diệt Không Thiên Đế nói, đúng vậy, phong ấn ta tu vi khối này cự thạch, liền kêu trấn vũ thạch, là ngày xưa vũ tổ chế tạo. Diệp Thần nói, vũ tổ tạo vật sao? Diệt Không Thiên Đế nói, không tệ, trước kia vũ tổ ở tại Vũ Hải, hắn bản thân chịu sụp đổ ăn mòn, sợ chính mình sẽ bị lạc, liền chế tạo một khối trấn vũ thạch. Dùng để chấn áp sụp đổ, khối này trấn vũ thạch, có cực mạnh phong ấn hiệu quả, về sau bị ta không pháp cốc nhận được. Hắc hắc, không nghĩ tới, sư đệ ta lại dùng khối này trấn vũ thạch, tới phong cấm tu vi của ta, còn lột hết ra ta một khỏa con mắt. Diệp Thần nhìn xem Diệt Không Thiên Đế còn sót lại mắt phải, nói, tiền bối là bóng tối chi chủ người đại diện. Diệt Không Thiên Đế lắc lắc đầu nói, không phải, trước kia thiên tổ móc xuống bóng tối chi chủ hai mắt. Bóng tối chi chủ hận không thể đem thiên tổ chém thành muôn mảnh, như thế nào có thể tìm thiên tổ con dân làm đại lý người. Chỉ có cái kia cổ đoạn trần chẳng biết xấu hổ, vì nhận được bóng tối chi chủ quyền hành, khi sư diệt tổ, liền thiên tổ dạy bảo đều không nghe, cam tâm bóng tối chi chủ chó săn. Diệp Thần cao mày nói, thiên tổ không quản một chút sao. Diệt Không Thiên Đế thở dài, thiên tổ đủ loại vòng xoáy quấn thân, nơi nào có thể quản được nhiều như vậy. Hơn nữa thiên tổ lòng dạ rộng rãi bao la, hắn cũng sẽ không để ý quá nhiều, hắn nói qua, mặc kệ là đạo pháp của hắn, vẫn là những thứ khác trụ thần pháp, đối với chúng ta tới nói, cũng chỉ là một cái công cụ, để cho người ta trở nên mạnh mẽ công cụ không quan trọng thiện ác, dùng tốt là được. Nhưng đạo hạnh của ta có hạn, không thể hiểu được, ta chỉ biết là, làm thiên tổ con dân, liền không thể lại bái nhập khác trụ thần dưới trướng. Diệp Thần gật gật đầu, hiểu được. Kỳ thực hắn càng tán thành thiên tổ lý niệm, thiện pháp ác pháp, cũng chỉ là trở nên mạnh mẽ công cụ, không cần quá mức câu nệ. Bất quá bóng tối chi chủ, cùng thiên tổ có thù, mặc kệ từ góc độ nào cân nhắc, đều không nên cùng bóng tối chi chủ có quá nhiều tiếp xúc. Tiền bối, vậy ta muốn làm sao cứu ngươi ra ngoài? Ngươi hiện nay tình trạng, sợ là chỉ có độ chi mảnh vụn, mới có thể cứu vớt ngươi. Diệp Thần nhíu mày nhìn xem Diệt Không Thiên Đế, Diệt Không Thiên Đế tu vi bị phong ấn. Lại quanh năm gặp giày vò, nhục thân linh hồn đều là thủng trăm ngàn lỗ, muốn cứu hắn ra ngoài, để cho hắn tu vi giải phong, thực lực khôi phục mà nói, chỉ có dựa vào độ chi mảnh vụn. Độ chi mảnh vụn siêu độ chúc phúc chi lực, đủ để hóa giải Diệt Không Thiên Đế hết thảy tiêu cực tình huống. Diệp Thần thần giáp mệnh tinh,
chúc phúc sức mạnh tự nhiên cũng là đủ, nhưng không có độ chi mảnh vụn cường lực như vậy. Hắn đoán chừng, muốn dựa vào thần giáp mệnh tinh, giúp diệt không thiên đế giải ách thoát khốn mà nói, ít nhất phải chiếu rọi 2-3 ngày, cái kia trong đoạn thời gian này, mệnh tinh thần quang rực rỡ, thiên cơ không chỗ che thân, tất nhiên sẽ bị Minh Không Thiên Tôn cùng Cổ Đoạn Trần phát giác. Nhậm Phi Phàm đã rời đi, một khi sinh ra biến đổi lớn, cái kia Diệp Thần sắp lâm vào vô cùng bất lợi hoàn cảnh. Mặc dù Nhậm Phi Phàm cho hắn một mảnh trắng vũ, tùy thời có thể đem người triệu hoán xuống, nhưng không đến vạn bất đắc dĩ, Diệp Thần không muốn dễ dàng vận dụng. Độ chi mảnh vụn, không cần, không cần. Diệt không thiên đế đạo, luân hồi chi chủ, nếu như ngươi năng chấp trưởng trong truyền thuyết độ chi mảnh vụn, vậy phải cứu ta, tự nhiên là dễ như trở bàn tay, thế nhưng độ chi mảnh vụn chôn sâu dưới mặt đất, cũng không biết ngày nào đào được, hơn nữa đào được cũng biết dẫn tới các phương tranh đoạt, nơi nào có dễ dàng như vậy nhận được. So với độ chi mảnh vụn, ta xem vẫn là dùng Tỉnh Vũ Ngọc Lộ đáng tin cậy một chút. Diệp Thần nói, Tỉnh Vũ Ngọc Lộ. Diệt Không Thiên Đế nói, ân, Tỉnh Vũ Ngọc Lộ, là Vũ Hải bên trong tinh hoa, nếu như có thể nhận được Tỉnh Vũ Ngọc Lộ mà nói, đủ để phá mất Trấn Vũ Thạch đối ta phong ấn. Bất quá, cái này Vũ Hải là áo nghĩa giới địa bàn, trước kia Vũ Tổ từng tại áo nghĩa giới Vũ Hải bên trong ở qua, về sau áo nghĩa giới nghĩ mưu hại hắn, hắn trấn sát giới chủ tử cực thần tôn sau rời đi. Ân, nghĩ lấy được Tỉnh Vũ Ngọc Lộ, liền muốn tiến vào áo nghĩa giới, nhưng áo nghĩa giới đối với ngoại giới đề phòng xâm nghiêm, huống chi, luân hồi chi chủ, người tựa hồ vẫn Vũ Tổ truyền nhân A. Bọn hắn càng không khả năng phóng người tiến vào, thậm chí có thể muốn giết người đây. Diệp Thần nhíu nhíu mày, nói, vậy ta nghĩ lấy được cái này Tỉnh Vũ Ngọc Lộ, cũng không phải chuyện dễ dàng gì A. Áo nghĩa giới đối với ngoại giới kháng cự, hơn nữa lại cùng Vũ Tổ từng có sinh tử đại thù, lấy Diệp Thần thân phận, hắn tiến vào áo nghĩa giới mà nói, sợ rằng sẽ dẫn tới vô tận địch ý. Diệt Không Thiên Đế nói, tự nhiên, muốn cầm đến Tỉnh Vũ Ngọc Lộ, đương nhiên không dễ dàng, nhưng ít ra, so với tìm kiếm độ chi mảnh vụn, đó là đơn giản nhiều. Độ chi mảnh vụn chính là ma ngục mệnh tinh một trong tứ đại mảnh vụn, bản thân liền mang theo kinh khủng ma khí, liền xem như thiên đế chạm đến, cũng có khả năng bị ma khí ăn mòn thành bạch cốt, tương đối đáng sợ, luân hồi chi chủ, ngươi hay là chớ muốn đi tìm cái gì độ chi mảnh vụn, ta muốn lấy ngươi đại khí vận cùng thực lực, mưu đoạt Tỉnh Vũ Ngọc Lộ sẽ đơn giản hơn một chút. Hắn gặp Diệp Thần tu vi chỉ là cửu đỉnh cảnh tầng 4, coi như cầm tới độ chi mảnh vụn, chỉ sợ cũng không có cách nào luyện hóa chấp trường. Luân hồi thất tinh, một khỏa so một khỏa lợi hại, đến ma ngục mệnh tinh cái này cấp bậc, riêng là một khối mảnh vụn, năng lượng cũng đủ để nghiền ép phía trước 5 viên mệnh tinh cộng lại toàn bộ, vĩ lực sự mênh mông, quả thực là bao trùm tại thiên đạo phía trên. Dù sao, cái gọi là ma ngục mệnh tinh, chính là dùng 72 trụ thần bên trong, diêm ma thi thể chế tạo A. Muốn chấp trưởng, nơi nào có dễ dàng như vậy? Diệp Thần nghe Diệt Không Thiên Đế lời nói, cũng là thâm dĩ vi nhiên gật gật đầu, đích xác, mưu đoạt Tỉnh Vũ Ngọc Lộ, coi như khó khăn đi nữa, cũng không có chấp trưởng độ chi mảnh vụn gian nan như vậy. Trưởng lão Mục Thiên Nhẫn đạo, tôn chủ, vậy chúng ta muốn làm sao đem luân hồi chi chủ, đưa vào áo nghĩa giới? Diệt Không Thiên Đế tiêu sái nở nụ cười, nói, chúng ta không có cách nào, nhưng ta nghĩ, lấy luân hồi chi chủ thủ đoạn. Hắn sẽ nghĩ tới biện pháp. Hắn có thể cho Diệp Thần, chỉ là một đầu manh mối, chính là Tỉnh Vũ Ngọc Lộ. Đến nỗi như thế nào tiến vào áo nghĩa giới, như thế nào đặt chân Vũ Hải, như thế nào mưu đoạt Tỉnh Vũ Ngọc Lộ, Diệt Không Thiên Đế chính mình cũng không biết. Nếu như luân hồi chi chủ, lấy không được Tỉnh Vũ Ngọc Lộ mà nói, vậy chỉ có thể nói ta mệnh nên như thế, ta không oán người. Diệt Không Thiên Đế 10 phần rộng rãi bộ dáng. Diệp Thần cười khổ một tiếng, nói thật. Hắn bước vào sụp đổ di tích cổ, chỉ có thời gian 2 ngày, với cái thế giới này, hắn vẫn là lạ lẫm vô cùng, muốn đi tới áo nghĩa giới mưu đoạt Tỉnh Vũ Ngọc Lộ, lại nói dễ dàng sao? Tốt, thời điểm không sai biệt lắm, các ngươi rời đi trước a, miễn cho bị Minh Không Thiên Tôn cái kia cẩu tạp toái phát hiện. Diệt Không Thiên Đế đạo. Mảnh đất này lao, có Trấn Vũ Thạch áp chế thiên cơ, rất nhiều bí mật cũng sẽ không bại lộ, cũng chính vì như thế, cho nên Minh Không Thiên Tôn, có thể giấu giếm được đám người. Đem Diệt Không Thiên Đế lâu dài trấn áp tại này. Nhưng mọi thứ cuối cùng sợ ngoài ý muốn, Diệt Không Thiên Đế cũng lo lắng, nếu như Diệp Thần từng lưu lại lâu mà nói, rất có thể sẽ bại lộ. Mục Thiên Nhẫn đạo, là, tôn chủ. Lập tức, hắn liền dẫn Diệp Thần, rời đi địa lao, hướng mặt đất trở về mà đi, trên đường hỏi. Luân hồi chi chủ,
ngươi nhưng có biện pháp tiến vào áo nghĩa giới, tìm được Tỉnh Vũ Ngọc Lộ. Diệp Thần lắc lắc đầu nói, tạm thời còn không có, nhưng ta sẽ mau chóng nghĩ biện pháp, Mục trưởng lão xin yên tâm. Mục Thiên Nhẫn cười khổ nói, tốt ha, Luân Hồi Chi Chủ, ta chờ ngươi tin tức tốt. Từ trong địa lao sau khi ra ngoài, Diệp Thần trở lại Linh Ẩn Phong, suy nghĩ lấy phương pháp phá cuộc. Hắn cùng Minh Không Thiên Tôn, Cổ Đoạn Trần bọn người, thù hận không nhỏ, muốn dựa vào con đường của bọn họ, tiến vào áo nghĩa giới, vậy dĩ nhiên không có khả năng. Mộ chủ, người muốn đi áo nghĩa giới mà nói, hoặc có thể đi sụp đổ thần giáo hỏi một chút. Sụp đổ chi chủ âm thanh, truyền đến trong lòng Diệp Thần. Diệp Thần nói, a, sụp đổ chi chủ nói, mảnh này sụp đổ di tích cổ, chính là ta ngày xưa một tay sáng tạo băng phôi đế quốc, tòa này đế quốc bản thân liền là vĩ đại kỳ quan. Mặc dù tại ta vẫn lạc sau, đế quốc đã phá diệt thành phế tích, nhưng ta còn có chút con dân còn sống sót, bọn hắn tạo thành sụp đổ thần giáo. Còn tại cung phụng ta, ta có thể cảm nhận được bọn hắn hương hỏa cùng tín ngưỡng. Không pháp khốc không chịu giúp ngươi, ngươi đi sụp đổ thần giáo, báo lên tên của ta, con dân của ta sẽ phụng ngươi vi tôn. Diệp Thần trong lòng hơi động, hắn cùng Nhậm Phi Phàm hôm qua vừa tới sụp đổ di tích cổ thời điểm, lại đụng phải sụp đổ người của thần giáo, là trong tam đại thủ tọa liệt thiên tọa Hoàng Trầm Chu, đối phương cũng đích xác phát tới mời thành ý. Nhưng, Nhậm Phi Phàm lo lắng, sụp đổ đủ loại gian ác pháp tắc sẽ ô nhiễm Diệp Thần, cho nên cũng không có tiếp nhận mời, còn khuyên bảo Diệp Thần không cần tiếp xúc quá nhiều. Có thể tưởng tượng, tại trong sụp đổ di tích cổ, sụp đổ sức mạnh kinh khủng nhất chỗ, chắc chắn chính là cái kia sụp đổ thần giáo địa bàn. Tiền bối, bằng vào ta thực lực, bước vào sụp đổ thần giáo, sẽ không bị ăn mòn sao? Diệp Thần có chút cẩn thận hỏi. Phía trước Nhậm Phi Phàm chuyên môn khuyên bảo hắn, gọi hắn không cần tiếp xúc quá nhiều sụp đổ, chắc chắn là có đạo lý. Sụp đổ chi chủ nói, ngô, đích thật là có chút nguy hiểm, nhưng có cổ hoàng bệ hạ tại, hắn sẽ che chở ngươi. Chín thương cổ hoàng nghe được sụp đổ chi chủ âm thanh, lập tức lắc đầu nói, Tuyệt Thiên huynh, ngươi cũng không nên quá trông cậy vào ta à. Ta bây giờ cũng bất quá là một tia tàn hồn. Sụp đổ chi chủ nói, cổ hoàng bệ hạ, ngươi nhân hoàng lục quyết, nhật nguyệt thần quang, có thể đối kháng sụp đổ, hẳn là đầy đủ cam đoan mộ chủ an toàn. Hắn đối với chín thương cổ hoàng, có chút khách khí, tại trước kia, lục đạo cổ thần bên trong, nhân vật trọng yếu nhất, chính là chín thương cổ hoàng. Hắn người hoàng huy hoàng, trật tự lý niệm, sụp đổ chi chủ cũng vô cùng bội phục, cho dù hắn chiến đấu lực phá hoại, ở xa chín thương cổ hoàng phía trên, nhưng hắn vẫn là cam tâm tình nguyện ca tụng. Phá hư lúc nào cũng rất đơn giản, thế giới vốn là sẽ ở tích nghiệt phía dưới không ngừng hướng đi hủy diệt, khó khăn là xây dựng, là trật tự thiết lập, là vĩnh hằng ổn định. Chín thương cổ hoàng nói, việc quan hệ mộ chủ sinh tử an toàn, không thể lỗ mãng, bây giờ mộ chủ cuối cùng cũng chỉ là một cái thượng vị thần A, quá mạnh liệt sụp đổ, hắn có thể không chịu nổi. Sụp đổ chi chủ do dự một chút, cũng cảm thấy có điểm khó giải quyết, suy nghĩ sau một lúc, hắn nói, như vậy đi, mộ chủ, người đi sụp đổ thần giáo, trực tiếp cùng người giáo chủ kia Minh Khiếu Thiên nói, người muốn khiêu chiến toái niết thí luyện, hắn sẽ cho người an bài. Nếu ngươi có thể thông qua toái niết thí luyện, liền chứng minh ngươi có tư cách tại sụp đổ thần giáo sinh tồn, thậm chí chấp trưởng đại quyền. Diệp Thần nói, toái niết thí luyện. Sụp đổ chi chủ nói, đúng vậy, ngươi đi sụp đổ thần giáo, nói thẳng muốn tham dự thí luyện chính là, người giáo chủ kia Minh Khiếu Thiên là con dân của ta, xem như đồ tôn của ta, chỉ cần hắn biết thân phận của ngươi, hắn sẽ an bài hảo hết thảy. Diệp Thần cẩn thận nói, liền sợ có cái gì hiểu lầm, tiền bối. Ngươi có thể hay không cho ta một chút chứng minh thân phận chứng từ. Bây giờ Diệp Thần đã cùng không pháp cốc kết thù, không thể tái sinh ra mầm tai họa gì, bằng không hắn căn bản là không có cách tại sụp đổ di tích cổ ở trong có chỗ đứng. Sụp đổ chi chủ nói, cái kia Hoàng Trầm Chu, đã hỏi ngươi, đại đạo bắt đầu là cái gì, ngươi cũng trả lời đi ra, bọn hắn đã biết ngươi là truyền nhân của ta, không cần lại muốn cái gì chứng từ. Diệp Thần trong lòng hơi động, nhớ tới vấn đề kia. Đại đạo bắt đầu là cái gì? Sụp đổ chi chủ trả lời, là ngây thơ hai chữ. Đúng, tiền bối, ngươi nói đại đạo bắt đầu, là ngây thơ, đây là ý gì? Diệp Thần hết sức tò mò hỏi. Sụp đổ chi chủ trầm mặc một chút, sau đó thở dài, là chính ta tự hỏi, không có gì đặc biệt ý tứ, chính là người tu luyện bắt đầu, lúc nào cũng ngây thơ, cho là thế giới sẽ dựa theo ý chí của mình vận chuyển, cho là mình chính là trung tâm của thế giới, cho là nhân định thắng thiên.
chỉ cần cố gắng liền có thể chiến thắng hết thảy, nhận được hết thảy, nhưng trên thực tế cũng không có chuyện dễ dàng như vậy. Ngây thơ hai chữ, xem như ta tổng kết ta đi qua tu đạo chi lộ, ngưng kết ra giáo huấn, ta chỉ cùng ta một chút tâm phúc đệ tử nói qua, cho nên ngươi trả lời ra vấn đề kia, sụp đổ thần giáo cao tầng, liền biết ngươi xem như truyền nhân của ta, tiến thêm một bước nhìn rõ thiên cơ, bọn hắn liền biết thân phận của ngươi tuyệt không đơn giản. Ngươi có tư cách kế thừa ta quyền hành, mà lại là trên đời này một cái duy nhất có tư cách người. Diệp Thần như có điều suy nghĩ, con đường tu luyện, bắt đầu tại ngây thơ, cuối cùng cô độc, không thể nói hoàn toàn đối, nhưng đích xác có chút đạo lý. Sụp đổ chi chủ lại suy nghĩ nghĩ, lại nói, ân, lý do cẩn thận, ta cho ngươi thêm một bài thơ này là ta cái kia đồ tôn Minh Khiếu Thiên, trước kia vì thổi phồng ta sở tác, bởi vì thổi phồng quá mức lợi hại. Ta lệnh cưỡng chế hắn không cần khoa trương ra ngoài, ngươi đem bài thơ này giao cho hắn, hắn tự nhiên liền biết, ngươi là người của ta, không có giả. Lập tức, sụp đổ chi chủ liền đem ngày xưa Minh Khiếu Thiên sở tác chi thơ, cáo chi cho Diệp Thần. Bài thơ này, tổng cộng có 8 câu, chính là băng tán mây khói tế nhật nguyệt, hỏng nhiễm sơn hà loạn càn khôn. Thiên tai buông xuống chúng sinh diệt, chúa tể thần đạo mệnh trung yên. Vĩnh viễn ghi lại sử sách truyền thiên cổ, vĩnh cửu huy diệu hoàng cửu tiêu. Vĩ ngạn ma sư giảng đạo pháp, đại đức vô lượng nắp thương thiên. Cái này càng là một bài dấu đầu thơ, hợp lại là sụp đổ thiên chủ vĩnh hằng vĩ đại 8 chữ, chủ yếu là ca tụng sụp đổ chi chủ ma uy vĩ đại, nghịch loạn càn khôn, che đậy bầu trời bá khí, nhưng vĩnh hằng vĩ đại cái gì, cũng đích xác là thổi phồng quá buồn nôn. Diệp Thần nghe xong bài thơ này, cũng có chút nhịn không được cười lên, âm thầm nhớ. Nói, tiền bối, vậy ta ngày mai liền đi sụp đổ thần giáo. Sụp đổ chi chủ nói, có thể, không pháp khốc không chịu giúp ngươi, nhưng con dân của ta, nhất định sẽ giúp ngươi. Quyết ý đã định, Diệp Thần liền yên tâm xuống, nếu có sụp đổ thần giáo trợ lực mà nói, hắn cứu vớt vũ tổ sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Nhưng điều kiện tiên quyết là, hắn nhất thiết phải có đầy đủ thực lực, đi chấp trưởng sụp đổ thần giáo quyền hành, bằng không mà nói, đừng nói đi cứu vũ tổ. Chính hắn có thể đều bị sụp đổ ăn mòn. Tới sáng sớm hôm sau, Diệp Thần liền rời đi không pháp cốc, trực tiếp đi tới sụp đổ thần giáo. Hắn cũng không có cáo chi Minh Không Thiên Tôn cùng Cổ Đoạn Trần, bởi vì không cần, hiện tại hắn cùng không pháp cốc quan hệ, xem như nước giếng không phạm nước sông, song phương ân oán tạm có một kết thúc, hắn có thể tự do xuất nhập. Đương nhiên, Diệp Thần rất rõ ràng, hắn cùng Minh Không Thiên Tôn, Cổ Đoạn Trần ở giữa, thù hận cũng không có chân chính giải quyết. Chỉ là tạm thời đè xuống thôi. Minh Không Thiên Tôn mưu đoạt luân hồi quyền hành không thành, còn bị Nhậm Phi Phàm chém một tay, ép cắt đất, cừu hận như thế, hắn không có khả năng từ bỏ ý đồ, nếu có cơ hội trả thù mà nói, hắn nhất định sẽ trả thù. Mà hắn cái này cốc chủ đại vị, lại là trong Từ Diệt Không Thiên Đế tay đoạt lấy, Diệp Thần tự nhiên cũng không thể nhìn xem hắn tiếp tục làm mưa làm gió xuống, chờ thời cơ thành thục, hắn sớm muộn phải giúp Diệt Không Thiên Đế đoạt lại hết thảy. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Đến lúc đó, toàn bộ không pháp cốc, đều đem thuộc về luân hồi trận doanh, thậm chí hắn còn có thể nhận được tảng sáng cung. Trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, Diệp Thần yên lặng xuất phát, đi tới sụp đổ thần giáo, vì không trêu chọc Han Kai Bis cùng sụp đổ thể, hắn dùng cấm linh phù áp chế lại linh khí của mình, tránh khí tức bại lộ. Nhưng linh khí áp chế dưới, hắn hành động tốc độ cũng biến thành rất chậm, muốn tới sụp đổ thần giáo mà nói. Đoán chừng ít nhất cũng phải 3 ngày thời gian. Diệp Thần cẩn thận từng ly từng tí, một đường tiến lên, tận lực tránh đi Han Kai Bis, miễn cho tiêu hao khí lực. 3 ngày thời gian, từng giờ từng phút quá khứ, Diệp Thần thỉnh thoảng có thể nhìn đến, áo nghĩa giới phương hướng, có kim quang dáng lành trùng thiên, hoặc là hừng hực kiếm mang phá toái thương khung, khí tượng hùng vĩ. Phía trước hắn cùng Nhậm Phi Phàm, vừa mới bước vào sụp đổ di tích cổ thời điểm, liền thấy áo nghĩa giới có dị tượng hiện ra. Nói là áo nghĩa giới thiếu chủ Phương Huyền Đức xuất quan. Sụp đổ tam giới một trong tam đại thánh vật, trụ thần không đầu kiếm thánh thánh binh bất khuất thánh kiếm, nghe nói ngay tại cái kia Phương Huyền Đức trong tay. Áo nghĩa giới khí tượng hừng hực, tựa hồ liền cùng Phương Huyền Đức cùng bất khuất thánh kiếm có liên quan, cái này Phương Huyền Đức, chỉ sợ so Cổ Đoạn Trần còn muốn lợi hại hơn một điểm A. Diệp Thần nhìn áo nghĩa giới truyền đến khí tượng, không ngừng suy tính thiên cơ, ẩn ẩn liền cảm thấy cái kia Phương Huyền Đức tuyệt đối không đơn giản. Hắn muốn tiến vào áo nghĩa giới, mưu đoạt tỉnh Vũ Ngọc Lộ mà nói, cái này Phương Huyền Đức, không thể không phòng. Cuối cùng, 3 ngày đi qua,
Diệp Thần thuận lợi xuyên qua trọng trọng sụp đổ mê vụ, đến sụp đổ thần giáo lãnh địa. Dừng lại, người không có phận sự, không được đến gần thần giáo thánh địa. Diệp Thần vừa mới tới gần sụp đổ thần giáo địa bàn, liền bị thủ vệ đệ tử hét lại. Lúc này Diệp Thần phong trần phó phó, linh khí ẩn nấp, luân hồi khí hoàn toàn thu liếm, cho nên người bình thường cũng nhận không ra hắn. Ta muốn cầu kiến quý phái giáo chủ Minh Khiếu Thiên các hạ. Diệp Thần móc ra một phong thư, đưa cho cái kia thủ vệ đệ tử. Phong thư này, là chính hắn viết, phía trên liền viết cái kia bài giấu đầu thơ. Cái kia thủ vệ đệ tử gặp Diệp Thần ung dung không vội bộ dáng, tựa hồ có cái gì dựa dẫm, nên cũng không dám khinh thị, liền lập tức thay đổi thái độ, ngữ khí cũng ôn hòa rất nhiều, nói, vậy thì xin các hạ ở đây chờ một lát, ta đi vào thông truyền một tiếng. Liền cầm thư đi vào. Diệp Thần chờ trong chốc lát, liền nghe được một hồi tiếng bước chân vội vã, từ bên trong truyền ra, sau đó chỉ thấy một người mặc hắc bào trung niên nhân, vô cùng lo lắng chạy vội ra, mặt mũi tràn đầy kích động cùng không thể tin thần sắc. Luân hồi chi chủ, cung nghênh đại giá, cung nghênh đại giá a. Trong hắc bào kia niên nhân, trong tay đang nâng vừa mới Diệp Thần thư, tràn đầy mừng rỡ kích động, lại vọt thẳng đến Diệp Thần quỳ xuống, thùng thùng dập đầu. Là bệ hạ gọi ngươi tới. Bệ hạ lão nhân gia ông ta còn sống. Hắn nói tới bệ hạ, chính là sụp đổ chi chủ, trước kia sụp đổ chi chủ, chấp trưởng băng phôi đế quốc, chính là chí cao vô thượng tồn tại. Tiền bối mau mau xin đứng lên, ngươi yên tâm. Sụp đổ chi chủ thần hồn không việc gì, chỉ là không tiện hiện thân, ủy thác ta đến đây. Diệp Thần đem người trung niên áo đen đỡ lên. Cái này người trung niên áo đen, rõ ràng chính là sụp đổ thần giáo giáo chủ Minh Khiếu Thiên, tướng mạo có được uy nghiêm đường đường, thân hình có chút hùng tráng, hai đầu lông mày lộ ra một cỗ quanh năm có địa vị cao dưỡng đi ra ngoài khí chất, nhưng ở trước mặt Diệp Thần, hắn là tất cung tất kính. Tại Minh Khiếu Thiên lao ra sau, sụp đổ thần giáo bên trong, lại có rất nhiều cao tầng, đi theo bước nhanh đi ra. Luân hồi chi chủ, ta giới thiệu cho ngươi, đây là thủ hạ ta ba vị thủ tọa trưởng lão, liệt thiên tọa Hoàng Trầm Chu, liệt đao tọa Trần Hạc Niên, kiếm nứt tọa Ngô Huyền Cương. Minh Khiếu Thiên lúc này cho Diệp Thần giới thiệu, cái kia liệt thiên tọa Hoàng Trầm Chu, Diệp Thần đã gặp. Còn lại hai vị thủ tọa, tướng mạo cũng là có được 10 phần kỳ cổ, liệt đao tọa Trần Hạc Niên, bên hông đeo một thanh trường đao, bàn tay của hắn hoàn toàn là rạn nứt. Có thể nhìn đến da thịt cùng xương cốt, kiếm nứt tọa Ngô Huyền Cương, hình dáng tướng mạo càng kỳ, một đôi mắt nhô ra, con mắt là hoàn toàn nứt ra, sau lưng gánh vác lấy một cái trọng kiếm. Sụp đổ thần giáo bên trong sơn môn, quanh quẩn hỗn loạn thâm trầm sụp đổ khí tức, ở bên trong quanh năm tu luyện, công phu càng sâu người, chịu ăn mòn lại càng lợi hại, thân thể sẽ xuất hiện đủ loại băng liệt dị tượng. Đến cuối cùng, một khi tẩu hỏa nhập ma, người thân thể liền sẽ giống cự trùy ở dưới đồ sứ giống như, triệt để băng liệt bạo toái chết đi. Đây là tu luyện sụp đổ pháp phản ứng phụ, xưa nay nay hướng về chỉ có sụp đổ chi chủ một người có thể tránh, hắn thậm chí chính là sụp đổ bản thân, trời sập mà thân không sụp đổ, nhật nguyệt hủ diệt mà thân bất diệt, là vạn cổ độc nhất tuyệt thế kỳ tài. Hắn đồ tử đồ tôn cùng đế quốc di dân, nhưng không có hắn lợi hại như vậy, vì để tránh cho tẩu hỏa nhập ma, sụp đổ thần giáo bên trong. Người người đều làm sụp đổ hỏng chi chủ vì hải đăng, chỉ có duy trì tuyệt đối thành kính, cam nguyện hy sinh hết thảy tín ngưỡng, bọn hắn mới có thể còn sống sót, bằng không sớm bị sụp đổ khí tức ăn mòn phá hư thành mảnh vụn. Cho nên, Diệp Thần nếu là chấp trưởng sụp đổ thần giáo quyền hành, hắn chỉ cần một câu nói, giáo chúng đệ tử liền sẽ hiệu tử lực, trung thành thành kính vô cùng. Gặp qua luân hồi chi chủ, Hoàng Trầm Chu, Trần Hạc Niên, Ngô Huyền Cương các trưởng lão, khom người hướng Diệp Thần hành lễ. Bọn hắn biết được sụp đổ chi chủ còn có thần hồn tồn thế, người người đều là kích động vui vẻ. Ha ha, Diệp Thần, người thế mà tới ở đây. Ngay lúc này, từ sụp đổ thần giáo bên trong sơn môn, truyền ra một đạo thanh lãnh u nhiên âm thanh, chỉ thấy một cái phong thái thướt tha thiếu nữ áo trắng, chậm rãi đi ra, mang theo nụ cười nhàn nhạt, ngắm nhìn Diệp Thần. Lại là Nhậm Thiên Nữ. Thiên Nữ, là ngươi. Diệp Thần nhìn thấy Thiên Nữ thế mà ở đây. Không khỏi lấy làm kinh hãi, ngươi làm sao sẽ ở chỗ này? Thiên Nữ vuốt vuốt trên trán tóc xanh, mỉm cười nói, ta nói, ngươi lần này cứu Vũ Tổ, ta có thể sẽ hỗ trợ, ta hỏi qua thần sắc đẹp, nàng cũng đồng ý. Chờ giúp ngươi giải quyết nơi đây nhân quả, ngươi nhưng phải giúp chúng ta Mỹ Thần Cung, chế tạo sinh tử phong thần bia. Trước mắt, Nguyên Thiên Đế Trận Doanh cùng Hồn Thiên Đế Trận Doanh, đều tại cướp tạo sinh tử phong thần bi, tòa này vĩ đại kỳ quan, kèm theo đại khí vận.
thế gian chỉ có thể tồn tại một tòa, ai trước tiên đánh tạo ra, người đó liền có thể chiếm đoạt tiên cơ. Sinh tử phong thần bi, chúa tể sinh tử, vô cùng cường đại, thần sắc đẹp muốn chế tạo mà nói, cũng là vô cùng phí sức, nàng cần Diệp Thần hỗ trợ. Cho nên, lần này Diệp Thần muốn cứu Vũ Tổ, thần sắc đẹp bên kia cũng biết hết sức ủng hộ, chỉ cầu Diệp Thần có qua có lại, tương lai có thể giúp đỡ đối kháng hồn thiên đế. Diệp Thần cười nói, nơi đây nhân quả, chỉ sợ không dễ dàng như vậy giải quyết. Hắn muốn cứu Vũ Tổ, mà cổ tinh môn Hiên Viên Vương, lại muốn đoạt xá Vũ Tổ, song phương mâu thuẫn không thể điều hòa. Sự tình phát triển đến cuối cùng, luân hồi trận doanh cùng cổ tinh môn, rất có thể muốn đại quyết chiến. Một khi hai đại trận doanh, bộc phát đại quyết chiến, có trời mới biết kết cục sẽ như thế nào. Thiên nữ cười nói, bất kể như thế nào, ta đều sẽ đứng tại ngươi bên này. Diệp Thần mỉm cười nói, tốt lắm vô cùng, đa tạ. Thiên nữ nói, ngươi hẳn là đa tạ thần sắc đẹp. Diệp Thần cười nói, vậy thì thay ta cảm tạ thần sắc đẹp tỷ tỷ. Minh Khiếu Thiên nói, luân hồi chi chủ, thiên nữ thần sứ, chúng ta đi vào nói chuyện. Diệp Thần nói, ngươi gọi nàng, thần sứ. Thiên nữ cười nói, ta xem như Mỹ Thần Cung sứ giả, mới tới sụp đổ di tích cổ, ta cũng không chỗ nghỉ chân, liền đi đến sụp đổ thần giáo, nhận được Minh giáo chủ không chê, nguyện ý dung nạp ta cư trú. Minh Khiếu Thiên hoảng hốt vội nói, tiện tay mà thôi, không đáng nhắc đến, thiên nữ thần sứ, tiểu nữ chịu đến sụp đổ phá toái chi khí ăn mòn, đạo tâm sắp vỡ nát, chỉ có ngươi có thể cứu a. Thiên nữ trước mắt là Nguyên Thiên Đế đồ đệ, Mỹ Thần Cung đặc sứ, nàng nắm giữ Nguyên Thiên Đế cùng thần sắc đẹp truyền thừa, thực lực thập phần cường đại, hơn nữa có đủ loại cầu khẩn chúc phúc thủ đoạn, có thể hóa giải sụp đổ cùng hắc ám. Trong lòng Diệp Thần khẽ nhúc nhích, nghe Minh Khiếu Thiên lời nói, tựa hồ hắn có cái nữ nhi, gặp sụp đổ ăn mòn, muốn thỉnh thiên nữ ra tay cứu trị. Thiên nữ khẽ cười nói, có luân hồi chi chủ ở đây, người gọi hắn ra tay có thể tốt hơn đâu. Diệp Thần muốn biết càng nhiều tình huống hơn, liền hướng Minh Khiếu Thiên hỏi, tiền bối, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Minh Khiếu Thiên thở dài một tiếng, nói, đi vào rồi nói sau. Hắn dẫn Diệp Thần cùng thiên nữ, bước vào sụp đổ thần giáo bên trong sơn môn. Sụp đổ thần giáo sơn môn, hoang vu phá toái, lộ ra một cỗ hắc ám sâu thẳm khí tức, núi cùng núi vần quanh, khe núi quanh quẩn từng tầng màn trướng một dạng sương mù, ở đây tựa như là một mảnh hoang vu chi địa. Đã không có thiên địa linh khí tồn tại, cũng không có sụp đổ khí tức, phảng phất hư vô. Quần sơn vần quanh trung ương, Diệp Thần thấy được một tòa cực lớn tháp nhọn chỉ thiên, mây khói tràn ngập, trên thân tháp điêu khắc rất nhiều hội họa, tựa như cổ lão đồ đằng, ghi lại ngày xưa sụp đổ chi chủ vinh quang cùng truyền kỳ, mênh mông, rộng rãi, hủy diệt, kịch liệt, nổ tung một dạng sụp đổ khí tức, đều hội tụ ở tòa này tháp nhọn bên trong, để cho người ta liếc mắt nhìn, liền không thể chuyển rời ánh mắt. Đó là, Diệp Thần nhìn xem tòa kia tháp nhọn, lập tức lấy làm kinh hãi.